Tóc đẹp quá thôi. Tóc này ra khuôn đẹp kinh. Không tốn tiền lắm em. Mái tóc của anh đẹp là anh không cần phải tốn tiền, anh gieo, anh ghiết, anh gọi là gì? Dầu bóng gì hết á. Thấy không? Mái tóc anh chắc chưa? Kìa, không trả lời luôn mày. À, tóc dày đẹp, có khuôn được. Xong việc đi mua đồ ăn cho anh nha. Nè, tóc nhìn mày bị ngang đẹp lắm mày, phải không? Đó, mỗi mấy chậu tre ăn rồi tóc tối là nhìn cái mái không à, cái tóc người ta phải đẹp nguyên cái đầu thằng ngu. Bởi vì mấy cái thằng mà nó làm ăn mà nó không có gọi là designer riêng á, nó không có biết gì về beauty hết. Bây giờ người ta chải tóc bằng tay năm ngón ông ơi, ai đi chải tóc bằng lược, mày làm như con gái vậy đó trời. Đàn ông trai chải tóc bằng lược, xin lỗi, lược của phụ nữ, for woman, not mới dứt 4 cái video muốn tắt thở luôn. Áo nhiêu thế anh, đơn giản đẹp. Áo này hả? Thôi lấy rẻ 600 ngàn thôi được không? Nè, áo này lấy rẻ 600 ngàn thôi được không? Phải xịn lắm em. Chịu không? Chịu hình bán luôn. Cởi ra bán liền luôn nè. Vải tự khen mình luôn anh. Trời đất ơi, không phải là khen mà là nhận xét. Đúng không? Mình đẹp thì mình nhận xét thế thôi. Cuối tuần không đi nhậu gì? Ôi mấy thằng kém văn minh nó mới nhậu mày ơi. Tao mệt mày quá, mày nhậu hoài. Mày nói gì vậy? Chị phụ nữ chưa bao giờ chải tóc bằng lược. Chết mẹ, chải tóc bằng gì? Bằng răng người tình hả chị? Hơi căng căng. Tóc nay đẹp rồi. Này mới em, này gì? Này mới khen nè. Em muốn mua thực phẩm bổ sung ạ, tèo bán cho Vũ Nguyễn đi em. Thằng kia doanh số đủ rồi, mày nhường cho thằng kia đi mày. Mày ma mới phải nhường cho ma cũ nha. Mày ma mới mày dành ăn với ma cũ nó đập mày chết luôn á. Đúng rồi, mình đẹp thì mình nói mình đẹp thôi, đúng không anh? Đúng vậy đó em. Trump vừa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi những nước gian lận thương mại, ship ơi, đủ ghê vậy. Ủa mày đọc tin đó đâu sao tao không biết? Việt Nam gian lận thương mại gì bà? Mưa này mua gà ác tìm thuốc bắc chuẩn không thầy. Mày thích ăn thì ăn thôi chứ gà ác anh ăn có no em ơi. Chúc ăn dê. Thôi không chơi đùi mày. Đùi ông hoài ngán quá. Nè, đẹp nhất là khúc này nè mấy em, nói thấy không? Nè, thấy không? Thấy không? Cái gợn sóng nữa không? Vuốt từ bên đây qua nó gợn sóng. Cái đầu này á, nó xù, cái nào xù để mà cái năm ngón sượt lên một cái mà nè là nó ok đâu vào đó. Ăn tiền là cái máy bên này nè, đó bên đây nè không? Phòng này nó bồng bềnh nè. Nó lãng tử đa tình, tóc mình nó đen nhánh luôn mà nó nhiều mà nó dày, nhìn nó đẹp mấy em. Nó còn mấy thằng đầu có dài cọng mẹ undercut soi gương cả ngày thua. Khả năng nói với sếp là vô tận, đúng rồi không? Nè nhìn bên hông nữa không, nhìn cái đuôi còn ghiền dữ nữa, trời đó cái đuôi tóc anh đẹp lắm em. À nhìn phong độ quá Di Nguyễn, trời Di Nguyễn mà. Cuộc đời của Di Nguyễn tóc không biết gầu là gì luôn. Gầu là gì ta?
Khô tóc quỷ chứ nó khô. Trời ơi má mẹ ơi, nó khô tóc kinh khủng. Trời ơi. Mấy con khỉ tối ngày đầu nó vuốt sáp không, nhìn tóc cứ gớm. Tóc phải để nhìn như Nguyễn nào đẹp, phải đẹp từ trong ra ngoài, đẹp nhà cũng súp đúng không? Mình chỉ gội đầu thôi ba. Có cái đầu đè ra, ban ngày thì dứt sáp vô, buổi tối thì xả. Tóc nào chịu nổi mày? Đúng không? Giống như mấy con nhỏ con gái cái mặt thì thế gớm mà. Đập cho mấy lớp lên, xong rồi tối tẩy trang ẩu. Banh mẹ cái mặt luôn. Trước đây mình cũng để mái tóc giống Duy nhưng mà vô quân ngũ phải hớt 3 phân, đúng rồi, đi lính khổ lắm anh ơi. Anh có dùng sáp không anh? Không ấy, dùng bất tiện lắm, chừng khi nào mà anh dứt cái đầu giống như hội nghị á thì anh mới dùng sáp nha. Còn không á, anh để bình thường nhà anh đẹp trai rồi dùng sáp chi mà, đúng không? Đó, mày thấy mày mày coi phim cô giáo Thảo không? Mà thấy anh đóng cái đó, tóc anh để tự nhiên anh xả xuống, tóc anh chạm mặt nhỏ đó, nhìn nó hấp dẫn chưa, nhìn nó lãng tử chưa, đúng không? Nó chứ tụi bay dùng sáp là thua rồi. Tùy sáp là dùng để dựng cái đầu lên, dựng cái tóc nó lên, dựng cái tóc nó lên để cho tạo cái sự sang trọng trong buổi tiệc. Còn có mấy thằng để tóc hai mái hài đó mà em, nó để bắt chước anh, nó má tóc hai mái nó sụn xuống cái mặt nó vậy nè, không thấy con mắt cái đầu hết á, nó dứt hoài nó không lên được như anh. Em nói đầu anh Duy Nguyễn để tóc sao đẹp vậy anh, em bắt chước anh, em bắt chước anh, em để một phát một sao tự nhiên nó sụp xuống mặt không à, đi không thấy đường. Anh xài điện thoại gì mà like đẹp thế, Samsung em. Nuôi tóc này lâu không anh? Nói chung nuôi tóc này tốn 2 năm, đẩy chừng 6.000 thằng đi ra đảo nha em. Theo anh ở Việt Nam giờ làm gì cho nhanh giàu? Nhiều nghề lắm em. Mua vé số đi. Keo mới sang trọng anh sáp xếp giữ nếp thôi. Không, tóc anh dùng xe dùng dùng sáp nó vẫn ok lên, nó vẫn dựng lên luôn. Tùy tóc thôi. Thí dụ như tóc của em nó ngắn quá, cái độ dài nó chưa có đủ á để nó giữ đứng lên á thì kiểu gì nó chả sụp thì em phải dùng tới keo. Keo là dùng hạng nặng rồi ba. Keo xịt đúng không? Keo xịt là dùng hạng nặng rồi, tóc mau cứng chết ngắt tóc luôn á. Đừng có dùng quá chất mỹ phẩm lên cái đầu mình nhiều quá mấy em, nó không có tốt, hiểu không? Mình cứ để tự nhiên natural, đẹp từ trong ra ngoài, cái đẹp khỏe nó bền vững hơn so với cái đẹp mà đẹp thẩm mỹ, đẹp mà đẹp chắc chiêu bằng ở ngoài á. Đó. Em hiểu ý anh nói không? Thí dụ như mấy con nhỏ ngực lép nó chơi nó độn silicone vô mày. Trời nó cứ làm gì chi cho má, bữa nào nó kích ứng một phát một nổi mụn giờ nè. Dạo này có cái áo vú nào đó em, lót nguyên silicone vô hai cục chà bá lửa luôn, mặc vô tự nhiên người tưởng ngực nó không à, ai ngờ đó silicone nha. Ở trong nó phẳng lì à. Hôm em like ở Đà Nẵng, like chữ K chứ mà like chữ B chứ phải chữ K chị. Là mái tóc đẹp nhất bồng bềnh ánh sáng, kết hợp ria đậm nữa sói ca. Bữa nào ta? Tùy chất tóc mỗi người chứ không phải ai để cũng được. Không, ai để cũng được hết ba ơi. Chất con khỉ gì tóc mày đừng có cứng như rễ tre thôi chứ. Tóc ai để cũng được thôi, tại tụi em thiếu người tạo mẫu. Người tạo mẫu người ta phải đi cái nếp cho em trước chứ, đúng không? Khi mà tắm xong em sấy bằng cái tư thế nào đó, tắm xong em gội đầu em sấy bằng tư thế nào, em dưỡng cái chân tóc nó cứng lên bằng cái dầu xả gì, dầu gội gì. Trời ơi, tôi nói chung là tụi em cái đầu cổ tụi em ăn là tối ngày undercut không thì biết con mẹ gì, đúng không? Hợp lý không mấy em? Việt Nam nhận xe tăng T90 của Nga chưa anh? Hình như nhận đóng rồi mà, nhận đóng cua rồi mà. Sếp ơi kiếm thằng bán xe lam cho em, nghe like thử với sếp, ai biết thằng đó lần nào. Đầu mỗi người để mỗi để hợp mỗi kiểu. Bạn nói gì thì cũng đúng. Đúng không? Duy Nguyễn đẹp, đầu để đầu nào cũng đẹp hết á. Mà quan trọng là Duy Nguyễn chọn cái đầu nào để thôi. Đúng không?
tại Duy Nguyễn tóc đẹp, tóc khỏe, tóc không sâu, không sâu, không bạc, không quăn. Đó thì Duy Nguyễn phải để cái mái tóc nó lãng tử, đó là thể hiện sự đẳng cấp. Đó. Còn mấy thằng kia nó làm không nổi thì nó để cái tóc ngắn. Hiểu không? Bạn không hiểu đúng không? Để mái tóc dài được nó đẳng cấp lắm. Đó. Còn để tóc dài không nổi người ta mới cắt tóc ngắn thôi. Việt Nam hợp tác với Nhật chống Trung Quốc bành trướng đó anh Di. Ôi mẹ, hợp tác gì chống Trung Quốc bành trướng gì, mệt quá, lo làm ăn đi mày ơi. Tối ngày lo kiếm chuyện không à. Duy nói về vụ tăng lương đi, tăng lương ở đâu? Cờ bạc gái gú rượu bia Duy món nào? Chỉ có gái gú thôi. Khi nào mở phòng tập liên hệ, rèm em. Phòng tập cần gì rèm mày? Phòng ngủ mới cần rèm chứ. Em vô 30 size, tẩy tóc để nhuộm màu, bây giờ bị hỏng rợp da đầu, thuốc dỏm. Tóc anh không bao giờ nhuộm. Đúng không? Anh không có thích để quá chất lên đầu của nó thiệt. Anh là anh kỹ với nó lắm. Đó. Vừa rồi báo giá anh rồi đấy, tao đâu có làm rèm đâu, mày báo giá tao làm sao? Bây giờ mình giảm được bao nhiêu ký rồi nha? Bình nước THOL bao nhiêu lít? 19 lít em. Có thằng nói tóc anh như lông kìa, màu nó xanh cỏ rồi em ơi. 30 size hay vũ trí hơn anh? Mày cắt cái đầu có mấy chục ca thì chỗ nào cắt chả được. Mày làm như mày cắt cái đầu mấy triệu rồi đó, mẹ so chỗ này với chỗ kia nữa, cái thằng trẩu tre, đúng không mấy bạn? Mình trả lời vậy bạn, mấy bạn phục không? Nó phục thì like đi bạn. Con nhỏ bị tạ đè bụng sao đó? Con nhỏ bị tạ đè bụng rồi sao rồi anh? Con nhỏ nào bị tạ đè bụng mày điên hả? Anh Duy nói về vụ lộn xộn trên sao Kim đi, mày tin mày ra sao Hỏa không hả? Hay mày ra sao Thổ? Anh cắt tóc một lần hết 5 triệu không, tùy dịch vụ em. Nếu cắt cái đầu không thì mấy trăm ngàn thôi chứ làm gì 5 triệu chứ vậy. Thí dụ mình cắt rồi mình còn uống, rồi mình còn gội đầu, mình còn massage thảo dược, mình còn đắp đắp gì ta, rong biển thì nó rẻ nhưng mà nó có loại bùn hay loại khoáng gì đó mắc lắm đó. Rồi massage mặt này nọ, massage body đúng không? Con gái thì nó mắc hơn đàn ông mình, nó rẻ mày ơi. Thì có đàn ông trai cầm 3 triệu cho tiệm tóc không biết làm sao cho hết luôn á. Còn mẹ con gái một phát một đục lên 10 triệu chuyện nhỏ. Nhắn giùm giọng chị An Nhiên nghe rất ngọt. Sáng giờ tao không gặp bà không biết bà còn sống không nữa trời. Cắt ở Lê Duyên mới 5 triệu. Lê Duyên là massage. Cắt tóc ở Lê Duyên là phụ, massage là chính mày ơi. Nhưng mà quan trọng là anh dùng hết rồi mà, anh dùng hết cái Chỗ em hớt tóc không 30k, 30k là ok rồi đó. Chắc cũng phải là có nem rồi đúng không? Cắt tóc mà 30k là có nem rồi đó mấy em. 300, 300 lộn lộn. Gội 200k. Vậy chỗ của em là salon rồi đúng không? Chỗ của em chắc cũng ok, uy tín đó. Tóc xếp nhìn càng ghiền vậy mới làm xếp mày đúng không? Thằng Nhật chỉ lợi dụng Việt Nam biết rồi, nói chung thằng nào cũng lợi dụng Việt Nam hết, hiểu không?
Mãi chả thấy thằng nào xâm lược để được cầm súng bắn nhau, buồn quá. Có tiền không đi bắn súng sơn đi. Hả? Nên học bên an ninh hay cảnh sát? Học bên nào cũng làm mướn thôi mày ơi. Mình thích học bên nào mình học. Mỗi mỗi bên có một cái khó. Dạ khách đông lắm. Trời ơi, cái cắt tóc 300k mà khách đông là chỗ đó làm ăn được rồi nha. Ai cô đơn kết bạn tâm sự kính. Phò đi chỗ khác đi ba. Mẹ vô đây kiếm phò, phò online nữa. Phò giờ ra đứng đường mới có tập khách nha. Tự nhiên cái chỗ người ta đang live stream trí tuệ. Mẹ vô đây quảng cáo nữa. Việt Nam mạnh thì Lào, Campuchia làm ô xin cho Việt Nam. Giỏi vàng. Việt Nam có nợ sợ China không anh? Một câu hai động từ tao biết mày chơi động từ nào. Nợ là một động từ, sợ là một động từ khác. Thì mày hỏi sợ hay là nợ? Không, ở trên đời tao mới thấy thằng làm câu hai động từ luôn mày. Đúng không? Một câu chứ một động từ chính thôi mày chơi hai động từ chính luôn, bố ai trả lời được. Em nộp 6 triệu cho em tập 1 năm không anh cho em. Incoming chat. Chăm sóc khách hàng telesale quá trời không? Đó, telesale kinh chưa? Ai đang bật like anh kìa, nhân viên em. Nó bật like anh đó. Ba thằng ngoại bật luôn. Mai mốt công ty anh 1000 nhân viên là anh like có 1000 view nha. Giọng Quảng Ngãi lo sợ đó anh. À vậy hả? Ý em là Mỹ sắp đánh thuế 20% của 300 tỷ còn lại với Trung Quốc. Theo anh Duy Bình sẽ làm gì đáp trả? Nó tẩy chay chết mẹ hàng Mỹ luôn chứ làm gì đáp trả. Mày chưa thấy chiêu tẩy chay thần trưởng Trung Quốc hả? Hồi cái kỳ á, thằng Nhật nó đụng cái đảo, nó cướp cái đảo của Trung Quốc á. Thằng Trung Quốc nó tẩy chay hàng Nhật, trời đất ơi, doanh nghiệp Nhật lúc đó là khóc ra tiếng máng luôn. Thằng Trung Quốc nó nổi tiếng lớn nhất là cái tuyệt kỹ mà tẩy chay thần trưởng nha. Thị trường của nó 1,3 tỷ dân mà đâu có sợ đâu mày. Không có tẩy chay mua, tội tẩy chay là bú luôn á. Nó nhiều chiêu lắm. Bởi vì người ta nói là chiến tranh thương mại mà chỉ biết tăng thuế thôi là mấy thằng ngu. Mấy thằng biết làm chính trị. Đúng không? Cái ông Trump là ông nhìn tới bài toán kinh tế. Đối với ông đồng tiền là trên hết. Còn cái ông Tập Cận Bình ông chơi là ông chơi chính trị sụp cả hệ thống. Đúng không? Đó. Về mặt lâu dài là Mỹ đuối. Mặt lâu dài là Mỹ chết chắc. Trung Quốc giờ nó có ảnh hưởng mẹ đâu. Cùng lắm thị trường chứng khoán trong kinh tế lui xuôi ngược vài bữa thôi có chết nào đâu. Đúng không? Bạn theo dõi đi, từ lúc chiến tranh thương mại tới giờ Trung Quốc có gì xấu đâu. Mẹ càng cấm vận Huawei nó càng giàu. Càng cấm nó xuất qua bên Mỹ nó xuất càng nhiều. Đúng chưa? Mà thêm một cái nữa, bên cái lãnh đạo Tập Cận Bình man hơn nữa. Nói là giờ mày cứ cứng với Mỹ đi, có chuyện gì tao chịu. Vậy là xong rồi đó. Không cần phải trình bày với bố con nào hết. Đó. Còn Mỹ Donald Trump về phải báo cáo quốc hội này nọ kia, đưa những chính sách ngu ngu ra má. Cái thằng mà tối cao pháp viện nó bác nữa nó. Chứ mày giỏi thì mày đi giúp thằng Mỹ làm cách nào đi. Mày có bị khùng Hán không mày? Tự nhiên đi giúp thằng Mỹ đánh thằng Tàu. Đâu khùng, tao đâu có điên đâu trời. Triều với Hàn chừng nào mới thống nhất Việt Nam vậy anh? Hàng Hàn Quốc nó đuổi cổ Mỹ đi mới thống nhất được mày ơi. Má Mỹ nó còn đóng quân ở đó sao thống.
có nhiều thằng nó nói á, nó nói cái câu là nó là gì, ở Mỹ Trung Quốc rồi phải độc quyền đúng không, ví dụ như không xài đồ Trung Quốc xài đồ nước khác, mấy cái thằng đó là mấy thằng ngu, mẹ nó mới học lớp 1 chưa biết lớp 2 đúng không, thì nó nói không sai, cái rổ tao có thể mua cái rổ của Việt Nam, tao có thể mua cái rổ của Mỹ, ủa tao có thể mua cái rổ Trung Quốc, nhưng mà xin lỗi nha, tao hỏi mày nha, thằng Việt Nam sản xuất đủ rổ cho thằng Mỹ nó mua hay không, cái đó mới là vấn đề đó đúng không, gom cả cái thế giới này lại, cái kho xưởng chưa bằng được tàu nữa, thì dựa vào đâu mà nói câu đó, hiểu chưa? Chưa kể thằng tàu cái thế mạnh của nó là gì, kho xưởng thế giới và lao động trình độ cao, giỡn chơi hoài à. Mẹ coi coi thường Trung Quốc là chết ngắt luôn á, đúng không? Bạn nghĩ coi tại sao bây giờ thằng Mỹ nó phải chiến tranh với thằng Trung Quốc, đúng không? Trong khi ngày xưa thằng Mỹ nó sai Trung Quốc như con, thì bạn thấy nước nào đang mạnh mà nước nào đang yếu, đơn giản thôi, đúng không? Hợp lý không? Phục không? Tự nhiên cái thời ngày xưa ăn uống khổ chết mẹ nghèo đói nguyên cái nước Trung Quốc luôn, nó thằng Mỹ nó mạnh như quỷ vậy đó, còn bây giờ thằng Mỹ nó phải chiến tranh với thằng Trung Quốc, tức tỏ là hai thằng nó xem rồi, thì hai thằng xem mới kêu là chiến tranh, chứ thằng quá mạnh thằng quá yếu quốc một cái một ngủ rồi chiến tranh gì nữa, đúng không? Nhưng thế cao quá, doanh nghiệp Trung Quốc không xuất được mà sập tiệm cả lọt thì có vẻ không ổn cho nền kinh tế Trung Quốc. Thuế cao cái gì? Thuế cao thì thằng dân Mỹ với thằng doanh nghiệp Mỹ nó trả chết mẹ nó, chứ Trung Quốc nào trả thuế, đúng không? Nó bây giờ anh nói em nè, thực tiễn thì Mỹ đã đánh thuế Trung Quốc rồi đúng chưa? Hàng nó vẫn xuất qua dư thế mẹ kìa, có xuất thiếu miếng nào đâu, đúng không? Thì trong tương lai mày đánh nữa đánh đi, dân nó cũng xài hàng thôi à, đúng không? Bây giờ mày đâu có bỏ hàng được đâu. Thí dụ như bây giờ Trung Quốc nó xuất khẩu qua bên ví dụ như giờ Trung Quốc đi, nó xuất khẩu iPhone ngược lại Mỹ đi, thì bây giờ mày bỏ hàng à? Không lẽ giờ thằng Apple nó sản xuất iPhone ở bên Trung Quốc xong rồi nó để đó nó bán luôn hả? Nó không bán cho dân Mỹ hả? Đúng không? Ai thay thế được? Giờ nó là cái chuyện công nghệ, còn cái chuyện cái rổ cái rá đôi giày đúng không, ví dụ giờ giày Trung Quốc tao nói cái bình lắc thôi, tao chỉ nói cái bình lắc này thôi đúng không, bình lắc là toàn tàu không đó, bây giờ á, ngành thể hình ở bên Mỹ đó nó cần phải bình lắc đúng không, nó cần phải vài triệu cái bình lắc một tháng, tao nói thiệt với mày á, ngoài tàu ra chẳng nào sản xuất nổi, tao chỉ nói vậy thôi, hiểu chưa? Đổi gì giờ dân Mỹ ra sản xuất bình lắc cho nó bán chết mẹ, cái bình lắc này tàu sản xuất bên Mỹ nó bán 4 đô, đưa dân Mỹ sản xuất vô cho nó bán 40 đô á, đúng không? À, thí dụ bán 4 đô là hữu nghị, bình thường nó bán 7 8 đô. Ví dụ vậy. Đơn giản cái đó thôi, không phải nói nhiều. Để cung cấp được một cái lượng hàng hóa cho thị trường Mỹ á, thì ngoài tàu ra nước nào làm nổi? Đúng không? Còn nếu mà nói về phải chuyển đổi nhà máy á, thì đó là chuyện của vài năm chứ không phải là chuyện của một ngày, đúng không em? Thí dụ giờ em cù nhây em nói thôi giờ mấy cái doanh nghiệp ở bên nước bên bên kia nó rút ra khỏi Trung Quốc đi, mày rút thì được đó, nhưng mà rút là câu chuyện của vài năm chứ không phải câu chuyện của một ngày, mà vài năm sau Trump hết hết làm thủ tướng tổng thống rồi. Mỹ ngày xưa giúp Trung Quốc cải cách kinh tế phải không anh? Wow. Cải cách kinh tế là chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ Mỹ nào giúp? Qua nước ngoài rồi mới biết tầm ảnh hưởng của Trung Quốc anh ơi, tao biết rồi mày ơi. Nó chiếm mẹ cái Thái Lan rồi kìa. Tao nói thiệt với mày, qua bên Thái Lan biết tiếng tàu khỏi xà lạc đi. Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ đi đầu. Lúc đó châu Âu xách dép, ui Ấn Độ mày còn xa.
Ấn Độ mày phân quá giàu nghèo siêu kinh luôn kìa con. Còn không có ổn định, nó bom đạn ăn tờ lưa hết nè. Ấn Độ tuổi gì so với tàu? Ấn Độ không có gì để so với tàu hết á, nó thiệt với bạn luôn á. Dân số thì cũng thua, đúng không? Kinh tế thì cũng lẹt tẹt. Bạn coi thu nhập bình quân đầu người Ấn Độ nhiêu, tàu nhiêu rồi, đúng không? Đáng lẽ là cái xứ dân ít thì thu nhập nó phải cao hơn, còn này thu nhập mẹ thua xa tàu luôn. Ấn Độ lo phân lo chống giàu nghèo đi, đúng không? Đầu tư nông thôn đi, bỏ đi mấy anh phiến quân nổi loạn đi. Trump đánh thêm thuế, dân Mỹ thêm khổ, Trump sẽ không được lòng dân chúng đúng không anh? Nói chung là dân Mỹ nó chưa có thấm được cái khổ đâu. Lúc trước đánh ít nó chưa thấm cái khổ, đợt là đánh nhiều nè. Bởi ta nói là chiến tranh thương mại vì nó căng thẳng lắm. Đánh nhiều nó mới thấm được cái khổ chứ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chuyện này đi còn có rồi. Trong 10 năm nữa Ấn sẽ đông hơn Trung Quốc đó anh. Ồ đẻ thì nào đẻ chả được mày ơi. Mày giờ Trung Quốc nó mở cửa đẻ kìa, nít ra cái đống. Ấn Độ không bằng được tàu đâu. Nói thiệt với mày, tất cả mọi thứ Ấn Độ đều thua tàu. Mỹ đi đêm với Trung Quốc hấp diêm Việt Nam, đổi lại Mỹ giúp Trung Quốc phát triển kinh tế, giúp cái móc chứ giúp hợp tác thôi, chả nào giúp nào, đừng mở mồm ra nó giúp. Nó giúp là ngu. Đúng không bạn? Chẳng qua bây giờ Mỹ nó chơi với Trung Quốc, đúng không? Nó Mỹ nó chơi với, mà Trung Quốc nó chơi với Mỹ. Đó, thằng Mỹ nó cần thị trường, nó và nó cần lao động giá rẻ. Thì thằng Trung Quốc nó cần công nghệ thì hai bay phát nhau thôi chứ nào giúp nào. Mỹ nó có cầm tiền nó cho Trung Quốc không? Chừng nào Mỹ nó cầm tiền nó cho Trung Quốc chừng vài trăm tỷ đô ăn sáng á, thì đó là giúp. Giờ thì mấy công ty startup mới ở Mỹ chuyển hướng sang những nước khác ngoài tàu. Khi nghĩ đến sản xuất, tùy nó tính thôi. Tùy nó tính vào cái độ hấp dẫn ở tàu còn ok không, rồi có thị trường nào thay thế được hay không, thế thôi. Đương nhiên nó sản xuất ở Trung Quốc là nó ăn được thị trường Trung Quốc, đúng không? Còn nó bỏ Trung Quốc đi là nó bỏ thị trường Trung Quốc, thế thôi. Nên khi mà nó bỏ thị trường Trung Quốc thì hàng hóa nó bị cô lập thị trường lại, hàng hóa nó bị cô lập thị trường lại, và thêm cái nữa là cái nước khác đó, nó có đủ cái trình độ lao động như Trung Quốc hay không đó. Chứ bộ ba đùa hả ba, nói hay. Thí dụ như giờ cùng lắm tao định thằng Trung Quốc chút xíu, tao vô thị trường nó tao bán tao kiếm cháo, đúng không? Tao bán cho thị trường Trung Quốc thôi, hơn mẹ thị trường ASEAN rồi còn gì nữa, hợp lý không? Quan trọng là cái khách hàng đó, cái thị trường nó nằm ở đâu thì nó sẽ có quyền quyết định, đúng không? Nếu thị trường nó là châu Âu thì nó chọn nước khác, còn nếu thị trường là Trung Quốc và ASEAN thì nó chọn ở đây Trung Quốc. Nói phải chính xác, mấy bạn nói chuyện nó có một chiều à, tôi không có phục đâu. Mỹ mượn tiền Trung Quốc làm gì vậy anh? Nó đi quýnh lộn nhiều quá, nó thiếu tiền chứ gì mày? Mày không thấy tự nhiên vũ khí mà tao tặng hả? Ăn là bỏ biết nhiêu trái bom, trái đạn, thử từ lưa hộp dưa, nuôi đóng quân đội nữa, đúng không? Thời bình bà làm gì nuôi quân đội kinh vậy? Chi tiêu quốc phòng gì đâu gần trăm, gần 800 tỷ một năm, trời trời. Má kinh thiệt. Ăn rồi mua súng, mua đạn, mua bom với nuôi lính không à? Em nghĩ vị trí địa lý Việt Nam bá nhất ASEAN, bá cái đầu cha mà chứ bá ngu. Vị trí Singapore mới bá nhất. ASEAN mày bá dựa trên gì? Dựa trên du lịch biển hả? Du lịch biển kiếm được nhiêu tiền, đúng không? Nên mấy thằng nào mà nói vị trí chứ vị trí của ASEAN bá nhất, vị trí Việt Nam bá nhất ASEAN là mấy thằng đó là nó không hiểu, đúng không? Nếu mà mày nói cái tầm nhìn của Việt Nam nó quản lý được hai quần đảo thì ok, cái đó là chuyện chính trị đó. Và đánh bắt cá, tại vì tao biển dài, tao biển dài thì kinh tế biển của tao nó phải rộng, tao đánh bắt cá được, đúng đúng không?
Nhưng mà vậy thì nếu mà nói về biển, mẹ Indo nó nhiều hơn mày nữa, đúng không? Nói về vị trí, chả có vị trí gì gọi là chiến lược cả. Mày ra khắp cái biển của Việt Nam toàn là hàng cóc, hàng nhái, mấy tàu thúng, tàu thuyền, tàu gì đó. Nói chung phải chê nha, ngư dân mình nghèo bỏ mẹ. Đó, đi đánh bắt cá bằng bằng xuồng ba lá. Vậy sao ăn được, đúng không? Nhìn thằng Trung Quốc kìa, nói về bắt cá, còn Trung Quốc dám nhất thế giới rồi đó. Một lần nó đổ tàu đi một cái một thôi, không còn cái nào đó. Đó, Trung Quốc tàu nó siêu bự luôn, tàu thép, Việt Nam mình toàn tàu gỗ. Thậm chí bắt bằng thuyền thúng công mực. Mấy em đừng có ảo tưởng, thằng cha nào viết sách giáo khoa kiểu đó là cũng hơi bị ảo đó. Đúng không? Cái đó anh không có đồng ý đâu. Thằng Singapore mới bá, thằng Malaysia mới bá. Mười năm nữa Đài Loan có bị Trung Quốc sáp nhập không anh? Chuyện thời gian thôi. Anh ăn thức ăn tự nhiên một ngày mấy lần, hai lần em. Đợt Việt Nam đóng xong tàu thép xong bỏ xó, sao vậy? Không đi ra biển bắt cá đi. Một năm, năm 1900 hồi đó Mỹ lỡ tay làm rớt vài quả bom nguyên tử vào sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư, không biết Trung Quốc có ghi sổ không, ghi sổ ghi ba quốc cái đại sứ quán nó thành đóng vậy, đóng gạch luôn. Thằng Sin nó có eo biển, Sin là Sin G không ơi, chứ không phải là Sin H. Tàu biển phải đậu qua nó quá nhiều. Hình như sách giáo khoa địa lý có viết vậy đó anh, thì mấy thằng cha viết sách mà đôi khi cũng lãng mạn lắm. Không. Việt Nam gần Trung Quốc cũng là lợi thế và thách thức, đúng rồi. Em nói chuẩn. Không, cái nào mà tụi em nói đúng là anh công nhận nhanh lắm. Nó còn cái nào tụi em nói sai thì anh mới chỉnh thôi. Anh ơi, em có vài câu để anh đam mà không biết em comment anh thấy không cơ. Anh thấy hết, nên quan trọng có trả lời không thôi chứ. Sao Mã Lai không lụm Singapore luôn anh? Thì bởi vậy mới nói nó ngu. Ngày xưa để Singapore ly khai đó ba. Mẹ gộp Singapore lại 563 là ấm rồi. Tách nó ra 565 chi vậy? Tàu thép Việt Nam bị rỉ sét anh ơi, sơn chống sét em. Hai tụi nó quýnh nhau mình bị gì không anh? Không bị gì hết trơn em. Mình làm bạn của hai thằng mà bị gì? Ủa con thạch đâu ta? Hôm nay tóc vô nếp chính xác em. Em nói với mấy đứa không có não mệt lắm nha. Chào đồng chí Nguyễn Văn Thiệu. Anh Duy mà làm lãnh đạo dân mình đỡ khổ nhỉ? Thôi đi ba. Cậu đang sống khỏe. Anh có tính nhuộm tóc không? Nói nãy rồi. 2021 đổi mới bộ sách rồi. Tới đó không biết lũ nhỏ sẽ ra sao, nhưng thấy kiến thức tụi nó lủng quá nhiều. Lủng thì nó coi livestream Như Nguyễn nó hết lủng. Tóc nai bù xù với anh, bởi vì thằng ngu nói chuyện kém sang hẳn mày. Tự nhiên diễn đàn mình nãy giờ đang yên ắng, có thằng này vô nói chuyện kém sang ghê. Mấy em có thấy vậy không? Năm 2050 Trung Quốc họ có thể thực hiện được thành công ước mơ Trung Quốc không? Tới đó tao ngủm rồi. Mà chắc được rồi đó mày ơi. 2050 lâu quá trời luôn mà. Lúc đó là 2050, lúc đó là gì? Là Hồng Kông ngoan như cúng. Đài Loan bỏ cuộc, Ma Cao ok. Anh nên gặp bác sĩ tâm lý, mày nên gặp khỉ khỉ chúa đi. Sách Việt Nam viết, sách địa lý Việt Nam viết Việt Nam là rừng vàng biển bạc đúng không anh? Đúng em. Nhưng mà rừng thằng Lào có vẻ nó ghê hơn nha. Nhưng mà thằng Lào nó khai thác dở quá là để cho Việt Nam qua bển khai thác rồi. Việt Nam với Trung Quốc xào chẻ thằng Lào nha.
cái vụ rừng vàng biển bạc là đúng à. Còn cái nó mà nó nói chung mà cái vị thế mà nó là tốt nhất Đông Nam Á là nó xạo. Anh chơi kiểu gì mà 2050 ngủm, thấy còn lâu quá mày. 2050 30 năm nữa mà tao gần 70 tuổi rồi, ngáp nổi không? Trước trước em theo dõi passport con Ý, bên Tây nó bảo Việt Nam là số 1, giờ giờ nó có ý ơi gì không anh? Má hiểu chết liền cái mày nói gì vậy? Anh có nghĩ cách mạng 4.0 robot sẽ thay thế sản xuất thì sẽ giảm bớt ảnh hưởng Trung Quốc không anh? Lúc đó thằng Mỹ nó còn chết mẹ nữa. Đúng không? Robot mà nó sản xuất là mấy 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 thằng tư bản nó chết trước. Tại vì robot mà sản xuất đó thì dân nó thất nghiệp. Đúng chưa? Dân nó thất nghiệp thì nó loạn mẹ nó rồi, còn nói cái gì nữa? Đúng không? Cái chuyện mà để cho robot nó tràn lan á là cái chuyện mà nó giống như gì? Sinh sản cái gì mà vô tính con người đó mấy em. Giống như giờ em chặt cái tay ra cái nó ra thằng khác, ví dụ như giờ tôi bây giờ anh Duy Nguyễn đi mất cộng lông chân cái tự nhiên nó mọc ra anh Duy Nguyễn khác đó, cái đó là phải kiềm chế, cái đó là phải quốc cái luật đàng hoàng chứ không mấy thằng bắt học điên nó làm ghê lắm nha. Có coi truyện Hetman không? Em không có biết vụ chuột chết anh Hưng ơi, anh lụm đâu ra thông tin đó vậy? Nhiều người nói Việt Nam là đại ca của Lào và Cam đúng không anh? Đúng em. Lúc ý Trung Quốc nó sản xuất robot còn nhiều hơn Mỹ, rẻ hơn Mỹ. Bữa trước em nghe bác Phúc nói về việc 2045 Việt Nam thành nước phát triển, anh nghĩ sao? Tao chả quan tâm mày ơi. Tại vì tao biết bác Phúc tới tuổi đó cũng hơi bị khó rồi đó. Năm 45 đúng không? Bác Phúc nay nhiêu tuổi rồi? Cái chuyện mà tới năm nào thành phát triển thôi, cố gắng bằng sức mạnh toàn dân thôi chứ giờ ai hẹn trước được. Đúng không em? Anh làm biến bon em, bữa nay cái giọng anh nó hơi bị yếu, anh lóc luôn rồi anh bon chi nữa. Tại vì tìm mùa rồi nha mấy em. Má mày đâu mà ôm bụng mặt xanh lét nha mày. Như mẹ rồi. Mẹ rồi, rửa tay kỹ chưa? Chết mụ nội rồi, thôi thằng khác đi giùm tao đi mày ơi. Thằng này nó đi nó bưng đồ ăn cho tao là thấy mẹ luôn. Di rành về địa lý không? Học sinh giỏi địa mà hỏi rành về địa lý không? Cha tào lao. Ngày xưa vẽ bản đồ Việt Nam dòng ngày á. Nói ngày quá đáng, vẽ kỹ mấy ngày nghe còn vẽ ẩu 15 phút. Thôi giờ thằng nào lấy giấy với lấy viết ra mua đồ ăn cho boss coi. Mày nữa hả? Mà không đụng vô đồ ăn thôi nha. Mấy thằng mà nó rửa tay không kỹ ghê ghê mấy. Sáng xiết nồng nọc này nọ HP gì đó không đó. Sườn dê nướng đúng, má hiểu anh rồi đó. Rồi gì nữa ta? Ký không anh? Kho ba sườn mà bao nhiêu? Ở dưới nhé, em kêu mua nửa ký mà. Ở sườn thì nửa ký được, tại sườn nó có xương, sườn nửa ký sườn này. Rồi từ từ thăn dê nướng ngũ vị thăn ừ
chứ chẳng lẽ là tao. Và chưa, cái đó một phần nó bán chắc chừng 3 lạng á. Cái rồi tiếp là một phần cà ri dê, lấy anh ổ bánh mì luôn. Rồi anh ăn đạm bạc vậy thôi chứ cái bụng anh không có khỏe. Cộng lại ký hơn rồi phải không? Thôi vậy được rồi. Metro Sài Gòn làm bao nhiêu xong anh? 2020 xong đó ba. Mày không biết đọc báo gì hôm hoài vậy? Mới hôm qua em đọc thành phố Hồ Chí Minh cần 50 tỷ đô cho các dự án. Hôm sau lại thấy 4 tháng thu hút được 400 triệu đô. Nghe chán thật. 400 triệu đô là 400 triệu đô FBI hay là 400 triệu đô cho tư nhân em? Anh bắt nhân viên bưng đồ ăn dưới pha nước luôn hả? Xin lỗi mày, nó phải cạnh tranh nhau cái chức vụ đó nha con. Má ơi, thằng nào được hầu hạ vua kiểu gì nó chả sướng. Bởi vì mày nói chuyện mày ngu như chó luôn á, thiệt á. Mày đừng nói mày fan tao nha. Đúng không em? Má, một công ty mà thằng giám đốc nó chỉ có một và nhân viên nó ca bày. Mày nghĩ chừng nào mới tới lượt mày? Đúng không? Mày tin con nhỏ con gái đẹp một đời vô vua sọt nó có một lần xong nó chết già không? Trời ơi trời. Thằng này thua luôn mấy em. Thằng này ra đời chỉ có nước làm mướn thôi nha. Mà làm mướn không được chủ cưng nữa. Cái chuyện giám đốc mà nó là bắt nhân viên bê đồ ăn là tôi lại cũ rồi. Mấy em thấy nó ngu không? Nói chung mày bỏ nhỏ bà chủ, bỏ nhiều đậu bắp nướng hay gì cho tao cũng được, tao thích ăn đậu bắp lắm. Dân miền Tây mấy em thích ăn đậu bắp. Với quán bà Hơn nó có cái món đồ chua ngon á. Mày kiểm tra mấy món nướng mà không có đồ chua mày xúc bả cho tao. Ngày xưa anh ăn từ lúc cái quán nó nhỏ xíu luôn á. Anh ăn anh quảng cáo xong giờ nó bự luôn mày. Bởi vì Việt Nam mình có mấy cái món độc lắm em, dưa chua đó em, ăn cực kỳ ngon và cực kỳ có lợi cho ta. Với điều kiện các củ muối đừng mặn quá nha. Đó. Dưa chua đó em làm bằng cải nè, bao đã. Rồi em làm bằng củ đâu đó, mấy củ cà rốt, củ cải trắng đâu đó. Trời ơi. À, còn cái màng mà cái gì mấy em, cái gì mà gọi là cái dạng mà giống như là củ cải, củ sắn mà phơi khô khô đó. Hen, xong rồi bỏ nước mắm ngâm. Món đó kêu món gì mấy em? Cái màng mà cà rốt hay củ cải sắn gì đó phơi khô hen. Xong rồi bỏ nước mắm ngâm. Món nó dứt vô cơm ốc o lên liền. Cà pháo nữa. Má, Việt Nam mình có mấy món bá thiệt chứ. Anh ơi, đậu bắp có tốt cho xương khớp không? Quan hệ tình dục nhiều quá, ăn đậu bắp vô bồi sung chất nhờn. Cái đó là có thiệt đó nha mày, ốc nữa. Nó nói ăn ốc bổ sung chất nhờn. Nên mày thấy tao ngon lành lắm mày ơi. Nó nói ăn ốc với đậu bắp nhiều lắm. Không, bên anh chay xanh á, nó bên Mỹ anh đâu có mấy món này anh ăn đâu, bảo đảm không giờ có đâu anh. Làm gì có cà pháo mắm tôm, làm gì có rau đai canh cua đồng. Đúng không? Làm gì có mấy món muối. Má, mấy món đặc sản Việt Nam luôn, ăn bá đạo thiệt. Tuổi thơ chúng ta đấy em. Anh nói thiệt tụi em nha, tụi em cứ chê món đó đi. Em tụi em vô nhà hàng tụi em kêu bảo đảm một món nhỏ thôi cũng vài trăm ngàn. Đó, thằng nào đi ăn nhiều nè, đúng không? Rau luộc ở nhà mẹ cho thì ăn thì chửi, ăn thì ngán. Đi vô nhà hàng kêu rau luộc một dĩa rẻ nhất 60. Anh nói sai, anh đền cho tụi mày luôn. Có hết anh thiệt, con mình chơi xanh đâu có xạo nha. Để em kiếm bà khác em hỏi coi đứa nào gặp bà nhiên em hỏi bên Mỹ có không. Người Việt Nam làm luôn hả anh? Chứ mấy anh Mỹ làm khỉ gì biết mấy món này. Nếu mà có thì chắc người Việt Nam làm thôi. Miền Trung gọi là dưa món, ở miền Nam anh cũng gọi là dưa món thôi. Nhưng mà có món bảo đảm ở Việt Nam này bá hơn bên Mỹ, đó là cái gì? Thịt dê. À, dê ở Việt Nam này bao tươi, bao ngọt, bao ngon luôn em. Mà quán dê nó mọc như nấm vậy đó.
Trời đất ơi, con mẹ Bắc Kỳ kia vô vô trong miền Nam biết cầm nhiêu tiền, bây giờ làm chủ cái quán dê mấy em. Mà tao nói thiệt với mày, cái quán dê đó khách nó đông như kiến cỏ vậy đó. Cái quán dê đó diện tích là 2.000 mét vuông nha, xe hơi đậu cả đống, mà xe máy thì khỏi đếm luôn đó. Má dân Bắc tụi đây làm ăn kinh thiệt, bởi nhiều khi nói gì mấy món dê dân Nam làm ăn không ăn thua không em. Bây giờ dân Bắc chiếm hết thì phần dê của Sài Gòn luôn rồi. Tao bảo đảm mà đi ăn dê với ăn chó toàn Bắc không. Ngộ vậy đó, ăn hải sản thì hên hên còn có Nam nha. Đúng không mấy em? Thịt chó thì sao anh? Thịt chó thì ăn bao đã rồi. Đó. Thịt chó ăn nhìn nó dân dã mấy em, chứ không phải là cái chuyện mà nó nhiều đạm nha. Ăn nó dân dã. Ăn có mắm ruốc á, người ta chịu không được, có người ta ăn mắm ruốc không được mấy em. Rồi củ riềng nữa nè, rồi lá mơ rồi thôi thấy mẹ rồi xả nữa. Trời ơi trời. Con thằng á, con thằng nó úp cái hình nó để hình chó dân đóng xả lá mơ củ riềng kế bên, nói giờ bạn hiểu hình hình như thế nào. Em đam ngắt vậy mà không sao, Luli tuyên bố một câu trong lúc nóng giận mà bị dập tới tấp, không biết có qua nổi con trăn này không, buồn thật. Thì thôi ổng viết tới Tết ổng xin lỗi thôi, chứ cái đó là ổng hơi bị nhạy cảm, ổng sai rồi đúng không? Cái chuyện không liên quan tới mình thì đừng có nhiệt tình đó, ông bị sai với cái điểm đó. Bên Mỹ làm gì có món ngà voi chấp ống chấm ống khỉ, mẹ mà đầu bắp chấm chao mà. Chuối có tốt cho gym không anh, ăn mập như heo chứ tốt gì, 4 năm trái chắc cũng được được em ơi. Em thấy mấy thằng tập tạ hồi xưa nó ăn chuối thấm luôn đó, thằng nào nấy ú ú. Calo nhiều lắm. Thịt chó dinh dưỡng lắm anh, dinh cái đầu cha mà chứ dưỡng thịt nào chả dinh dưỡng ngang nhau. Đừng nói chuyện dinh dưỡng với anh Duy Nguyễn mày ơi, anh Duy Nguyễn mày là người có kiến thức được đào tạo chứ không phải sàm lông đâu nha. Nhất phao câu nhì cổ cánh là biến. Em nghe nói thịt chó tăng tét đúng không anh? Thịt nào cũng tăng tét, chỉ có thịt gái là giảm tét thôi. Tại ăn thịt gái xong nó sụi lơ cây cơ là giảm tét nha. Cảm ơn chú Nguyễn Nhàn nha. Dạo này con Thiên Di nó đi đâu rồi chú? Dạo này con Thiên Di nè với bà Nam Phi là hai người mất tích, không biết bị gì không nữa. Nếu mà nói về chó thì phải nhớ câu thơ huyền thoại là anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Ở miền Nam mình có một món ngon lắm, biết mấy em ăn chưa, đó là ốc, ốc mà nấu chuối á. Có chỗ nó làm ốc nấu đậu nữa, nhưng mà ốc nấu chuối ngon hơn. Trời ơi má, mẹ anh giờ già rồi chứ thiệt, mẹ anh còn trẻ anh bắt mẹ anh làm luôn á. Nó bữa hổm tự nhiên các em anh nói anh thèm món ốc có chuối, má con bồ anh nó tà lanh, nó lên mạng đọc công thức nó nấu ăn đúng dở luôn. Tự nhiên tao tự nhiên tao cái món thần tượng của anh nó tôi mà vô bàn tay nó một cái nó tầm thường dã man luôn em. Tao mở dân cái giờ đừng tà lanh nha má, thà má rủ đi ăn đi má, má đừng vô bếp má nấu ăn thấy gớm quá. Thiên Di ở ẩn rồi sao vậy? Hải sản người Bắc làm cũng nhiều anh ạ. À, 13 đình Nga Sơn. Nói chung hải sản người Bắc làm chủ thì được, nhưng mà đừng vô bếp nha. Không phải nói gì chứ người Bắc làm hải sản nấu ăn dở quá. Đó. Hải sản nếu mà nói về người Bắc á, người ta làm mấy cái món thịt á, thì còn đỡ. Món thịt thì ok. Chứ mà người Bắc nấu hải sản thì các bạn ve đi dở. Người Bắc nên làm chủ thôi, thôi người Nam nấu hải sản. Nó nói thiệt á. Mất 24 giờ rồi anh chưa gặp bạn Nhiên mấy em. Mà bả đang bên Ấn Độ không biết có nào ăn bom không ta. Ghê rồi, thấy lạnh lạnh rồi đó. Là ốc nấu mẻ không phải ba mẻ, là nó có mùi mẻ nữa. Còn này ốc nấu đậu với ốc nấu chuối nó khác. Nó chỉ là cái món canh bình thường thôi. Anh có ý kiến gì biểu tình chống lại Formosa Hà Tĩnh không? Sao chống nó? Nó tội gì? Anh chê bồ anh thẳng mặt luôn à. Trời mẹ chứ không chê ăn thêm lần nữa cho chết hả mày? Đúng không? Tại vì mày mày không có bồ mày không có hiểu. Nói chung là tao có bồ, bồ tao nó thương tao lắm mà nó thương tao toàn hại tao không à.
Nó thiệt chứ mày đó, mẹ vô bếp nấu chi vậy má? Vô bếp bữa nọ đứt tay khóc hu hu nữa. Trời ơi trời, nấu ăn dở ẹt à. Nó hết sườn nướng rồi, mua 2 phần thăng 1 phần cà ri đúng không? Không được, mua phần mua cái đó y chang sườn nướng chạy chỗ khác. Tụi bay không có lanh gì hết trơn trời à. Quan trọng là mình có tiền, mình có quyền mấy em. Đúng không? À, quan điểm phải vậy mới sống được. Chỗ đó hết sườn, đi chỗ khác. Tại vì sườn là nó ngon, nó ngọt nhờ xương. Giống như miếng thăn là nó khác, nó ăn nó thâm tập no đạm nhiều, nó vừa miệng. Nhưng mà cái miếng sườn đó, nó là đẳng cấp của con thú. Nếu mà bạn ăn thú mà bạn không ăn sườn là bạn chưa biết ăn. Đó, cái sườn là nó có một cái thịt của sườn nó khác thịt thăn. Đó, nó ngọt hơn, nó nhờ nó nằm cạnh xương. Đó. Và cái cảm giác ăn sườn nó rất là đỏ. Chú gì mạnh dữ, trời đất ơi, em mạnh ai mạnh? Ăn bắt mặt nam mà, là sao má? Ê, má nói ăn bắt mặt nam tức là ăn bắt nó ăn ngon, tôi cũng đồng ý nha. Đó. Tôi cũng đồng ý, ví dụ như ngon tùy món. Ngon là ngon tùy món nha. Chứ còn nếu mà nói về người bắt nấu món nào cũng ngon hết là không có rồi. Đưa cá lóc cho người bắt nấu trái quất. Biết cá lóc là ăn cá gì không? Ngoài bắt như kêu là ăn cá quả hay gì đó. Đó. Nếu mà nói về con cá lóc là đưa dân miền Nam nấu đúng bài. Miền Bắc nấu ốc khỏi ăn luôn. Đó. Miền Nam nấu ốc mới ngon. Còn thịt chó là thôi miền Nam đừng cạnh tranh nha. Miền Bắc nó làm tới cái gì luôn. Chó này, dê này, nói chung là miền Bắc nó mạnh về thú hơn. Đó. Còn miền Nam nó mạnh về hải sản. Hiểu chưa? Vì một đêm quánh mấy điếu, tùy hàng anh. Quan trọng hàng nào chán chán thì 1-2 thôi, hàng nào mà nhìn thấy hấp dẫn quá thì nhân lên 5-6. Tùy người nấu thôi, không phải tùy người nấu, mà người Bắc nấu có kiểu ông ơi. Trừ khi nào người Bắc nó vô miền Nam học đầu bếp miền Nam thì nó khác. Tùy khẩu vị vùng miền thôi, chú nói vậy là không hợp lý rồi, đúng không? Nếu mà nói về hải sản đó là dân miền Bắc vô đây ăn là khen sái cổ. Trời đất ơi sao nó ngọt vậy, sao cái vị nó đã vậy. Đó, còn nếu mà nói về chén canh thì chú nói đúng. Tại vì chén canh đó, ở trong miền Nam ăn cái vị ngọt nhiều hơn. Ở ngoài Bắc nó không ăn vị ngọt mà. Nên người Bắc đi vô miền Nam ăn cái chén canh đó, ôi sao nó ngọt vậy. Á đù quá dữ, tập game anh. 5-6 chắc chết, chả có gì chết cả, tao nói mày tị hàng mà. Đúng không? Đó. Chưa chắc nha, tùy khẩu vị vùng miền nữa, cứ vậy hoài. Các bạn không cần nghe mình nói, các bạn hãy nghe những người Bắc đã vào miền Nam sống và du lịch. Đó, người ta nói cho mà nghe. Nói về nấu ăn Bắc không qua Nam được, tôi người Bắc nè. Rồi bạn người Bắc bằng xác nhận đi nha. Canh miền Nam ăn tưởng chè. Ở đâu thì không biết chứ mình ăn quen mình thấy ngon mà. Sao kỳ nha, không nhận được cái vị ngọt luôn á. Canh chua thấy ngon lành mà. Người Bắc nấu canh chua không được. Người Bắc nấu canh chua bỏ trái xấu vô ăn nó lật tách. Nó chỉ có một vị chua thôi. Còn nếu mà nói về canh chua biết ăn là dân miền Nam nấu mới chuẩn. Đó. Canh chua nó không phải là vị chua mà nó là năm vị có tất cả. Cái này nó nói là các bạn phải công nhận thôi. Đó. Ở ngoài Bắc đa phần nấu canh chua bằng sấu đúng không? Ở miền Nam nấu nhiều lắm, nấu bằng me. Nấu bằng me, thậm chí không cần me, nấu cà chua thôi cũng chua. Chú vào Nam lâu rồi nên quen khẩu vị miền Nam rồi. Anh Duy ơi tập gym phải cai nhậu, nếu không thì bao lâu một lần, từng lần hai lần được em. Ban tuyên giáo Việt Nam không hiểu sao vẫn còn chơi tuyên truyền kiểu của 1900 hồi đó là sao, ta chưa hiểu lắm. Can you tell me more? Ăn bắt mặt nam bạn ơi nữa hả? Ăn bắt ăn gì, ăn thịt chó hả? Khổ không quá. Bây giờ em nói chỉ nói một câu thôi, đem một cái rổ ốc bỏ cho dân miền Bắc bó tay không nấu được. Nấu thì đương nhiên là chín rồi đó, ăn thì không chết rồi đó, nhưng mà chấm bằng gì? Chấm bằng muối hả má?
Đúng không? Hải sản nó ngon nhờ gia vị, mà mấy cái đó miền Bắc nó không có. Miền Bắc em nói anh rồi, anh đừng có cãi, đúng không? Em là em sành ăn lắm, em đi tứ miền hết mà đó. Và em mà bạn bè em nó cũng đi từ lưa hết. Người Bắc người ta nấu về thú nó ngon hơn, em không phủ nhận, đúng không? Đó, nhưng mà nấu, nếu mà nói nấu về hải sản á, tủi gì so với miền Nam. Còn nếu mà nó nếu mà nói về một chén canh đó, ok, đó là khẩu vị không bàn nó. Còn nếu mà nói về gà đó thì gia vị miền Bắc nhạt hơn, cách ăn miền Bắc nó nhìn nó chuối chuối, ăn gà chặt khúc, đúng không? Miền Nam, ở miền Nam nó chặt cũng có mà nó xé phay, nó bóp gỏi có hết. Còn cháo miền Bắc các bạn, trời ơi, coi thôi bỏ đi, ăn cháo gà cái gì. Nhớ nhớ coi cháo gà miền Bắc ăn sao ta. Không, quên mẹ rồi. Nói chung là chặt chặt khúc gà này nọ đó. Nói chung ngoài Bắc ăn gà cũng nhiều lắm nha, không phải giỡn đâu. Gà giống như là quốc điểu vậy đó, trời đất ơi, ngoài Bắc ăn bao nhiêu luôn. Đi qua nhà này quốc gà, qua nhà kia quốc gà, trời đất ơi, mấy năm trước ăn Tết ngoài Bắc sợ gà luôn. Gà với bánh chưng là không thiếu nha, mà có một cái bánh mứt thì hơi yếu. Cái khẩu vị thì nói làm cái gì anh, em đã nói rồi, em không nói cái tô canh. Tại cái tô canh là cái tô khẩu vị, em không có bàn. Đó. Đừng đùa nhé vợ, món ốc vợ tớ nấu ngon nhé, còn món khác thì không dám ý kiến. Vậy thì em hỏi anh nè, vợ anh nấu ốc gì, chấm cái gì? Em nếu mà nói về ốc thì quan tâm là nước chấm. Tại vì con ốc mà chấm trật trật quẻ ăn cái là trật quất. Miền Bắc mình nấu ăn đơn điệu, rõ ràng cái điều này quá đúng, quá đúng. Nhưng mà cái bàn tiệc của người Bắc á, nhìn nó cầu kỳ hơn, tại vì nó theo nguyên tắc hình như là thứ nhất uống rượu á, thì người ly, đúng không? Rồi thứ hai á, là nước chấm người chén, nên đâm ra cái bàn nhìn nó toàn là ly với mấy cái nhúc 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 nhiều. Còn miền Nam cái bàn nó gọn gàng hơn, uống rượu là uống chung nha, quá bị bệnh bị cái lũ. Nước mắm cũng chấm chung luôn nữa, vậy đó. Nên cái bàn tiệc nhìn nó gọn hơn. Miền Nam nước chấm cầu kỳ lắm, đúng, miền Nam nước chấm rất cầu kỳ. Ví dụ giống như là khi mà tụi em đi ăn ở nhà hàng đó, cũng là một món đồ luộc hay đồ nướng thôi, nó mang ra năm loại nước chấm, mày muốn chấm nào mà chấm. Cái đó nhà hàng đó mày ăn tiền bo nha, chứ không phải cái nhà hàng mà đợi tao kêu đem ra đem tao muối ớt. Xong cái nói thôi không ăn muối ớt, em đem muối tiêu, xong đem muối tiêu, không ăn muối tiêu em ăn nước tương. Thôi nước tương em không ăn muối tương, đem nước mắm nhỉ. Ờ, nước mắm nhỉ xong đã đời, mày đem ớt xanh xong đem bù tạt thôi dẹp đi. Phở của người Bắc theo khẩu vị của anh thì có vẻ ngon hơn miền Nam. Nếu mà phở thì anh nói là khẩu vị đúng rồi, tại vì em nói với anh rồi, những cái gì có nước thì không có so được. Anh hiểu không? Tại có nước là người ta nêm gia vị vô cái vị của anh thích vị này, vị người khác thích vị cho nên đam làm gì vị đó. Đó, em đang nói những món không nước. Có cần học tiến sĩ không anh? Thì tao hỏi mày tiền đâu mày học thôi. Tiền mày đi xin mày học thì nhục như chó hơn ẳn gì. Tiến sĩ đi xin tiền đi học hả? Tao khinh. Anh Duy Nguyễn gặp chú Lê Thẩm Dương lần nào chưa? Anh Duy Nguyễn lo đi tập tạ không, không có gặp chú Lê Thẩm Dương lần nào nha. Ốc phải chấm với nước mắm xả cay. Ốc tùy ốc mày, không phải ốc đào chấm được đâu nha. Ốc mày nó ốc bu, ốc bu chấm với nước mắm xả này nó ok. Nhưng mà nước ốc bu nó chấm với một cái khác ngon hơn, đó là nước mắm ngọt. Mà em biết nước mắm ngọt không? Nói chung á, để nó chỉ là một con ốc thôi, phải ít nhất bèo nhất là bốn loại nước chấm, tùy thằng thích. Đưa mẹ đi tình yêu thôi Di ơi, yêu đương gì nữa anh ơi, bộ lộn yêu đương gì nữa chú ơi. Phở phải mang 70% ngọt, 30% là ngon gì anh? Má anh có phần trăm nữa hả? Đừng nói nhà anh bán phở nha. Phở Bắc ngon hơn. Không, Duy thấy phở Nam ngon hơn. Tại vì không phải là gì, nên Duy là người miền Nam. Ra ngoài phở Bắc á, Duy ăn không được. Thứ nhất á, là nó ít rau.
Thứ hai á là cái phở nó ít, nó gọi là gì, nó hành nhiều quá, hành mà hành có hành mà quá trời luôn á. Nó nói chung thì ăn thì cũng được thôi, chứ còn ăn ăn cái phở miền Nam thì nó gần gũi hơn, nó có giá, nó có rau đó. Mà ở ngoài Bắc nha, tương nó có một loại tương thôi à, ở miền Nam nó ăn hai tương đó, tương đen với tương đỏ, hai cái tương nó trộn vô mới đã đó. Còn không mà để ngoài để mình chấm chấm thịt. Còn ngoài Bắc thì như tương có loại à. Mấy lần đây ra ngoài Bắc á, ăn từ sân bay cho tới nhà hàng hay là tiệm phở gì đó nó cũng có loại. Nhưng mà nó có một cái điều này góp ý ngoài Bắc nè, ngoài Bắc quán xá xấu quá đó, nên đi vô nhìn có vẻ nó dơ dơ. Nên ở ngoài Bắc nói chung là dịch vụ thì vô miền Nam học đi, rồi xong ra ngoài đó kiếm tiền nha. Hợp lý không mấy em? Phở Bắc không có rau luôn. Gì? 30%, 70% mặn, 30% ngọt. Anh bán phở hay anh chay xanh? Miền Tây cộng cỏ ở xong người ta nhổ lên ăn được. Ghê mày. Chào anh Duy, cạo râu đi đẹp trai hẳn, râu tóc là dễ lên đường lắm em. Người Bắc người ta ăn thích ăn nhiều rau muối vậy hả? Tao trong miền Nam tao cũng thích ăn rau muối mà. Ở Hà Nội thì không ăn cơm tấm vào Nam, không nên ăn phở vì theo vị chuẩn Nam nấu thay đổi. Đúng rồi, không chuẩn, nói gì ba? Sao vậy? Ra ngoài Bắc hay không ăn cơm tấm là tôi không hiểu, tôi chưa biết, tôi không nói. Nhưng mà tại sao vào Nam không ăn phở? Ông thần, ông biết cái phở, tôi thiệt với ông, nói nhưng phải chảnh chứ. Cái số tiền bán phở ở miền Nam nó nhiều hơn miền Bắc nha. Nghe nó thiệt, cái phở 24 giờ đâu gặp hết á. Dân nó ăn như quỷ. Tôi ăn phở quá trời nè. Ông mà ông kiếm ít tiền hơn người ta mà ông ẵn làm sao ông nội? Hợp lý không mấy em? Mấy em có đồng ý với anh là tiệm phở ở Việt Nam này nó mọc như nấm không? Nó kiếm tiền chắc chắn nhiều hơn ngoài Bắc rồi đó. Mà tự nhiên thằng kia nó nói vô miền Nam không nên ăn phở. Sao nghe chóng mặt vậy? Bạn em ở ngoài Bắc vô Nam cho nó ăn bún riêu nó chê quá trời. Nó chịu không được mắm hay sao em? Dân Bắc ghét nhất phở Nam. Ủa kỳ vậy? Thôi kệ, dân Bắc ghét, ghét về ngoài ăn đi ba. Má đi vô chỗ người ta chơi bị đặt ghét ăn nữa. Má cho nhìn đói luôn. Duy ơi, nói về Formosa Hà Tĩnh đi. Hôm nay nó có biến gì không nói nữa. Ốc bu thì hấp với sả, gừng, lá bưởi, ớt, nước mắm, gừng, ớt. Anh nói thì cũng đúng mà chưa đủ anh. Ốc bu ngoài cái việc hấp và nó còn nướng nữa. Anh ăn ốc bu nướng tiêu xanh chưa? Ăn một lần nhớ mãi trong đời nha. Tiêu phải là tiêu xanh nha anh. Anh chơi tiêu đen là chết mẹ luôn á. Tiêu xanh nha. Ốc bu nướng tiêu xanh. Đó, mình ăn có một cái hấp thì một cái nướng. Nói hấp thấp vậy chứ nó là luộc. Nó kêu là luộc chứ không phải là hấp. Con ốc á, mình luộc cái nước, mình húp cái nó ngon, nó đã. Nhưng mà nhà hàng tụi em hay húp nha. Tụi bay đi ăn quán cóc, tụi bay húp là chết luôn. Nói các bạn Bắc đừng buồn, ăn rau cũng hà tiện nữa. Ủa có hả ba? À đúng rồi, tại vì miền Bắc rau ít. Quên, miền Bắc rau ít, miền Nam nó rau nhiều hơn. Miền Nam này nó có con dứa rau Đà Lạt thôi đủ ăn thấy mẹ luôn. Ăn bội thật chết luôn. Đám ba que ghép ảnh cá chết nước ngoài nói là Formosa. Bây giờ tao nói mày nghe, chuyện cá chết là cái chuyện bình thường. Cá coi tao nó mới đi 5 con nữa rồi kìa. Không mệt mày quá, có mấy con cá chết mày ẵn như đúng rồi á. Thấy không? Mưa xuống nhiều quá nó bị loãng, nó bị ngộp oxy, nó tắt thở thôi chứ có gì đâu. Hiểu không? Mấy cơn mưa đầu mùa bao giờ cá chả chết. Cứ vậy thôi, ông sầu sầu. Chỉ quan tâm là Formosa nó có xả thải hay không. Quan tâm cái đó thôi. Cho mình bị hỏi bay nhật ký yêu nước có phản động không? Bây giờ tôi hỏi bạn nè, cái bay đó có đăng tin thể thao không? Hả? Hay là cái bay đó chỉ đăng tin chính trị không, không đăng tin thể thao thì phản động mẹ chứ còn gì nữa. Đúng không? Nó tại sao mà tôi nói là VOA với BC phản động? Vậy thì Việt Nam U23 đá ăn nó có đăng không?
đúng không? Nó có phỏng vấn công dinh, phỏng vấn này nọ kia không? Không có đúng không? Mà hên quá. Bao nhiêu mới vô rồi tưởng bao bị bom rồi. Nãy giờ like hay quá trời, không vô. Chút coi lại nghe. Miền Bắc rau từng mùa, khí hậu mà. Miền Bắc khí hậu bốn mùa luôn. Miền Nam thì có mùa hả? Như một mùa nước nhiều với mùa nước ít thôi. Thí dụ như các bạn nói là miền Nam hai mùa mưa nắng thì Duy nghĩ là ok, nói thì cũng không sai. Nhưng mà nó không đúng. Mùa nước nhiều với mùa nước ít. Chứ đã là gọi là mùa thì khí hậu nó phải khác nhau, đúng không? Mùa mưa nó cũng nóng thấy mẹ. Chứ đâu phải là mùa mưa là mát đâu. Chẳng qua lúc mưa thì mày mát thôi. Lúc mà trời nó ôi nó sắp mưa nóng thấy kinh. Anh có nghe gì về ô nhiễm nước sông Hậu Giang chưa anh? Có em, bữa hổm công nào đi thị sát đó, có mấy cái công ty nó xả ra ngoài đó. Mẹ cấm cho nó hoạt động hết đi. Thì có gì ghét nhất là các bạn xả ra môi trường. Mấy thằng đó làm ăn mất dạy. Đúng không? Làm ăn chỉ nghĩ tới cái lợi cho mình thôi à. Đi hủy diệt môi trường vậy là không có chấp nhận mấy em. Ví dụ như mấy thằng cha nuôi heo nữa. Má nuôi heo đâu nuôi trên thượng nguồn á. Tao ghét nuôi heo lắm mày ơi. Nuôi heo thì vô chỗ nuôi heo đàng hoàng đi. Biết sao tao ghét nuôi heo không? Cái nhà tao tự nhiên kế bên có chuồng heo hôi quá. Trời đất ơi, nhà bên nhà anh mặt tiền đường Lê Văn Khương quận 12 đó em. Trời đất ơi, mặt tiền đường đất mắt này nọ khu sang trọng, tự nhiên nhà kế bên nó bận tới độ nuôi heo. Chế gì đâu á. Bởi vì nhiều khi anh cầu nguyện á mấy em, anh cầu mẹ bà bán nhà mà đi bà hợp tao đi mẹ. Ngày nào cũng cầu nguyện á, mà hình như anh không có đi chùa như bạn, như anh cầu không có linh mấy em. Đâu chị cầu giùm em cái coi. Thôi bán nhà được giá đi chỗ khác làm ăn đi em ơi. Trời đất ơi, mình xây cái nhà triệu đô lên kế bên cái chuồng heo. Mà không phải nó nuôi đúng 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 bài bản đâu má. Nuôi đúng dơ luôn. Trời đất ơi. Không lẽ tao đi báo công an chứ thiệt. Khổ lắm. Hổm em ăn ốc quán cốc Tào Tháo được chạy đúng rồi. Ốc quán cốc nó vừa dơ mà ốc vừa chết nữa. Mấy thằng nào ăn nghiêu á, toàn nghiêu chết không. Cầu cho nó phá sản thôi vậy ác mày ơi. Cầu cho nó bán nhà được giá đi chỗ khác làm ăn đi. Tự nhiên cầu cũng phá sản. Anh mua mẹ cái nhà đó đi. Bây giờ nhà tao xây rồi tao mua chi nữa. Ngày trước tao còn miếng đất thì tao mua liền á. Nếu mà ngày trước anh miếng đất anh chưa xây thì mày bán nhà tao mua liền. Đó, còn bây giờ tao xây nhà xong mẹ nó hết rồi tao mua miếng đất mình chi nữa. Hi hi để người dân kiếm sống mà em. Kiếm sống thì được nhưng mà nuôi cho nó vệ sinh bà ơi. Bà biết nó nuôi heo bẩn kinh khủng. Heo gì đâu mà nó ị từ lưa hột dưa, nó tắm xuống ao rồi nó trây trét từ lưa hết. Mà không phải là nuôi một con đâu má, nuôi cả trăm con. Mà chị tưởng tượng coi, con heo thì nó có cái ao. Nó ị cũng dưới ao, nó ị trên bờ, nó ị tùm lum chỗ hết. Xong rồi hả, nó xuống ao, nó trời nắng á, nó xuống ao nó tắm em nó thiệt chứ chị, cái ao của nó chị nhìn không là chị đủ xỉu rồi. Xong rồi lên bờ nằm trây trét tùm lum la hết. Thôi ơi, mặt ơi, đúng khổ luôn. Hồi trước mua cái nhà không có nhìn kỹ. Thấy bên bển cái giường tưởng nó trồng cây thôi nè, trời ơi, ai ngờ nuôi heo. Bán quán 10 người ăn có mấy giọt nước tương xin thêm tính tiền 20k. Ủa chị đang nói quán nào vậy? Không cho nuôi gia súc trong khu dân cư đâu. Ai biết nó nuôi đó. Anh Duy bình luận gì khám Nhật Cường Mobile. Nhật Cường Mobile lớn hơn tương đương Mai Nguyễn ở Sài Gòn. Ôi Mai Nguyễn ngủm lâu rồi mày ơi. Trước khi Thế Giới Di Động ra Mai Nguyễn còn ho chứ giờ Mai Nguyễn là nào đâu ạ? Nhật Cường Mobile ai biết ngoài Bắc, tự nhiên ngoài Bắc bị khám sát mày hỏi tao. Vậy chúc mừng hộ dân làm ăn phát đạt. Hồi sáng bên Bắc Hải quận 10 cháy rồi anh, cháy cái kho phải không? Đường Lê Văn Khương mà cũng có nuôi heo hả? Ngày nào đi qua không thấy. Người ta nuôi đằng sau nhà chứ không lẽ nuôi trước nhà má. Đó, nên ở Việt Nam nên dẹp luôn mấy cái chợ tự phát nha. Mấy cái chợ tự phát cực kỳ bẩn. Đó, mà cực kỳ mất vệ sinh luôn. Mà nó lấn chiếm lòng lề đường đó bạn.
ở trong đây tất cả những em có ai coi cái đó là cái con đường có tên, xong cái chợ mọc lên thành chợ luôn không? Người ta phải đi đường khác, có không? Tại sao Việt Nam mình không quản lý mấy cái chợ tự phát ta? Nó bán đồ tùm bậy tùm bạ ăn chết luôn á. Ngoài Bắc chứ đâu. xin thêm chén nước tương 20k ghê vậy chị. Ớn nha. Vì kinh tế Việt Nam quá nghèo, bỏ chữ quá đi mày ơi. Mày nghĩ con nghèo có nhà mặt tiền Lê Văn Khương không? Mày vừa phải thôi, tại mày chẳng qua thằng đó nó bẩn thôi. Đúng không? Ở Việt Nam mình á, tầng lớp giàu thì nó nhiều, nhưng mà có những người giàu nó rất là kém sang. Bây giờ nhà người ta mặt tiền Lê Văn Khương mày nói tầng nghèo. Quận Sài Gòn quận mấy là chơi vui nhất gì anh? Quan trọng chơi gì? À quên uống thuốc mấy em. Thuốc này nó dặn anh phải uống trước ăn. À, thuốc ghê. Phải này không ta? Ở đây. Món nên một viên, afternoon một viên nha. Má, từ việc với nhau không ghi toàn tiếng Anh không trời. Món nên một viên. Chết mẹ cái này uống sai rồi, ngày ba viên hả? Ủa mấy hàng chi uống này sai rồi, hàng chi hôm nay còn dư thuốc quá trời. Nó ghi là morning một viên, noon một viên, afternoon một viên. Vì hôm nay uống thiếu. Khổ ghê vậy đó. Anh cũng bị bệnh nữa. Hồi kỳ tao hung nhỏ kia chưa đến răng bị lây HP ba ơi. Cái này mấy viên? Một viên luôn. Đây. Ráng uống thuốc cho khỏe đam trẩu anh ơi. Anh không còn khỏe anh đam nó cũng chết nè em. Anh hôn nhiều quá chắc HP nhiều. Nói chung mà trai trét HP mà. Anh ngủ linh tinh bị bệnh đấy. Ngủ linh tinh là sao mày? Nói ra thẳng đi. Đừng uống bù nha anh. Hung mà viêm miệng luôn phải uống thuốc giảm sưng. HP lây ở đâu đó, lây ở môi người tình. Sao quen con nhỏ nào nhớ bảo nó trình giấy khám sức khỏe. Sức khỏe trước bậy rồi, cái HP á, cái HP ở trong miệng của con nhỏ đó là bình thường. Nó lây qua miệng của anh nó khác môi trường nó mới dở chứng ông ơi. Bệnh viện nó cho uống nhiều để bào tiền. Ở Duy biết bị nó bào mà. Làm kinh tế luôn là giàu nhất, đúng rồi em. Thuốc tây bảo uống nóng anh Duy, uống nhiều nước em. Khu tên lửa có gì chơi không? Nói chung mà massage, cà phê hay này nọ, nhậu nhẹt, karaoke, vũ trường đầy đủ. Không thiếu cái gì cả, chỉ sợ mày thiếu tiền thôi. Đối diện em ở Lý Thường Kiệt quận 10 tối nào cũng phò đứng đường, toàn là chuyển giới không đó mày. Lý Thường Kiệt chuyển giới mà. Bến Tre ăn cái gì đặc sản? Bến Tre hả? Dừa. Dừa và các chế phẩm từ dừa, rượu dừa nè. Dân ngoài Bắc vô Bến Tre là bắt buộc phải mua mua cái bình dừa. Cái bình dừa về bỏ ấm trà vô ngon lắm em. Nó thiệt chứ bạn nha, tư vấn nha, dân ngoài Bắc mà vô Bến Tre là bắt buộc mua cái gì phải mua hai thứ, một rượu dừa, hai là cái bình dừa. Còn cái gáo dừa nè, cái nón dừa nè, rồi cái cơm dừa nè, rồi kẹo dừa nè, mứt dừa nè, thích thì muốn thích thôi. Nó nhưng mà dân Bắc á
là thường xuyên uống trà, đúng không? Mua cái trái dừa, nó bỏ cái ấm trà vô uống bao đã. Còn bạn nhỏ nào nhà quê mà tắm lu á, mua cái gáo dừa đó nha. Mua cái gáo dừa nó cầm cây giống như cô tắm ngày xưa tắm á. Có thằng hàng xóm em nó kén cơm chọn phở nhiều quá nên giờ bị HIV rồi. Chọn phở gì nó đi đá phò đó ba ơi. Mày chọn phở mà chọn nhiều nữa, trời ơi. Dừa sáp cũng ngon đúng. Chị thích mứt dừa. Đi lấy đồ ăn hả mày? Muốn nó ở đâu à? Em đi Bến Tre thấy mấy em lái đò mà đẹp, ngực còn bự mà còn trắng nữa, không lẽ về Bến Tre cua gái? Ở đâu ra giờ còn lái đò mày? Mày đang tưởng tượng hả? Cô lái đò Bến Hạ hả? Không, anh đang hỏi về ăn nhậu Bến Tre mà. Tại vì Bến Tre nó cũng là miền Tây, nó nhậu thôi, anh nhậu trả lại đâu anh ơi. Nó ngồi để giam chân anh buổi chiều, anh nhậu anh quất thằng câu anh luôn. Chứ cái kiểu mà dân miền Bắc thì uống rượu rau bò thôi, chứ còn uống đường dài là chết mẹ chứ, dân miền Nam liền luôn á. Dân miền Bắc thì uống một lúc rất là sốc. Nó nhưng mà dân miền Nam nó chơi dai dai. Nó cứ chén cốc, chén xòi đó nó quất cả ngày. Hết chai này kêu nhỏ đi mua chai khác. Đó là miền Nam. Còn nhậu thì tùy. Nhậu mà giàu thì mồi nhiều, nghèo thì mồi ít. Hả? Mà thường thường mấy ông nội miền Bắc vô miền Nam cũng hay bao lắm nha. Cái đó là có. Nói chung là người miền Bắc người ta cũng sĩ diện, chứ không phải là người ta cái dạng mà không dám chi tiền. Đó. Nhiều khi vô miền Bắc với miền Nam không biết nào, chả biết cả chả còn biết nào mời nào, đúng không? Cứ đi ra quán. Nhưng mà dân miền Nam nó cứ tính tiền đập bàn cái đông, tiểu nhị biểu. Dân miền Bắc nó tính tiền tưởng đâu đi đái không à. Tự nhiên đâu 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 á, lũ lũi đâu ra ngoài kia đứng ngay quầy để tân tính luôn mày. Đúng hay không? Nên hồi tự nhiên mà đập bàn tính tiền, cái xong cái nói anh cha đã tính rồi. Ủa mày tính nào hay vậy? Ủa nãy tụi mày đi đái mà. Cách thành phố chị đang hành hương có thả bom. Đúng. Mọi người đang cầu nguyện. Rồi đó, em nói rồi đúng không? Chị đi qua bên Ấn Độ là chị ăn bom nhân miền suốt à. Mấy ông miền Nam nhậu liên tục mấy tiếng thấy phiền. Nói chung mấy ông bợm nhậu đó là bạn gì nữa. Thiếu món đuông dừa. Nói chung đuông dừa đâu phải giờ đâu cũng có mày. Đâu làm như dừa nào cũng có đuông thì chết bà cái dừa rồi. Đúng không? Đuông dừa là con nằm ở trên cây dừa, chúng ta mày đi nuôi đuông dừa. Cái đuông dừa nó hại dừa đó mày. Đuông dừa nó vô vườn cái chết bà cái dừa. Đừng cầu cho có đuông dừa ông nội. Đấy, dân Bến Tre nó bị cái đuông dừa với bị con bọ dừa chết biết nhiêu nhà rồi đó. Chợ tự phát có bách hóa xanh giải quyết anh. Giải quyết cái móc. Trên đường Lê Văn Khương của tao chợ tự phát hai nhóm luôn. Đi ngang chợ tự phát hồi đình toàn là thịt không à. Có 500 triệu đầu tư gì anh? Đầu tư làm đại lý BBT chứ đầu tư gì? Miền Bắc bao tất, miền Nam Campuchia cũng chưa chắc. Đúng không? Cũng chưa chắc thôi. Cái bạn nói thì cũng không có phần, cũng có phần đúng, đúng không? Nhưng mà còn á thì giờ thì tùy thằng thôi, mẹ máu nó mạnh là nó bao rồi chứ đâu có nhục mặt đâu mà nó xe, đúng không? Ăn chơi bây giờ ai chả muốn thể hiện, đập bạn cái đồng bao cũng đã à. Ra đường mấy anh kia nó nể thì đó. Đi vô quán lần hai, anh Di ơi. Có thằng bạn em dân Bắc, mẹ nó cứ đưa hóa đơn ra là nó đòi đi WC. Nói chung là vậy, bạn mày bạn bắt giỏm rồi. Bắt mày không có chết.
miền Bắc có đại lý BBT nào chưa? Có mà nhỏ xíu à. Anh ở số nhiêu Lê Văn Khương anh? 535 Lê Văn Khương em. Bạn anh Bến Tre nhiều lắm đó Di, ở Châu Thành Mỏ Cày Dòng Trơm, hồi đó nhà anh ở thị xã Bến Tre ăn hủ tiếu quanh bờ hồ thấy cũng ok. Anh nói vậy là anh rành Bến Tre rồi. Anh nói cũng đúng, gần đúng nhiều, bờ hồ Trúc Giang phải không? Hồi đó em luyện thi đại học ở đó đó. Rồi Dòng Trơm gì? Dòng Trơm Mỏ Cày Châu Thành. À vậy anh ở con Tuyến à. Anh chưa ở chợ Lách Thành Phú với Bình Đại, tức là bà con của anh ở con Tuyến, tuyến đường đúng không? Anh đi chơi với gái 10 buổi bao 10 buổi thôi hả anh, thốn quá chứ sao mày. Tao này nọ già cả rồi, gái gú khỏi lo tiền đi. Đi chơi anh nói chung là anh không ngại bao, anh chỉ cần một lý do. Tiền bạc là cái gì mày ơi. Tao bao nó cả đời tao chưa chết nữa. Đúng không? Đừng có bao nhà nó thôi. Má nhà nó hơi căng á. Coi video anh chạy chiếc MSX 125 cười sặc nhìn hài ha. Chiếc xe có chút ép anh leo lên nhìn đúng tiếu luôn á. Lê Văn Khương khúc Hóc Môn trên vỉa hè toàn kim chích thấy ớn. Cái đường đó nó qua Hóc Môn nhưng nó tên là đường khác luôn mà chứ không phải Lê Văn Khương. Cái khu đó là gái đứng đó mà. À, nghe nói tối gái đứng ghê lắm. Bến Tre trường em Bách Khoa hay đi mùa hè xanh nữa đó. Ủa giờ mùa hè xanh nó còn không ta? Không, em đang nói là đàn ông đi chơi với bồ thì nên bao hết hả? Chứ sao nữa mày, mày đi chơi với con gái tính bỏ mẹ đúng không? Mày đấy mày mày bao nó đi để nó dành tiền nó mua nước hoa rồi nó mua quần lót xịn này nọ nó mặc mày mới đã chứ. Mày bây giờ con gái mày đi xin si đồng từng đồng bạc chứ, mà ai gì quen mày đúng không? Vừa phải thôi ông nội. Cái chuyện con trai bao gái là đúng rồi. Nói chung con gái nó có tiền thì nó cũng để cho mình thôi à, hiểu không? Mày đừng có yêu đương chứ đâu phải là lợi dụng nhau đâu, mày tính toán từ đồng bạc cắt đúng không mấy em? Thí dụ như bây giờ anh nói em nghe nè, con gái á, tiền á, thì không tự sinh ra không tự mất đi, chuyển hóa từ mục đích này mục đích kia. Bây giờ mày đi ăn mày bắt nó xe là nó quê mày rồi đó, đồ cái thứ mất dạy đúng không, thì mày trả tiền ăn đi đúng không, rồi một bữa nào đó nó tặng cho mày cái áo hoặc là tặng cho mày chai nước hoa đúng không đó. Hoặc là nó trưng diện lên cho mày hãnh diện, con gái đi chung với mày đẹp mày mới hãnh diện chứ nhỏ xấu quắc đi chung nó làm gì đúng không? Mày bào hết mẹ tiền của nó rồi xong rồi nó còn tiền đâu nữa nó lo cho nó. Mấy em cứ vậy không mà mày không mua cho nó thì thôi á, thiệt á. Tao nói á, tao quen gái á, không những tiền ăn, mẹ tiền mặc, tiền chơi, tiền trang điểm, tiền make up, tiền giày, tiền dép các kiểu. Ở đó thậm chí mẹ tiền sinh nhật bạn nó luôn nữa chứ đừng nói. Mày tới mày tính toán với gái quá. Miền Bắc sĩ diện lắm. Em thấy giờ miền Nam nó cũng sĩ diện nên miền nào nó cũng sĩ diện tùy thằng. À, em nhớ anh có vlog nói quan điểm anh ghét con gái có quan điểm đi chơi với con trai trả tiền. Hồi xưa là lúc là thời sinh viên, bây giờ tao khác rồi mày ơi. Bây giờ là mình là giám đốc mà. Hồi xưa sinh viên thì hai thằng nó nghèo như nhau thì san sẻ cuộc sống nhau thôi đúng rồi. Chứ hồi xưa sinh viên nó nghèo chết mẹ tiền đâu nó bao. Đúng không? Cái tình sinh viên nó khác, còn bây giờ nó khác ông ơi. Ghê chưa, dùng phép trao đổi chất để áp dụng gái luôn. 10 buổi bao 10 buổi dân văn phòng thốn của anh thốn mẹ đi làm đừng rên mày ơi. Mày đã đi làm rồi mà mày rên 10 buổi bao 10 buổi nó nữa. Mày mày sắm vậy mốt mày cưới nó về chắc mày tính xói đầu luôn. Đúng không?
Em với bạn gái đi chơi toàn cưa đôi tiền, mốt thằng khác nó quất bạn gái mày không một phút đắn đo, đúng không? Chẳng qua nó chưa gặp thằng hơn mày thôi, nó gặp thằng hơn mày nó đá một cái một là mày không có kịp nhìn luôn á, đúng không anh chị em? Chẳng qua trong cái giai đoạn này bạn gái mày nó cũng vã quá rồi, hoặc là nó xấu quá, đúng không? Nhiều khi nói nó hơi phũ với em, đúng không? Anh nói anh Phụng nên nói chuẩn đấy không? Tao nói làm sao làm để sau này nó cho dù cái mối tình nó không đến được với nhau nhưng mà nó vẫn ngàn năm thương nhớ, cái đó mới là đẳng cấp. Chứ còn làm hả, đã đời để gặp thằng khác hơn có một nút một là nó lên đường luôn. Em đang là sinh viên mà tiền đâu bao thì hai đứa bay nhiều nhau cùng sống đi, nhưng mà mình nhớ cái quan điểm của anh, đàn ông phải kiếm nhiều tiền để lo cho con gái. Ok chưa? Vậy bạn gái dành trả tiền thì sao anh? Ủa nó dành trả tiền thì kệ nó chứ sao? Cái chuyện nó dành thì ok tôn trọng, đúng không? Đừng có nên dành qua dành lại không hay. Đó. Em đã dành trả tiền đúng không? Ok. Rồi giờ tặng em cái đầm cấm từ chối nha. Không, tặng em chai nước hoa Chanel cấm từ chối đó, em xài cái mùi này anh quen rồi, anh tặng em thêm ba mùi khác cấm từ chối, đó là cách hành xử của người văn minh. Chứ còn mấy cái thằng mà cái bóp cái lúc mà tính tiền đưa cái bóp qua đưa lại, ôi mấy thằng thể hiện, đúng không? Nói một lần thôi, nói nhiều vậy thôi đó, đúng không mấy em? Thí dụ như mình dằn mình trả tiền, nó cái quan điểm nó đã dằn rồi thôi buông cho nó trả, còn không thì tụi bay chỉ là thể hiện hết. Anh mua nhiều chăn ga đệm gối cho người yêu đi lấy chồng rồi, tức là sao, tức là người yêu của anh có chồng rồi mà anh tặng chăn ga đệm gối cho nó hả? Campuchia đi cho lành mạnh thôi anh. Thôi Campuchia con khỉ gì mẹ ơi, làm như nít nhau Campuchia, yêu đương nhau mà Campuchia mẹ gì, đúng không? Đàn bà con gái người ta có thở sương thì, người ta cũng muốn tự hào hãnh diện về người đàn ông của đời mình, đúng không? Có thể không đến được với nhau nhưng mà ngàn năm thương nhớ đó. Mẹ đi về nhà nó phải nghĩ tới chuyện quà cáp nữa chứ không phải là ngồi đó mẹ cứ xách đít mà đi đó, phải hỏi tâm lý trước. Ừ mẹ em sao, cha em sao, cha em có nhậu không, nó cha em nhậu mua mẹ cho cha em chai XO đi cho ông tự hào đó, chứ mua chai đủ đế thì nó làm gì dưới quê đủ đế cả đống đó. Còn mẹ em thích gì, dầu gió hay là gì, dầu gió thì mua dầu gió Singapore hay máy lạnh tivi kiểu gì, máy lạnh tivi thì không mua được, order tay lắp đúng không? Còn con nít nó còn đi học hay không đi học đó, mừng tuổi cho nó chút đỉnh hay là sao đó. Tao nói thiệt với mày, cái feedback nó cực kỳ quan trọng, chỉ cần á mày đi đái thôi là gia đình nó sầm xì về mày đó, thì con phải con bồ mày nó ngồi nó tự hào, nó tự hào nó có một người bạn trai đẳng cấp, một người bạn trai mà nó tự tin đi đâu nó cũng giới thiệu. Còn mẹ nó gặp bạn trai nó giấu như chó, nói có bồ chưa, dạ chưa, độc thân. Nó nhưng mà nhiều khi con gái á, nó hiểu được, thằng này nó mua về nó hết rồi, nó banh sát tháng nó rồi, thì khi mà lên Sài Gòn lại thì con nhỏ này lo cho nè, cũng được thôi, chả có gì sai cả. Là khi anh yêu nó rồi thì không đến với nhau, nó cưới chồng thì mua tặng chăn ga nội ghép, mỗi khi nó ấy nó nhớ tới mình, khá ác đấy bà. Nói chung là anh Phụng nên này cũng thâm lắm nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Cũng chơi dữ lắm á chứ không phải vừa, để lúc ba chấm nó nhớ tới mình ghê chứ. Anh nếu mà anh mua vậy anh tặng luôn bộ sofa, anh với anh tặng luôn cái bộ nội thất toilet nữa anh, đúng không? Ai biết vợ chồng nó ấy ở đâu, thế nào lâu lâu cũng dính bộ sofa, lâu lâu trong toilet cũng có, để luôn nó đi. Tính ra con gái Việt Nam xinh đúng không anh, quá đẹp nè em. Mua súp ủng hộ thầy hết tiền cua gái, con tập gym đi là gái cua con luôn nha.
con gái Việt Nam đẹp tự nhiên mà. Trời đất ơi, con gái Việt Nam đẹp tự nhiên nhưng mà Việt Kiều đa phần là sữa nha. Xin lỗi chị An Nhiên đúng không? Mấy bà Việt Kiều có sữa kinh khủng luôn. Việt Nam mình dạo này cũng có sữa nhưng mà sữa không nổi bằng Việt Kiều đâu ba. Việt Kiều á, hầu như 90% là ngực giả. Đó. Mũi giả, mắt giả, mi giả, thậm chí hút mỡ luôn nữa. Kinh khủng lắm em. Má nhìn đậu bắp là thấy ghiền rồi đó, đậu bắp chấm chao. Có chao luôn mày. Có sống có, mày hiểu ý anh là mày làm tao yên tâm. Tặng nguyên cái nhà đi anh, đủ mà tặng nguyên cái nhà, tình yêu phải đủ lớn nha mày. Còn nếu mà tình yêu mà chưa xác định thì thôi, không có cái nhà nó hơi căng á. Tặng là phải đưa cho đứng sổ đỏ nha má, tặng đã rồi má cho ở thôi, mốt má chia tay má đuổi hả? Dân Tiên Quang tuyên bố anh Duy nói đúng. Má tự nhiên Dân Tiên Quang tuyên bố gì vậy? Làm gì có tiền nhiều, làm mướn để dành em. Răng giả nữa, răng giả thì nước nào đâu chả có, Việt Nam mình có tiền phải làm răng giả thôi, nếu mà răng thiệt nó bị gãy. Sữa mà sữa đẹp, mấy bà Việt Kiều sữa nhìn như ma mút. Thì mày có nhìn Hương Rodela Phạm đó, mày thấy Hương Rodela Phạm sữa chân mày đẹp không? Sữa môi nữa, bà đó sữa môi nó chắc luôn. Tặng xe là được rồi, tặng nhà là quá đáng. Không phải em. Nói chung mà tình yêu 2 năm thì tặng cái nhà cũng bình thường. Nhà chung cư chừng 2 tỷ thôi. Ai biết một mà tặng nhà lầu đâu. Đúng không? Anh có phòng gym là quận 6 không? Còn mình tăng tập em. Cái chiêu tặng nhà anh tư vấn tụi em rồi mà đúng không? Đó. Bây giờ tình yêu mình đủ lớn, mình cảm thấy quen nhau 2 năm, tình nghĩa cũng nhiều. Nó cũng thật lòng với mình, ok, được. Anh tặng cho em cái chung cư, em đứng tên. Đúng không? Anh trả góp, còn yêu còn góp, hết yêu em góp. Phe không? Công bằng không? Quá công bằng. Em không trách anh được đúng không? Còn yêu còn góp, hết yêu em góp. Chung là bữa nay ăn dê có 2 kg rồi em. Bụng anh bữa nay nó không được khỏe cho lắm nha. Mấy cái này được không kỹ ăn trúng sáng nè. Góp xong em hết yêu, góp xong kêu nó bằng bà rồi. Mua cái nhà trả góp 30 năm mà nghĩ coi, góp xong nó ba nó tuổi của nó cộng thêm 30 năm mà 50 tuổi tắt kinh mẹ nó rồi, lúc đó yêu không yêu đâu quan trọng đâu, đó là tình bạn nha. Đúng không chị An Nhiên? Sao chị ăn như ít lên, bà đang ở chỗ đánh bom mà. Sao da thịt gái Việt Nam rất thơm, gái Việt Nam sạch sẽ.
Nước cờ này cao tay vải. Trời đất ơi, Duy Nguyễn mà. Chỉ tụi em lâu mà tụi em quên đó. Còn nếu mà cô gái thôi. Nay em rảnh không? Nay em rảnh không? Đúng không? Cái nói là thôi em bận rồi, ổng ạ mẹo đúng không? Ok nhắn tin. Em coi coi cái sắp xếp thời gian nào rảnh đó. Anh chở em đi coi nhà nè, chứ em bận hoài anh cũng biết đâu. Vậy khi nào em rảnh em nha, em liên hệ lại với anh nha. Để một phát luôn em nha. Rảnh chở em đi coi nhà. Cái xong nó nhắn tin nó hỏi là sao. Thì anh mua nhà cho em ở. Bảo đảm mày quyết định đi. Còn đi xin việc á, phỏng vấn có một kỹ năng bao đậu luôn. Đúng không? Nếu con gái á, đi phỏng vấn gặp sếp lặng tay đó, nó từ chối công việc mình đúng không? Nó không nhận mình. Nó không thèm trả lời mình luôn, thậm chí mình xin việc nó không thèm trả lời luôn. Xong rồi gửi cái ảnh đang tắm, ảnh nuốt. Đó, anh Huy á, gửi ảnh đang tắm. Xong rồi chút comment nhắn lại. Xin lỗi anh chết mẹ, em gửi nhầm, em gửi cho bạn em. Em xin lỗi anh. Đó. Là kỹ năng đó chắc chắn là đậu. Còn nếu mà gặp đàn bà, đúng không? Cũng chơi chiêu y chang vậy đó. Đó, xong hồi gửi ảnh 6 múi. Đó, trong phòng gym đồ. Không, phòng tắm cũng được nữa. Lấy tay che che đồ. Xong mà cái nó chết mà xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em gửi cho bạn em. Em lộn, em xói, em xin lỗi chị. Bảo đảm kêu đi phỏng vấn liền. Xeo hốt, hốt ai? Hốt hoàng, hoàng hoài kìa. Đồ mà đồ ăn này ngon quá mày. Thôi thiệt sống Việt Nam ăn quá đã luôn, cái vị nó quá phê mấy em. Nó kêu là ngà voi chấm sò khỉ. Duyên tính. Nếu mà con gái xin việc lỡ trúng cây thì kêu thằng bạn trai mình nộp đơn. Nói tụi em bữa nay anh ăn nhiều mồi, nhiêu đây mồi để anh chơi khô máu tụi em luôn á. Anh rất ủng hộ về Duy. Thấy khoảng cái gú của em ghê không? Bê thôi thấy sao ngon mà. Bê thôi ngon mà em. Anh làm thơ cô gái thì đang ăn nổi.
Anh vô đây mồi chắc phải ăn tới 12 giờ mới hết rồi. Thôi bây giờ em ăn em cần sang chảnh như gà hay đô đó anh ơi. Đang ngon quá. Bữa nay thằng nhân viên nó mua trúng chỗ này được á. Ăn cái bị nó ok mà thịt nó hơi mỡ thôi. Thôi kệ mẹ nó đi mai gò bụng. Có nên ăn thịt trâu không anh Quốc luôn? Anh Duy chỉ ăn gà 45 kg thôi, gu anh 50 kg mà. Lỡ như hai thằng được phỏng vấn nhau thì sao anh? Lôi con bộ ra mồi. Uống ly bô lắc nó mụn thì làm sao với em trai gái. Gái tới chu kỳ nó mụn chắc. Còn trai thủ dâm nhiều quá nổi luôn. Anh cho em hỏi đôi dép tông của THOL bao nhiêu? 50 trăm hay gì không ta? Chả biết nữa bạn ơi. Rẻ lắm không mắc đâu. Trai hả? Quay tay điều độ nha em. Gà 2 đô được nguyên con hay cái đùi thôi anh? Tao có ăn bao giờ đâu mày hỏi. Nếu mà Duy Nguyễn ăn các bạn không thèm thì Duy Nguyễn không còn là mình nữa. Anh ơi, gà Tây với gà ta, gà nào ăn ngon hơn ạ? Gà ta ngon hơn em. Gà Tây là gà lôi á đúng không? Ăn dở ẹt. Nó kêu là con Tukki á đúng không? Ăn dở lắm. Giải thích giùm em được không boss? Hàn Quốc cũng nghèo nàn lạc hậu 3 chấm, làm sao tao đang ăn tao đọc được 3 chấm mày? Em có bồ mà đâu có quay anh. Có bồ mà không có quay hả? Nổi mụn ở đâu, ở mặt hay đâu em? Vậy là con người em nó dễ bị kích ứng nổi mụn. Vậy thì em xài trong hũ Libo đó, em đổ qua Libo rồi ít đi nha. Em đổ qua Libo rồi ít caffeine nó xịn hơn. Nó đỡ hơn. À, vậy thì nếu mà Libo rồi ít nó không cứu được em nữa thì em bút Libo trắng thôi chứ hết phép. Libo trắng kết hợp với Aminolin nha. Tại sao Việt Nam không có triều đại nào kéo dài như Hàn Quốc, Trung Quốc anh nhỉ? Giờ tao hỏi mày, Trung Quốc triều đại nào dài nhất? Hả?
khi nào mở game ở Phan Thiết anh, cao tốc xong em. Nói chung là cao tốc xong là anh tấn công ghê lắm. Cao tốc Phan Thiết hình như nghe nói tới năm 2022 mới xong phải không? Phỏng vấn thằng đó bị 3D thì sao anh? Không lẽ đưa app cho nó thông, chạy công ty khác đi mày ơi. Nhớ tắt cửa đóng máy lạnh, ủ lộn nó đóng cửa tắt máy lạnh đàng hoàng nha. Phan Thiết sắp có cao tốc và sân bay, nhưng mà quan trọng chừng nào mới có. Lê Sơ sao trên 200 năm anh? Lê Sơ dài lắm á. Lê Sơ từ năm 1400 cho là 400 cho là 50 đi. Đúng không? Nó kéo dài tới lúc mà gọi là ông Nguyễn Huệ lên ngôi luôn mà. Dài lắm á. Bảy bảy mấy, bốn mấy bảy mấy, ba trăm mấy hay gì á, ba mấy 400 năm. Thời Tần dài nhất anh, thời Tần mà dài gì cũng ngủm của tỏi. Đường dài nhất em, đường dài nhất, đường là triều đại phong kiến rực rỡ nhất của Trung Quốc. Bởi vậy giờ chúng ta mới ăn đường nhiều đó. Gì 420 mày, 420 cái đầu mày, lúc đó khởi nghĩa chưa xong nữa. Nhớ lộn năm này em, hình như 1428 hay 26 gì đó, lúc đó là mới khởi nghĩa xong. Em có ông thầy ba sọc chứ cứ bảo ông chửi sao chủ nghĩa và khen Việt Nam Cộng Hòa. Mày thu âm mày cho ông lên đường luôn cho tao. Mày thu âm đi. Mày thu âm mày gửi cho tao hai chỗ. Một là trường mày có bên đảng quỹ không? Nó mày gửi đó một chỗ. Thứ hai nữa đăng lên mạng hai chỗ. Mày nên làm một cuộc cách mạng đi. Đó tao nói thiệt. Đúng không? Lúc đó là cái như dư luận sẽ đứng về phía em. Em sẽ trở thành người hùng. Em sẽ nổi tiếng ở trường luôn, mà nổi tiếng tốt, đúng không? Thầy bị phản động mà, đúng không? Phản động mà gì? Ổng mẹ mẹ ổng ngồi ăn cơm của xã hội chủ nghĩa mà ổng ngọn chửi, đúng không? Ok, mày ghi âm lại cho anh. Còn nếu mà được mà đình mua phim luôn, bảo đảm hết chạy. Đó, đi học sớm gắn camera nằm ở cuối lớp á, đó, ngụy trang khéo khéo vô, bấm cho nó ghi âm nguyên buổi luôn. Còn không có thì phát lại tim luôn, mới sốc nè. Đó.
Nhà Thanh cũng mạnh đúng rồi em, Thanh mạnh mà. Thôi dẹp món này qua bên đi, cà ri phải ăn cho nóng chứ không nó khó nguội khó ăn. Cái đó mà mày sợ thầy mà hạ điểm là nhục, đúng không? Đó. Trường hợp đó em mà sợ thầy hạ điểm là nhục. Em đồng ý không? Bây giờ mình mổ xẻ cho câu chuyện ông thầy của nó đi. Em đồng ý với cách giải quyết của anh không? Anh giải quyết rất là tình nghĩa luôn. Đó. Ai tắt điện tới hôi vậy bà? Em kệ nó tắt. Ồ vậy cũng được rồi. Má bánh mì mà bà này bà bán bánh mì giỏm nữa mà đang không chứ. Ăn cà ri nha bà con. Cà ri. Khắc phục cơ sô lệch tập sao, quan trọng nó lệch sao. Làm công khổ của anh. Ừ, mày khổ lắm, tháng 30 củ mày khổ, người ta làm chắc 10 10 củ người ta nhảy lầu chết hết rồi. Nói chung mày phải đấu tranh, mày dứt mấy ông thầy đó đi. Đừng có để ông làm dơ ghế nhà trường. Đúng không? Tao nói thiệt ông thầy mày thua chắc rồi. Cái kèo này ông thầy mày bay chất cơm luôn nè. Chưa kể bị người đời nguyền rủa nữa. Con ông nào đó cũng là dạy trường Mác Lênin lên đường rồi đó. Cái gì mục tiêu biến Phan Thiết thành điểm đến số 1 châu Á? Không sợ Nha Trang nó biểu tình hết rồi. Phan Thiết mày tham vọng vậy? Mỹ vừa cấm vận Trung Quốc thêm 300 tỷ USD nơi tin hồi nào, chính thức chưa? Ủa mà tao thấy ăn có quá nhiều không ta? Đáng lẽ là tô cà ri được rồi ha. Đằng này tô cà ri thêm ký thịt dê nữa mày. Mình có sai không ta? Thôi kệ mẹ nó, cứ ăn đi. Vì mấy ông hiệu phó đều là học trò ổng mà, cũng là lứa xây dựng trường từ 7 năm lên được nương. Nương con khỉ gì mẹ đâu mày quăng cái video đó vô thành ủy thành phố Hồ Chí Minh coi ai có ai nương nổi ổng. Nương cái con khỉ nương, còn không mày quăng lên mạng coi ai nương nổi ổng. Mẹ lúc đó trung ương vô luôn cái chứ đó mà nương.
Thí dụ á, ông thầy mày á, không cần nói tốt cho sao chủ nghĩa cái con khỉ gì cả, nói đúng thôi được rồi, nói đúng là ok. Thế thôi, ông thầy mày sao xạo. Sai rồi anh, cái gì sai em? Tao sợ video này của anh có thằng nào nó giật tít lên ông thầy mày cũng ngẫm nữa nè. Xong rồi giật tít lên, nếu mà câu chuyện mày là sự thật, cái thằng comment ở dưới nó nói à tao biết ông thầy này nè, rồi xong an ninh mạng mời thằng đó lên hỏi em thầy nào vậy. Anh Duy theo đạo chắc cũng gặp trường hợp vào học môn triết, tôn giáo là tin đừng hỏi nhiều mày ơi. Tôn giáo mà mày hỏi với khoa học thì sao trả lời? Động trời thầy gì? Giáo viên dạy triết dạy học sinh phản động. Giờ mới thấm thía có nói ăn nhiều cũng mệt trời. Thì hỏi ngược lại ai tạo ra con vượng, hỏi hoài hoài bí luôn á. Anh Duy nói lịch sử Trung Quốc sai, nhà Chu dài nhất, bớt ngu đi mày. Phong kiến đầu tiên của Trung Quốc là nhà Tần, những cái triều đại trước đó kệ mẹ, mấy cái bộ lạc không quan tâm. Đúng không mấy em? Nếu mày nói vậy thì tao nói là ở Việt Nam này đời vua Hùng là dài nhất, mày phục không? Cãi hoài à, trứng mày đặt đời khôn hơn dịch. Đúng không mấy em? Anh Đàm nó phải không mấy em? Nó dám đàm anh Di Nguyễn mấy em. Nhà Tần chỉ có công thống nhất Trung Hoa, nhưng mà nó là triều đại anh, nó là cái triều đại phong kiến mà tập quyền đầu tiên của Trung Quốc. Còn mấy hàng trước chỉ là bộ lạc thôi. Người ta tính triều đại tính từ triều Trần đi chứ không ai tính nhà Chu quá bá ơi. Nhà Chu người ta đem Na Tra Dương Tiễn luôn nha, chịu không? Khương Tử Nha đâu không? Không Thiên Khuyển đâu không?
gì ông thầy chê chế độ này mà khen chế độ chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì hỏi không ai chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay quá sao bị bãi màu rồi mệt quá. Nhưng mà tóm lại cái ông thầy mà mày nói nãy giờ là ông dạy trường nào tên gì? Mày cứ thầy thầy hoài. Em học bách khoa tên gì em không nói đâu ngại lắm. Ok rồi an ninh mạng sẽ kiếm mày. Tức là an ninh mạng người ta sẽ nghi ngờ mày là một cái nhân vật nào đó dựng ra một ông thầy không có thật trong thực tế để tuyên truyền một cái câu chuyện gì đó. Thì thôi nói chung có gì em giải thích cho người ta nha. Chuyện chả liên quan ta anh không quan tâm đâu em. Anh không phải là hiệp sĩ đường phố giống như ông Luli đâu nha. Sao ông Luli ra ngoài mà suy nghĩ nông cạn vậy? Chị ta hỏi mày ông Luli suy nghĩ nông cạn chỗ nào? Có tin nóng anh về tin gì em? Tên nóng là tên gì kể nghe chơi coi. Duy biết Luli. Dù có biết Luli không biết sao mà va chạm với anh Phụng nên có vẻ rất căng. Ai biết. Chỉ biết là ổng nói gì ai mà cho AQ lên thì ổng lóc gì đó. Chỉ biết có câu đó thôi chứ đâu biết gì đâu. Ổng nói ai dựng cái clip của ổng, ủa ai mở livestream mà từ cái gì chửi ổng từ 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 3 giờ chiều tới 4 giờ sáng gì đó. Em thuyết trình bị rung không trôi chảy, anh có cách nào không? Xem like nhiều đi em. Lâu lắm rồi không thấy anh Tống Kim, không có đối thủ em. Lên mạc hoạt động 24/24, 10 giờ tối nghỉ em.
Cha Luli này tính có vẻ Trương Phi quá, chứ anh không nhìn thấy hàm râu hả? Giống y Trương Phi luôn. Nhìn em mới giống là Chu Du nè đúng không? Đó, em là Chu Du nha. Xong nồi cà ri mấy em. Quách tỉnh Hữu Dũng vô mưu. Gà Hân Gia Cát Lượng, tại phim nó dìm hàng Chu Du thôi. Phim đó là nó dìm hàng Chu Du, nâng giá Cát Lượng lên. Chứ Chu Du không có tệ như tụi em nghĩ đâu nha. Biết tại sao anh chọn Chu Du không? Tại vì Chu Du á, thứ nhất là quyền cao chức trọng. Thứ hai, Chu Du là văn võ song toàn. Và thứ ba, Chu Du có nhiều gái đẹp. Đó. Vậy ta làm Chu Du chứ ai đi làm Gia Cát Lượng, con vợ xấu chết mẹ. Đó. Mà Gia Cát Lượng không biết võ nữa. Đứng nè. Đứng chưa? Hợp lý không? Chu Du người ta là người quyền lực nhất ở Đông Ngô, mặc dù ông vua ta phải sợ Chu Du đó. Nó không, nói chung á, khi mà Tôn Sách qua đời lại dặn thằng Trẩu Tre là Tôn Quyền, nói rằng tao truyền ngôi cho mày, nhưng mà mày phải nhớ cho tao câu này mới là trị nước bình yên. Cái thằng kia nó hỏi dạ ta cưa, câu gì ta cưa đó, cái nói là đệ nghe đây đúng không, ở trên cái xứ gọi Giang Đông này, nếu mà phàm về những cái việc gì mà không giải quyết được, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện này kia đó, nếu mà nói về cái việc mà điều binh đánh lộn á, thì hãy hỏi Chu Lang. Nó mà nếu mà nói cái việc mà sắp xếp ổn định đất nước, làm cái việc đối nội đó, thì phải hỏi Trương Chiếu. Đó. Nên nói thiệt với em đó, lúc đó Tôn Quyền là dở ẹc à, không có gì hết đó. Không nhờ Chu Du là mất mẹ cái nước lâu rồi. Chu Du cực kỳ quan trọng trong xứ Đông Ngô, nhưng mà trong phim á là cái thằng tác giả là fan của Gia Cát Lượng, của thằng đạo diễn là fan Gia Cát Lượng nên nó chế. Nó làm những cái mà gọi là nó dìm hàng Chu Du lắm á. Nâng Gia Cát Lượng quá trời. Hạng Vũ là ông tướng tài nhất Tam Quốc đúng không anh? Mày bị ngáo đá ha mày. Hạng Vũ là Tây Sở Bá Vương. Đó. Hạng Vũ là một tướng dũng mãnh, cũng có thể gọi là một trong những cái vị mà gọi là tướng mạnh nhất của Trung Quốc, chứ không thể nào mà gọi là Tam Quốc được. Tam Quốc là Hạng Vũ màu xanh cỏ rồi đúng không? Hạng Vũ lúc đó là đã gieo mình những dòng sông Ô Giang lên đường rồi đó. Sau khi mà Hạng Vũ bị cơ, là Hạng Vũ đã chia tay người tình nóng bỏng tên là Ngu Cơ đó. Ngu Cơ thời lúc đó là Hạng Vũ múa kiếm này nọ, Ngu Cơ đàn điếc của lộn, Ngu Cơ lúc đó nhục múa kiếm luôn đó. Xong rồi Ngu Cơ tự sát để cho Hạng Vũ rảnh nợ mà trốn chạy, sau này gây dựng là đất nước. Nhưng mà Hạng Vũ lúc đó là cái sĩ nó quan trọng quá, khi mình fail rồi mình không chịu đầu hàng, không chịu bơi qua dòng sông Ô Giang mà đứng đó cà sấn quýnh tới quýnh lui với cái bọn kia, cuối cùng tự tử. Hàn Tín cũng giỏi vì anh, giỏi con mẹ vì ngu như chó, chết dưới tay đàn bà mà giỏi cái gì mẹ ơi, đúng không? Ta nói là nếu mà tướng giỏi đó là cái tướng phải chết trận. Nó nếu mà có chết là chết cho kẻ thù, chết trận, chết cho quê hương, chết nước.
Còn cái này Hàn Tín bị con Lã Hậu nó quất cho lên đường, đúng không? Hàn Tín á, là cái người mà gọi là không có chung thủy, không có xác định rõ để quan điểm lập trường. Lúc đầu á thì gọi là đi theo Hạng Võ, sau đó là Hạng Võ nó nặng nó nhẹ cho có vài câu thôi à, thì bỏ Hạng Võ đi theo Lưu Bang, cái thứ tướng nó không có đồng trung, đúng không? Việt Nam có Nguyễn Trãi với Lê Lợi có phải là cặp đôi hoàn hảo không? Nói chung giờ mày chốt là dụng thầy mày chưa? Một là mày khai mày xạo, còn hai là mày phải chốt thầy mày, không kiểu gì ăn lên mạng cũng nắm đầu mày hết á. Khỏi hỏi nhiều đi. Anh nhầm rồi, Lã Hậu là đàn ông mà. Đậu Phộng mày đàn ông mà đẻ cho Lưu Bang được đứa con, tao không lại mày luôn. Mày bị điên hả mày? Nghỉ mệt xíu ăn tiếp nha, còn nhiều hàng lắm em. Cái thời Thủy Hữ là sau này phải không anh? Thủy Hữ đời Tống. Anh Nguyễn Trung nói đúng, tướng Trung Quốc đâu có ai giỏi bằng Hưng Đạo Vương. Nói chung mà tướng Trung Quốc là cái tướng mà nó solo trong 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 nước đó thôi. Còn Hưng Đạo Vương mình là quốc mang quốc tế mạnh. Đó, điểm này là em đồng ý với anh Trung hoàn toàn. Triệu Tử Long đứng thứ mấy anh? Triệu Tử Long đứng thứ mấy chục á? Gì? Lã Trĩ mới là con gái. Bà mẹ nó, cái thằng ngu học Lã Trĩ với Lã Hậu mà nó ngồi nó đam nữa. Mày có biết Hậu là gì không mày? Hả? Mày biết quýnh cờ vua không? Con Hậu là con gì? Bây giờ Lã Trĩ mày, Lã Hậu mày méo chịu, mày phải nói Lã Trĩ mày mới chịu. Mày nói vậy mày còn ngu dữ nữa, đúng không? Cái tên Lã Trĩ là cái tên lúc chưa lấy chồng đó. Mà cái tên lúc chưa lấy chồng mà chỉ đẳng gái bình thường thôi. Nó mong sau này vợ vua quyền lực cao nên nó mới giết được thằng Tín. Nó khổ vậy chứ. Ủa anh, cái Lưu Bang có được là cách hành xử này nọ có phải là trời cho không anh? Nói chung trời cho cái móc gì, đúng không? Lúc đó là khởi nghĩa là có hai thằng, thì người ta ủng hộ cái thằng mà nó đỡ ghê hơn thôi. Nó tức là người ta cảm thấy con người Hạng Võ đó, con người Hạng Võ cái chí kiêu hùng quá lớn, rất là tài năng, rất là giỏi, nhưng mà nói không ai nghe hết. Nó cảm thấy giờ nó theo một tướng nó không có lời thì nó qua theo kia, thằng kia nói dễ nghe hơn, thằng kia nó ngu ngu nó khùng khùng nhưng mà nói gì nó cũng nghe hết á. Nó chỉ là như vậy thôi chứ cái Lưu Bang có gì đâu hot. Lưu Bang tào lao thế mẹ luôn. Triệu Tử Long với Lã Bố ai mạnh hơn? Lã Bố nó đập cho nát phổi. Nói chung ở trong Tam Quốc Lã Bố là mạnh nhất, Triệu Tử Long là hậu sinh khả quý thôi. Triệu Tử Long là quýnh trên được Quang Vũ một chút thôi, nhưng mà cũng không ăn rõ ràng đâu, trên chút xíu thôi.
Nhưng mà tao mày nói nè, tao nói cho mày nghe, lã bố nó đập thằng Quang Vũ Dương Trương Phi không khóc ra tiếng máng thì thôi đó, vậy thì thằng nào mạnh hơn nào? Mặc dù hai thằng không không chung thời nhưng mà mình phải dùng nguyên tắc tam xuất, lộn lộn nguyên tắc bắc cầu. Lưu Bang lập nên nhà triều đại nhà Hán tồn tại mấy trăm năm, đúng rồi, sau này có Lưu Bị đó. Triệu Tử Long trai giả gái luôn, làm gì có ma nó xạo. Tể tướng của Lưu Bang mà là Lã Hậu mày điên hả mày? Tể tướng của Lưu Bang là Tiêu Hà. Thằng này bị điên tao lóc mày bây giờ nha, mày nói chuyện mày tào lao mày còn nói nhanh nữa. Mày không biết Tiêu Hà hả? Tiêu Hà ngày xưa là làm chung với Lưu Bang, nó ở trong một cái đình nhỏ bé nó, mà Tiêu Hà là nó giỏi về việc sắp xếp này nọ kia tổ chức nó. Sau này Tiêu Hà theo Lưu Bang cũng hiến đường số kế, hiểu không? Đó, mẹ Tiêu Hà là thừa tể tướng, mẹ Lã Hậu là con vợ mày, khùng hả mày? Mày chọc anh nóng anh đam mày giờ, có lộn anh lóc mày luôn á, đúng không mấy em? Anh sai thì anh chịu trách nhiệm, nhưng mà tại sao mày sai mà mày nhây vậy? Nhà Trần là triều đại hưng thịnh nhất của Việt Nam đúng không anh? Chưa chắc. Triều Lê Sơ mới là triều đại hưng thịnh. Ở nhà Tần đó thì cái mô hình xã hội nó còn độc quyền lắm, nó còn độc tài lắm em. Tức là nó chưa có những cái khoa thi này nọ, nó chưa có trọng người tài ở ngoài. Nó mà chỉ là hoàng thân quốc thích của họ Trần. Nhưng mà lúc đó đó Việt Nam mình có một cái điều hay á, là hoàng thân quốc thích của họ Trần toàn là những trang anh kiệt. Đó, chỉ duy có những cái trường hợp như là Phạm Ngũ Lão này nào đó nó mới là người ngoài thôi, chứ còn không mà tướng Trần toàn là nhà Trần không, nên người Trần á họ không có chia sẻ quyền lực cho người ngoài, em hiểu không? Nên mình gọi là triều Tần á chưa phải là một cái xã hội đỉnh cao thời phong kiến, mà cái xã hội đỉnh cao là cái thời Lê Sơ đó, cái thời nó có bộ luật Hồng Đức rồi nó thi cử khoa thi này nọ đó, hiểu không? Còn Hạng Vũ với Lữ Bố thì sao anh? Không chung thời sao so mày? Estrogen là thực phẩm chức năng gì Duy Nguyễn? Thực phẩm chức năng tập ta. Ở Việt Nam nhà Nguyễn thất bại nhất phải không anh? Thất bại về gì mới được chứ? Tư Mã Ý sợ Tào Tháo phải không anh? Thì Tào Tháo là sếp của Tư Mã Ý mà mày. Những người xấu xa đã bị đuổi đi hết vào năm 75. Việt Nam giờ là thế hệ mạnh nhất trong 4.000 năm. Nghe nói cũng có lý. Nhà Duy như có trộm ấy. Không biết trộm hay là con chuột mèo vì nó chạy rột rột nãy giờ.
Có cách nào giỏi như anh không? Lo đi học đi mày ơi. Mày lo mày ở nhà mày trổ tre, mày quậy làng, mày đốt xóm, sao mày giỏi được? Nhà Nguyễn vừa có công vừa có tội, chỉ có cái tội là rước pháp thôi. Nói chung là khi mà trong cái mâu thuẫn giữa nhân dân với pháp á, thì nhà Nguyễn họ không đứng về phía nhân dân, cái đó là cái tội, hiểu không? Nói chung á, con em mình á, thì đúng sai gì mình xử, đúng không mấy bạn? Đừng để pháp nó quyết định, thì cái đó là mang tính chất bản chất tay sai từ đó. Nhà anh Duy ba cửa lợn trộm nhìn là ngán rồi, sao mày khai nhà tao mày quỷ? Thật ra Việt Nam khó làm phim lịch sử lắm, vì sách sử bị nhà Minh đốt sạch khi nhà Hồ thất bại rồi. Mày tào lao làm cái gì khó, tại chẳng qua không có kinh phí để làm thôi, chứ tự nhiên cái lý do của mày nói ra nghe đúng ngu luôn. Vua cuối cùng của Việt Nam là ai? Trời ơi, tao khổ mày quá. Chồng bà Nam Phương Hoàng hậu nha. Mày hỏi một câu tao không làm biếng trả lời luôn. Hỏi khó lên đi, hỏi dễ quá. Gì? Trả lời đi, trả lời làm con khỉ gì? Mẹ đệ tử tao trả lời cả đống rồi kìa. Hạng Vũ theo Lưu Bang, Lữ Bố theo Lưu Bị là sao? Tuy nhiên Hạng Vũ theo Lưu Bang, mày có bị ngáo không mày? Từ từ, nó nói cái câu này ý nghĩa là sao ta? Hạng Vũ theo Lưu Bang mà Lữ Bố theo Lưu Bị, má tao hơi ngu rồi đó. Anh đánh giá cao vị vua nào? Nhà Nguyễn về đức và trị. Nhà Nguyễn hả? Dòng Nguyễn Huệ được không hả? Hay bắt buộc phải là Nguyễn kia? Ông Đào Minh Quân hứa cho tiền từ đồng bào trong nước mà chưa thấy đồng nào. Mày nói một mà mày không nói hai. Ông Đào Minh Quân ổng hứa cho tiền đồng bào trong nước với điều kiện là ổng đòi tiền thằng Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ ổng viết thư ổng đòi tiền Trung Quốc mà Trung Quốc chưa trả lời, thì mày chờ đi. Anh Duy đợi 2020 đi Tử Cấm Thành, lúc đó nó mở khu vườn của Càn Long cho dân tham quan, có không? Mới tập chế độ ăn sao hợp lý, Di Nguyễn Diêm Phổ em. Duy Tân Thành Thái là những vị vua yêu nước nhất của triều Nguyễn. Vậy nếu mà anh bắt em chọn giữa ông Duy Tân với anh Thành Thái, em chọn ông Thành Thái. Bạn không hiểu thì bạn hỏi lý do mình trả lời cho. Chứ còn nếu mà bắt buộc phải chọn ông Duy Tân với ông Thành Thái thì Duy chọn ông Thành Thái nha.
Tiểu đà không đầu hàng nhà Hán là ta có cái lưỡng quản rồi. Sao không đầu hàng được anh? Lúc đó Tiểu đà nhà Hán nó đem nguyên cái dòng họ ra, nó uy hiếp mà. Tiểu đà là người Trung Quốc đúng không? Lúc mà Tiểu đà xua quân miền Nam mà đánh An Dương Vương đó, thì nguyên cái gia đình gia quyến nó còn nằm ở Trung Quốc mà. Lúc đó là đệ tử của Lã Hậu tới nói rõ về quyết định đi, đúng không? Bây giờ mà làm phản tặc hay mà làm trung thần? Trung thần thì đi về, còn phản tặc thì tao cho gia đình mày màu xanh cỏ mấy trăm ngàn người, ủa gì mấy trăm người hay mấy ngàn người gì đó. Nhưng mà cái thế lúc đó là quýnh cũng lại nhà Hán, đúng không? Tiểu đà tuổi gì nhà Hán nó nuôi từ xưa tới giờ, bây giờ mới nhú đập cho chết. Nếu Nguyễn Huệ không chết sớm thì Việt Nam không đánh được Pháp, đánh Mỹ rồi. Nói chung mà Nguyễn Huệ mà còn sống là Việt Nam ngang Nhật Bản. Nói gì cho nó tròn. Đúng không? Phục không? Nếu mà đồng chí Nguyễn Huệ của động, nếu mà hoàng đế Nguyễn Huệ á, mà sống thọ 100 tuổi á, thì tao nói thiệt với mày á, là Việt Nam ngang Nhật Bản. Khỏi bàn cãi gì đi. Thậm chí chắc lãnh thổ giờ nó mập ú luôn rồi. Tại vì cái chính sách của Nguyễn Huệ đó rất thích hợp để gọi là mở rộng lãnh thổ mấy em. Chính sách của Tây Sơn rất thích hợp để mở rộng lãnh thổ. Đó. Nên lúc đó đó, nếu mà lỡ mà đồng chí của lộng nữa, hoàng đế Nguyễn Huệ mà sống á, là chắc chắn là Nguyễn Ánh lên đường, không cửa nào nữa. Không bao giờ có đến được cái may mắn nhiều lần. Nhất là cái lần này là Nguyễn Huệ tập trung tất cả mũi dùi tập trung như Nguyễn Ánh, khỏi chạy đi. Đó. Còn cái thứ hai đó là sau khi thống nhất được tới Phú Quốc rồi đó, đúng không? Thống nhất cái lãnh thổ của triều đại Tây Sơn tới Phú Quốc rồi á, thì Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc đó, râu xanh màu lá giữ oai hùm, mắt trừng gợi mộng qua biên giới đó, đêm mơ phú sưng dáng kiều thơm đó, hiểu không? Làm hỉ coi cái khả năng của Tây Sơn thì đi tới đâu, tới thằng Simla luôn chứ tới đâu, đúng không? Chỉ có những cái kế hoạch 5 năm 10 năm, đúng không? 5 năm đầu xong game Lào với Campuchia, tập trung binh lực ở đó, 5 năm sau qua tới Simla. Ấn Độ xa quá mỗi cẳng bỏ, đúng không mấy em? Thì bây giờ hỏi nè, khi mà quân Tây Sơn mà tiến đánh đó thì có phản kháng được hay không? Ok, mày thích phản kháng thì bố cho mày cái cù lao phố, thế thôi. Đó. Nên cái chính sách của Tây Sơn rất thích hợp để mở mang bờ cõi. Mà chính sách của Tây Sơn cũng mở cửa nữa chứ không phải không mở cửa đâu nha. Mở cửa. Nó. Nhưng mà nước ngoài nó đến với Tây Sơn á, với cái cương vị là khách. Mày nằm chiếu dưới. Còn nước ngoài nó đến với Nguyễn Ánh á, với cái cương vị là sếp. Làm chiếu trên. Hiểu không? Đọc sai rồi anh, sai gì mày? Lên chiếm phía Bắc cho nó sợ luôn, thôi đi ba. Nguyên tắc thằng nào nhỏ cạp đầu trước chứ ba ham ăn ăn phía Bắc làm gì? Xem VN YouTuber phân tích, nếu Nguyễn Huệ còn thì anh em họ đánh nhau, đánh cái móc. Toàn là dưới màu Nguyễn Huệ hết, đánh cái gì? Đúng không? Nói chung là Nguyễn Huệ cầm quyền hết rồi. Đánh cái búa chứ đánh. Đâu mới lúc đó là ông đại ca, ông lo, ông thủ cái Bình Định của ông yên phận ở đó đi chứ đánh cái con khỉ. Chỉ có sau này con Nguyễn Huệ chính sách nó hơi bị ngu. Đó. Chính sách hơi bị ngu, tự nhiên đi tước hết quyền của con bác luôn. Xong rồi xúc con bác nên bác nó phản kháng này nọ kia các kiểu, đó nó hơi bị ngu của chỗ đó.
làm gì mà có đạo nội chiến được. Còn ông Nguyễn Lữ thì thôi thôi nói làm gì, đúng không? Nguyễn Lữ lấy cái gì để mà giành với Nguyễn Huệ? Cùng lắm có Nguyễn Nhạc thôi, mà Nguyễn Nhạc đó mệt rồi, ông an phận rồi, đừng có chọc ông thì thôi. Nhưng mà lúc đó là Nguyễn Huệ có gì phải chọc, đúng chưa? Nguyễn Huệ đã đập ông Nguyễn Nhạc một lần rồi chứ vô không hả? Kéo quân vô đập Nguyễn Nguyễn Nhạc của ông lại, đúng không? Lúc đó an phận rồi, nên là chắc chắn là kiểu gì cho làm vương thôi. Còn hoàng đế là Quang Trung. Mà cái vấn đề quan trọng nhất là tướng lĩnh Tây Sơn người ta rất là phục Nguyễn Huệ. Đó. Cái lòng trung đến cụ đến với Nguyễn Huệ nó cao lắm. Mà tướng Tây Sơn toàn là danh 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 tài không à, đúng không? Tây Sơn không có đùa đâu. Bùi Thị Xuân, Lý Quang Diệu, Võ Văn Dũng đồ tùm lum la hết. Nhiều lắm. Ngô Thời Nhiệm đồ. Mới kể không hết luôn á. Nó mà thiệt á, Duy phân tích là có cơ sở chứ không đâu. Đó Tây Tiến. Tây Tiến là đẹp hơn. Tây Tiến là quốc Simla luôn đi, thù mới hận cũ. Nhưng mà quốc Simla đó là phải có chiến 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 thuật dài hạn, chứ không phải nói là quốc liền, đúng không? Đầu tiên á phải tấn công Lào với Campuchia làm bàn đạp. Đó, thủ thành biên giới tiễn thêm quân, bắt mấy nô lệ xung quân, hiểu không? Đó, Ngô Đình Diệm là quan triều Nguyễn anh, đúng rồi em. Nghe có nguồn bảo là công chúa Ngọc Hân ghen nên đầu độc vua Nguyễn Huệ. Thôi thua luôn anh ơi. Bây giờ nó đồn đồn thí cha gì kiểu. Có người đồn á là Quan Trơ Càn Long tặng cái áo ba tặng cái áo bào cho Nguyễn Huệ xong rồi yếm bùa. Mệt quá. Tướng Tây Sơn toàn cao thủ, đúng chứ còn gì nữa. Tướng Tây Sơn dữ lắm, không giỡn đâu. Tây Sơn bách ta chiến bách thắng mà. Tây Sơn về hải quân cũng rất là hùng hậu nữa. Lúc lúc mà Nguyễn Ánh nó mạnh rồi đó. Nguyễn Ánh mạnh rồi kéo quân đánh cái trận Thị Nại đánh có được đâu, đúng không? Đánh đánh cái đầm Thị Nại đó, tầm Thị Nại ngoài Bình Định đó, đánh có ăn đâu. Xong rồi tương kế tụ kế dòng ra mẹ nó Phú Xuân úp sọt vô ngoài đó đó. Đó, lúc đó là mới thua thôi. Anh cho hỏi vì sao Ghim phục vụ cuộc sống nhưng nhiều người tiêm hàng vậy anh? Ghim phục vụ cuộc sống là của anh em. Mấy thằng tiêm hàng không liên quan tới anh nha. À Trần Quang Diệu hả? À xin lỗi em, nếu mà anh đọc Lý Quang Diệu là anh bị ám ảnh em. Em bị ám ảnh cái ông Lý Quang Diệu này quá. Hoàng Diệu nào ba? Trời đất ơi, ông Hoàng Diệu là khác. Simla sợ Nguyễn Huệ như cọp, tuổi gì dám bật. Không, lại nó đem có ba vạn quân qua nó quýnh mình thì nó thua thôi ba. Chứ cái nước Simla người ta nó cũng bự chết mẹ luôn, làm như dễ ăn lắm. Quýnh Simla đó là phải có dài hơi. Nghe đồn Phúc Khang An yêu Nguyễn Huệ, quá đồn ghê vậy. Nếu lấy cam với Lào dễ vậy, sao Trung Quốc nó không lấy gì anh? Nó đi đường nào nó lấy mày? Hồi đó nó đi đường nào nó lấy? Mẹ nước đó, lúc đó lon chưa xong nó lấy gì? Nó đầu tiên tính lấy, nó lấy Việt Nam, nó mở đường qua nó lấy hàng kia. Nhưng mà nó lấy Việt Nam mày thấy có nó lấy được có lâu đâu, đúng không? Cái thời mà nó nhận thức ra được rồi đó là cái thời Minh, đúng không? Còn cái thời mà nó còn ngu ngu á là cái thời Tống, đúng không? Ông qua Tống nó quýnh nó qua nó gặp ông Lý Thường Kiệt nó cũng bay màu nó kìa. Đó. Còn mấy cái thời xưa thì nó làm gì nó biết có cái nước Campuchia ông nội.
làm gì nó biết có cái nước Lào, đúng không? Nó chỉ biết dưới đích nó là có thằng An Nam thôi, có thằng Việt Nam thôi, hiểu không? Còn cái thời nó không khôn lên xíu rồi nó bị Việt Nam quýnh cho bay màu. Khi mà gọi là nhà Minh nó chiếm Việt Nam xong rồi đó, chưa được ổn định được tình hình đất nước, bị khởi nghĩa Lam Sơn rồi. Sao Chúa Trịnh là con rể Chúa Nguyễn mà lại đuổi được Chúa Nguyễn vào Nam vậy anh? Trời đất ơi, Nguyễn gì, con rể của Nguyễn, nhưng mà là Nguyễn Kim. Sau khi Nguyễn Kim bị đầu độc ngủm rồi á thì tới ông Nguyễn Hoàng là em, má giai kia nó bự hơn ba, đúng không? Giai kia anh rể là đương nhiên hơn em rồi. Mày đuổi đi đã đỡ, giết cho chết, giết hành ông rồi đó, giết ông Nguyễn gì quên rồi nè, nó anh em gì của Nguyễn Hoàng đó. Nguyễn Hoàng sau này sợ quá kêu chị xin, thôi chị ơi chị nói với anh câu đi, em vô trong kia em làm mướn, em gửi tiền ra, em gửi kiều hối về cho, chứ để em ở đây em nguy hiểm quá. Em gửi kiều hối về 1 năm tới 13 tỷ lận. Sửa răng hết nhiêu tiền anh? 200 triệu em. Quyền trân công chúa thời nào Duy? Quyền trân công chúa thời Trần với thời nào? Không biết câu chuyện giữa quyền trân công chúa với Trần Khắc Chung mà. Vua vua Chế Mân đẻ ra con tên là Chế Đa Đa. Đó, khi mà Chế Đa Đa còn đỏ hỏn nằm trên tay thì bố nó lìa đời. Mà bố nó lìa đời thì cái luật kéo mẹ theo mẹ nó. Mà kéo theo mẹ nó thì vua cảm thấy em gái bị chết thì sai đàn em vô cứu, sai Trần Khắc Chung vô cứu. Đó, rồi bằng cái biện pháp ngoại giao tài tình cộng thêm chút xíu tiểu xảo, đó, Trần Khắc Chung đã cứu được quyền trân công chúa cập bến bình yên. Mà đi tàu nó hơi lâu thôi, chắc giữa chừng hết xăng. Anh Di nói hài ghê, hài cái gì em? Ủa tưởng Chế Mân đẻ ra Chế Linh chứ. Nay khai biển festival Nha Trang đông chi chích, đông luôn. Cho vài tấm hình coi. Nói chung ở dòng họ Chế nhiều thằng tên độc lắm. Chế Đa Đa là nghe mắc cười rồi nha. Có thằng tên Chế Cũ nữa. Tên tên mà nghe nó sang sang nhất á là Chế Bồng Nga đó, tên mà nghe mắc cười nhất là Chế Cũ với Chế Đa Đa. Đặt cái tên đúng tiếu luôn. Anh nghĩ Trung Quốc số 1 về kinh tế và vũ khí chưa chưa em? Đông nghẹt luôn, công an dẹp không xuể anh Duy à. Ham chơi toàn thấy người không à. Vậy là kỳ này festival biển làm ăn được ha. Chắc cũng vô được cú này hả em hen. Chế Bồng Nga là ai? Chế Bồng Nga là vua của cái nước mà nó hay lâu lâu mà nó mạnh mạnh chút xíu rồi nó lên Việt Nam, nó tính cho bay màu Việt Nam đó. Nó xong rồi Chế Bồng Nga cũng vậy đó, đủ đem lên quýnh Việt Nam, ăn cho một cái tiễn lên đường, đúng không? Ủa là ông quên mẹ rồi, ai ai lỡ tay bắn chết Chế Bồng Nga vậy ta? Đó, lúc đó là như là cái người bắn tiễn là như lúc đó là Lữ Bố nhập hay là Hạng Vũ nhập gì đó, bắn cái tiễn mạnh lắm mấy bạn, xuyên tim chết luôn. Chế hòa khí. Nó nên sau này Việt Nam giận quá lỡ tay bay màu luôn cái Chế luôn. Mà lúc đó đó Chế đó, nói chung là cái Chế nó yếu gần chỗ đó, nó là liên minh các bộ lạc đó, mà Chế nó không có, nó chưa được là triều đình phong kiến tập quyền, mà nó là liên minh các bộ lạc, nó là có bốn bộ lạc lớn đó, tên khó nhớ lắm, nó có bốn bộ lạc lớn nhau liên minh nhau, xong rồi mình bứng gốc nó luôn. Bị pháo kích trúng thuyền đi, pháo kích. Nói chung thì
cái việc mà Việt Nam mình lấy đất phương Nam đó thì nó cũng là một cái nghệ thuật mấy em. Đôi khi Việt Nam mình chơi xài cái chiêu mỹ nhân kế hơi bị nhiều đó. Mỹ nhân kế mấy lần luôn chứ không phải một lần đâu nha. Cái vụ mà chế đa đa là lần này lần cũ, lần mới, đủ là ổng lần cái lần xưa rồi, sau này còn thêm vài phát nữa đó, làm gián điệp nữ giới đồ kinh lắm, mới giỡn đâu. Rồi sau này á, gọi là sau khi chiếm được đất của người ta rồi đó, mấy cái thằng phản tặc kia nó tính tạo phản Việt Nam mẹ em, một đêm một như thiên an môn luôn đó. Rồi đã coi, nói chung là nhà Nguyễn lúc đó là cũng như lỡ tay nhiều lắm em. Nhà Nguyễn lúc đó hình như dân miền Nam nhậu tối ngày hay sao, không có kiềm chế được nên lỡ tay, nó hơi sát máu đúng không. Nói chung á, là Trung Quốc nó phải qua nó học nhà Nguyễn cái cách mà mở mở mang bờ cõi. Thằng Trung Quốc nghĩ gì á, nó xâm chiếm Việt Nam 1.000 năm mà nó không có thuần hóa được dân Việt Nam đó. Còn Việt Nam mà qua Chăm Pa đề ba có 1 tháng thôi, bay màu, bay màu đúng không em, 1 tháng thôi à là bay màu luôn. Má bây giờ còn có mấy cái gì tháp Chàm Boniga vậy thôi à, với mấy cái tháp mấy cái gì đó thôi, kiến trúc Chăm nó thì ghê không. Bởi vậy nó thiệt đó, nói về nhà Nguyễn này mới kinh, còn hả ông Trung Quốc này thường thôi. Mấy bạn có thấy không, đúng không, rõ ràng khi mà Chăm Hoa bay màu nó chả còn cái cuộc nào mà gọi là tạo phản hay là cái cuộc nào mà nổi dậy hay là một cái gì gì cả, nó mất sạch và nó mất tiệt luôn đó. Xong rồi tới ông nội Campuchia nữa, trời ơi ông nội đó kêu Khmer hả, đế quốc Khmer gì đó hả. Trời ơi, ông Campuchia ổng thì ổng ôm cho cái đống đất đó mà ổng không có người để ổng giữ. Rồi sau này bị Triều Nguyễn nữa qua xào chẻ, từ từ giờ tới xào sao tới Phú Quốc luôn. Mà nói chung Phú Quốc á, cái Phú Quốc cái Kiên Giang rồi mấy quỷ đó là của ông kia nha, của ông Mặt Cũ. Ông Mặt Cũ ông đầu hàng xong ông dâng đất. Bởi vì cái công cuộc xào chẻ của Triều Nguyễn là khá ngoạn mục đó mấy em nha. Bởi vì Campuchia dù khi nó thù mình nó thì nó cũng có lý, nhưng mà mày thông cảm đi, cái thời xưa là cái thời mọi rợ mà, làm gì có luật luật pháp gì đâu ba, làm gì có cái luật quốc tế đúng không, làm gì có đường biên giới, lúc đó là no border nha. Nên lúc đó là nói chung là mang gươm mở cõi thôi, yếu chịu, chỉ trách là trách tổ tiên mày yếu, tổ tiên mà không có tài, hiểu không. Người Trung Hoa đồng hóa rất nhiều dân tộc, duy nhất có một người Việt Nam là không đồng hóa nổi. Có khi năm sau Chăm Pa cộng Khmer cộng Campuchia cộng Khmer lực độ. Anh Duy có biết Xuân Diệu là BD không? Biết không biết mày? Phú Quốc xưa kia là của ai? Của ai thì thôi mày thấy không? Của ai thì thôi không dám nói, hiểu không? Có những cái nói mà không hay, tao chỉ nói mày như nè. Bây giờ mày lấy cái bản đồ ra, đúng không? Mày lấy cái Phú Quốc mà làm tâm điểm đi, mà quay cái compa nha. Cái compa nó liếm vô cái lãnh thổ nào nhiều á thì theo lý là của ông đó đúng không. Nhưng mà cuộc đời này đôi khi chữ lý nó không có đúng em. Nó nên thôi chuyện cha ông của chúng ta thì thôi, chúng ta cũng 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 ngậm ngùi đi, chúng ta nói hai chữ lỡ tay thôi. Nó tiếc cho đôi bạn đó, ngoại giao là phải nói như vậy. Đó. Còn tụi em không hiểu cái compa là gì á, thì ok anh nói quạch tẹt ra mẹ vậy luôn đi. Nó em đứng trên cái đất Phú Quốc đó, hiểu không, em nhìn về Kiên Giang nó xa thăm thẳm đó, còn em cầm cục đá em chọi một cái tới tới Tà Lơn đó. Mà tới Tà Lơn là gì, Tà Lơn là cái chỗ mà ngày xưa bộ đội Việt Nam mình đổ quân vô bem thằng Pol Pot, ta kêu là cái gì, đổ quân ở Tà Lơn đó mấy em. Ủa phải không ta? Hình như vậy đó mấy em nha, Tào Lơn. Mày hiểu bởi gì?
Khi Long Trần đi, trăm người đưa tiễn. Khi Long Trần về, kiệu tám người khiêng. Chiếc xe lam từ từ lăn bánh, chở Long Trần vào nghĩa địa bình yên. Bon. Ngày xài nhiều nhất của anh là nhiêu? 20 tỷ. Anh có biết drama vua Trần Cảnh cưới vợ của Trần Liễn biết không? Trời đất, chuyện bình thường mẹ ơi. Tao nói với mày á, ở trong lịch sử Việt Nam cái triều Trần là cha mẹ con cái cháu chắc gì anh em gì đâu là tao đã hết. Nó loạn luân kinh khủng. Cái đó là cái triều Trần nó là như vậy. Người ta loạn luân như vậy là tao có lý do. Tại vì á, lúc đó đó là triều Trần là cái họ mà đẳng cấp nhất đất nước. Họ không muốn gọi là, họ muốn cho những cái gen mà y học á, tôi kêu là những cái gen mà tốt nhất á, nó không lưu truyền ra ngoài. Đó. Nên tao mới nói với mày á, cái triều Trần á, là cái triều mà lúc đó đó là chỉ có hoàng thân quốc thích và họ Trần người ta lãnh đạo thôi. Đó, nó là như vậy. Nên bắt buộc là không bao giờ mà gọi là lấy ngoài hết á, lấy trong họ không à. Cái đó có gì đâu drama. Giờ mày thấy, mày thấy drama thôi chứ xưa tao thấy bình thường. Đúng không mấy em? 20 tỷ mua đất à, chứ không lẽ mua đồ ăn 20 tỷ. Tại nhà Trần sợ bị úp sọt giống như úp sọt họ Lý thôi. Cái chữ úp sọt là của em nha, anh đang xài chữ úp sọt của em đó. Anh có cảm nghĩ gì về vua Càn Long? Vua Càn Long toàn là đào đẹp không em? Trong cái triều, trong triều Thanh á, vua Càn Long là nhiều đào nhất, mà đào đẹp nữa. Đào ngoài dân gian nhiều lắm, mỗi lần đi dân gian rước về 2-3 con. Nhưng Trần Quốc Tuấn lại bất hiếu. Chưa hiểu lắm. Trần Quốc Tuấn bất hiếu là sao? À, không có phục ngôi đúng không? Ý của anh bất hiếu là bất hiếu ở chỗ mà cái di mệnh của ông Trần Liễu là kêu là cướp ngôi á, đúng không? Nhưng mà Trần Quốc Tuấn không có cướp đúng không? Vậy đẻ con có dị tật không anh? Dị cái con khỉ gì? Mẹ hồi xưa mà làm như bây giờ vậy đó. Đẻ cứ đẻ thôi mà thấy triều Tần có ai dị tật không? Hả? Vậy đẻ con bệnh sao anh? Ông mày thấy ai bệnh? Toàn là danh tướng kiệt xuất không có chứ bệnh cái gì. Nó chỉ có cuối đời á là gọi là mấy ông vua này ông tự mãn ăn chơi nhiều quá nó mới bị người khác cướp ngôi thôi. Đó là lý vua chơi vua chết sớm. Nói chung mà nói lý vua, lý do vua chết sớm thì cũng không hẳn. Không phải là ăn chơi mà chết sớm, hiểu không? Nhưng mà tại lúc đó là khoa học nó quá ư là giới hạn đi. Đó, cái khoa học về y tế đó nó chưa phát triển nên người ta chưa biết là trước khi tạo, trước khi mà gọi là động phòng với mỹ nữ đó là phải uống Olip. Đó, và sau đó là uống whey protein. Có tiền thì estrogen, bình thường là whey co. Đó. Cái này chúng ta biết được là vào thế kỷ thứ 20, 21. Còn hồi xưa thì sao biết được ba? Hồi xưa cứ tưởng đâu ăn gì bổ đó, đúng không? Nó ăn tối ngày là biến này biến kia không à. Nó hơi bị sai, nó không hợp lý nữa. Nó và cái căn bản là người phụ nữ á, hồi xưa họ sống quá ư là khép kín và phong thủy, ô lộng phong kiến, họ không có được cởi mở như vậy, đúng không? Nó nên lúc mà ông vua mệt á thì bà hoàng hậu bà không biết thay thay ca. Mà bà để cho ông vua cố nữa. Đàn ông máu trâu mà má. Đúng không? Mặc dù mệt chết mẹ thì phải cố. Đó. Người ta nói là cái gì? Cố quá thì nó quá cố. Mà nhiều lần như vậy nữa thì thôi đai luôn. Gãy cột sống đai. Nó. Còn bây giờ phụ nữ người ta hiện đại hơn. Người ta biết chia sẻ gánh nặng với người đàn ông. Đúng không? Đó. Không? Khi mà người này nằm á, thì người kia phải ngồi và ngược lại. Chứ làm gì có đạo mà hai người cùng nằm trên một tư thế hoài, đâu có đâu. Nó cái đó là như vậy. Bởi vậy đó là thời buổi mà càng tiến bộ sau này người ta sống càng lâu. Còn hồi xưa lâu gì? Mà đang
đang thời trẻ, cho đi lính một phát một chết trận. Ủa sao anh không cắt tóc à? Hè tới rồi nóng lắm ạ. Khi Minh Phương đi trăm người đưa tiễn, khi Minh Phương về kiệu tám người khiêng. Bon. ăn nhầm cái bím giang mai nên tèo. Không biết hồi xưa có bím giang mai không ba? Em đưa anh 4 tỷ, anh có chịu đổi kiểu tóc không? Chịu, đưa đây. 4 tỷ đưa đây mày. Thời trước không khí trong sạch, đồ ăn mạnh mạnh sống lâu hơn chứ anh. Mày ngu quá mày ơi. Đúng không? Cái khoa học nó phát triển nó mới làm cho mày sống lâu. Còn mày ăn mạnh mà bệnh mày trị méo được thì mày chết thôi chứ sao? Đúng không? Ăn cái gì? Bao giờ cũng vậy cả, xã hội nó tiến bộ thì bây giờ ẩm thực nó cũng tiến bộ. Ngày xưa làm biết gì con mẹ protein cấp phát, làm gì biết được một viên mà một phát cho ra 9 calo, đúng không? Ăn cho cả nồi phát vô bị cao mỡ máu cũng chết vậy. Mà cao mỡ máu sao trị, lúc đó làm gì có phòng gym của Duy Nguyễn, làm gì có bộ hoa thần thánh. Thằng này nó cứ cãi, đúng không em đồng ý anh không? Đã gọi là cái thời đó là không có biết cái gì cả, biết há mỏ ra ăn thôi, đúng không? Làm gì biết sáng chó, thịt chó ăn ăn thôi, càng tái càng tốt, ăn mẹ chết trúng sáng chó. Làm gì biết sáng lợn, đúng không? Cứ ăn thôi. Làm gì biết khái niệm mẹ cái rau đó là phải rửa cái nước gì nó mới sạch sáng lợn hay gì, đúng không? Nhiều khi nước chứ xong múc lên ăn trúng trúng con quỷ gì em đó nó ký sinh trong người sao? Đúng không? Mấy em nói chuyện nghe hài vãi. Đúng chưa? Mà hồi xưa tao không biết trị sáng chó trị sao luôn. Làm gì có giải phẫu này nọ kia, đúng không? Làm gì có xét nghiệm máu, đúng không? Chưa kể mấy bệnh giang mai, làm gì biết bà, đúng không? Tới hồi ba biết nó nổi mụn mẹ nó hết rồi. Thôi sạc pin cái. Chờ tí sạc pin cái nhen. Lai mà phải sạc pin chứ rồi ta biết lai lâu rồi. Một tháng thu nhập cao nhất của anh là bao nhiêu vậy? Ta đâu có cho mày đâu mà hỏi là biết con khỉ gì mà tin chiếc salam không? Sao nó rớt quá. Tối nay live vui ghê. Vào thăm BOT của Di có mất tiền vé không? BBT má. BOT là gì? Chỉ có chế độ Cộng sản Việt Nam mới giúp dân số Việt Nam tăng nhanh. Đúng rồi. Ngày xưa còn dặn đẻ một con nữa. Đẻ một tới hai con. Làm cho bị chậm lại chứ không là giờ đẻ nhiều lắm. Hồi xưa tránh thai bằng cách xuất ra ngoài nên có ông gì đó bị chúa vật chết đó. Hồi như nói chung là thuốc tránh thai là hồi xưa nó cũng có, nhưng mà nó là một dạng phá thai chứ không phải là tránh thai, đúng không? Tức là ví dụ như lỡ có rồi uống cái chén thuốc đó vô là sảy thai đó, nên mấy bà cung phi chơi nhau trò đó hoài. Còn ở bên phương Tây đó, nó lấy cái ruột cái con thú nó làm bao. Ở phương Đông mình thì không biết. Anh là chỉ có sức giật anh thôi chứ ai giật nổi anh. Ủa ai vậy?
Phan Hòa. Bon. Nó này khỏi đọc đi mệt quá. Giờ cuối giờ. Admin Tiền Giang hả? À, sao tự nhiên đặt nick không có tên với trơn ai biết trời. Lâu quá không gặp, hôm nay bị tích giang hồ đâu rồi em? Hồi xưa uống thủy ngân tránh thai đó anh. Mẹ uống thủy ngân gặp diêm vương luôn chứ tránh thai gì mày. Vào có mất vé không gì. Nói chung mới vô thì chắc chắn phải tốn tiền rồi anh. Chứ anh vô tham quan không anh không ngại anh. Chứ dù khi em vô chỗ nào em xách đi ra em ngại bỏ mẹ chứ. Thí dụ như vô anh không tập thì anh phải mua cái này mua kia chút đỉnh rồi nó mới được. Chứ tự nhiên anh hỏi một câu khó quá. Đúng không các bạn? Thằng cha này lớn tuổi mà hỏi một câu khó trả lời ghê á. Căng lắm á. Minh Mạng là người dân Chăm Ba hận nhất. Lỡ tai, lỡ tai. Làm sao để có kiến thức như anh? Xem Di Nguyễn livestream em. Hỏi Bigo im. Đương nhiên rồi, Bigo nhiều hàng quá. Thời Nguyễn bọn Pháp chia cắt một phần đất Hà Tiên cho Campuchia. Có tiên đào kìa anh. Tiên đào là gì? Vô phòng game tham quan mà không ngứa sao được? Không lẽ lúc đó xin tập thử, không cho thì kỳ chết. Thích cách mặc đồ của anh Duy đơn giản mà đẹp đúng nha em. Trưa nào cũng đợi like thì ra qua Facebook này. Đúng rồi, qua đây đi. Kỳ qua Quảng Châu mà không biết mộ cụ Phạm Hồng Thái nên chả thăm được. Đi Quảng Châu lâu chưa? Uống gì để béo lên uống mát em? Anh Duy có thích làm tattoo không, làm cái cho ngầu rồi đóng phim. Rồi tới lúc tao không thích nữa thì sao xóa? Hả? Mày làm mày có nghĩ tới chuyện đó không? Đúng không? Thí dụ mày tattoo rồi mày có nghĩ tới chuyện sau này mày muốn bỏ không?
khoảng bao nhiêu năm nữa Việt Nam trở thành con rồng châu Á di nguyễn, thì chừng nào mày trở thành con rồng trong xóm đi thì Việt Nam trở thành con rồng châu Á. Bây giờ mày ở trong xóm mày là con rồng hay là con trùng chỉ? Một ngày nào đó Sài Gòn sẽ là thủ đô của Việt Nam. Tự nhiên Sài Gòn là thủ đô Việt Nam chi má, mày điên hả mày? Thủ đô Hà Nội người ta đang yên ổn rồi, bình yên rồi, tự nhiên chuyển thủ đô vô Sài Gòn chi vậy? Thấy chữ Việt xúc động ghê. Ví xài free đô ổn không anh? Mua Valentino đi ba, có 4 triệu mấy 5 triệu cái ví thôi chứ có gì mắc đâu. Video là nào? Tao đâu biết video đâu. Giờ tôi sẽ gọi Việt Kiều vào đam cho Duy biết thế nào là lợi hại nhé. Duy sợ lắm, giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo khắp xương da. Người gia nhân bến đợi dưới cây già, tình du khách thuyền qua không buộc chặt. Lòng kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt, cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi. Người viễn du còn bận nhớ xa khơi, gỡ tay vướng đi theo lời gió nước. Chào Di đẹp trai, thông minh, trời đất ơi, nãy vui quá trời luôn, anh không vô, giờ anh vô là trễ rồi đó. Việt Nam Cộng Hòa mất nhiều đảo từ thời nhà Nguyễn cho Campuchia, biết rồi khổ lắm nói mãi. Chiến trường đẫm máu, than ôi xác cô liêu. Nói về idol Võ Tắc Thiên đi anh. Idol Võ Tắc Thiên có gì đâu nói mày ơi. Có người đòi đam anh Duy kìa để coi. Thì anh mới nói rồi đó. Duy sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo khắp xương da. Hy vọng Winbus làm thay đổi bộ mặt phương tiện công cộng cho Việt Nam, miễn đừng kẹt xe là được. Tôi biết Duy Nguyễn đã lâu thích, rất thích xem vlog ngày xưa, nói chuyện thật thà. Nay nói chuyện bố láo, Việt Kiều nó khinh, nó không dám về Việt Nam luôn. Á đù, tự nhiên Việt Kiều nó khinh Duy Nguyễn mà không dám về Việt Nam luôn hả? Đồ lợi hại ta. Nó bạn nói vậy tôi thấy tôi hãnh diện rồi đó, tôi tự tin và tôi tự hào luôn rồi đó. Đúng không? Tự nhiên có Duy Nguyễn thủ thành Việt Kiều không dám về luôn hả? Nè, vậy là like, lái kịch. Còn bây giờ bạn nói là thích xem vlog ngày xưa thì nó nằm ở trên YouTube đó ba. Vô đó cài view đi, vô đây sủa làm cái con mẹ gì. Đúng không? Đúng không mấy bạn? Tôi đâu có xóa cái vlog nào đâu, cứ lên đó cài view coi thoải mái, thậm chí nhớ thương nhau download nhau về. Ok, vô đây rên rên hừ hừ cái gì, càng nói càng ngu à, sao làm nó cán chết giờ. Sắp ít xe rồng cán đi. Không, anh không có xe rồng, anh chỉ có xe lam thôi.
Duy đam Việt Kiều mạnh quá nên nó sợ. Không, đam đúng tình đúng lý thôi chứ đâu có đam mạnh gì đâu. Mình đam rất là nhẹ nhàng, mình nói chuyện rất là từ tốn. Đó, có đam mạnh thì ông Loli đam mới mạnh nha. Còn Duy Nguyễn là nho nhã, thư sinh, lịch thiệp, ga lăng, rồ ma tịch. Mới vậy mà nói chuyện láo rồi, đâu có gì đâu láo trời. Nãy giờ không có gì láo hết nha. Kêu lũ phản động lấy xe lam cán chết Di quá. Xin lỗi mẹ không có sợ xe lam bố ơi. Bố ăn cái gì bố ngu vậy? Ủa cái gì vậy ta? Ngày mai ta sẽ có bảy chuột. Đó. Hồi nãy nói tới đâu ta? À nhà xe xe lam cán đúng không? Bây giờ cán thì phải kiếm xe lu cán đúng không? Chứ bây giờ Mercedes hai con mà xe lam ăn thua cái gì? Bây giờ tôi hỏi bạn nha. Đó, bây giờ tôi chấp đạp ga một ngón xe lam mới chạy lại hay không? Đúng không? Bây giờ mà chạy không lại người ta mà đòi cán người ta là cán bằng niềm tin nè. Đúng chưa? Mà nói cho nghe nha, ở Việt Nam á, ủa lộn, xa Việt Nam lâu quá đừng có ngu, trời đất ơi, bây giờ xe lam cấm rồi má, xe lam bây giờ chỉ còn trên âm phủ thôi nha, xe lam không mắc cán được đâu, ok. Anh Duy biết vụ rải truyền đơn ở Đồng Nai không anh? Cái vụ mà 11 năm tù em. Anh làm bà có được 1 triệu đô năm bao nhiêu tuổi gì anh? Ủa đâu cần báo cáo với mày đâu trời. Gì? Ba sọc hải ngoại đang hội thảo để quyên góp tiền về làm các nghĩa trang Biên Hòa kìa anh. Không biết dân bên đó có ăn thêm cú lừa thế kỷ nào nữa không? Ngu thì lừa thôi chứ giờ sao giờ má. Đúng không? Bây giờ có tiền thì tự bỏ ra đi xin xin quyên góp với con khỉ gì. Gây ra sự nguy nghi kỵ cho nhau. Đúng không? Tật anh vậy đó. Nói chung là anh không có đánh giá cao mấy cái màn mà quyên góp kiểu này đúng không? Có tiền thì về mẹ nó tự làm từ A tới Z, làm xong đi rồi người ta thấy người ta quyên góp sao đúng không? Học mấy em thấy anh nói chuyện phải không? Đó bây giờ mình là đẳng cấp á, đó, mình chơi mấy cái trò này người ta nói mình tham nhũng, người ta nói mình bỏ túi riêng. Bây giờ bút vé máy bay về Việt Nam, Việt Nam Airlines chưa có thì đi bà nó đeo tà đi nó, hay là Cathay Pacific gì đó, quất vé máy bay 1.000 đô về Việt Nam, xong rồi quất đi xe bus taxi gì đó từ Tân Sơn Nhất chạy lên Biên Hòa, xong rồi lôi mấy nhà thầu ở đó ê biểu giờ nghĩa trang này nè, dày rộng như đây nè, mày tư vấn cho anh coi sửa là sao đẹp nhất nè, hiểu chưa, sửa là sao cho đẹp báo giá cho anh rồi ok anh đặt cọc cho mày, ngày mai chở vật liệu tới sửa sửa này nọ khang trang này nọ, lúc đó đó xong rồi mình làm bữa tiệc nhỏ, mình mời mà ai ta, mời chính quyền tỉnh Đồng Nai đúng không, chính quyền tỉnh Đồng Nai hay thậm chí cái huyện gì cũng được đó, cảm ơn các đồng chí đã hỗ trợ tôi đó, sang sửa là cái phần mộ phần của tổ tiên này nọ kia đó, và tôi hy vọng sau này á là các đồng chí có gì báo tôi biết, ví dụ như dơ hay gì lại gì nọ này kia đó. Lúc đó đó thì người ta cảm thấy à cái việc làm này hay quá, cái việc làm này có nghĩa quá, người ta hùng tiền sao giờ mình bỏ ra trước đi, hợp lý không em, hợp lý không? Tạo nghiệp quá hèn chi bị phản động đam điếc quá, xin lỗi cuộc đời từ lúc livestream giờ chưa chưa bị thằng phản động nào đam luôn á. Má, mình thèm mấy cảm giác được đam lắm bạn. Nói thiệt với bạn, thèm mấy cảm giác được đam lắm. Nhất nhất là khi mà được các bạn phản động đam nó đã gì đâu á. Ngồi livestream từ ngày này qua ngày khác, từ chủ đề này qua chủ đề khác, má chả có cảm giác đó.
cái cảm giác mà gọi là được phản động đam, nó có thể tưởng tượng giống như là mình được thánh nữ hiếp dâm đó mày. Trời đất ơi, nó đã khó tả lắm mà không bao giờ có hết. Anh nghĩ sao vì Facebook và Google không đóng thuế? Không đóng thuế là sai rồi, nghĩ gì nữa em? Bình Dương chứ em. Bình Dương gì ai biết, nào nói Biên Hòa mà. Biên Hòa đó ở Đồng Nai. Còn lái thiêu thì mấy Bình Dương. Nó đâu? Thằng kia nó nói Biên Hòa. Ngày xưa biết tới anh Duy coi đánh pizza, giờ còn làm pizza không anh? Anh đâu có làm pizza bao giờ đâu em. Việt Kiều phản động bên tả, có Hùng Lân bên hữu có Sơn Tây. Trời đất ơi, từ ngày hai người đó vô livestream của anh cái nổi tiếng cộng đồng mạng vậy đó hả? Chứ nói thiệt với bạn, trước khi mà Duy Nguyễn xuất hiện các bạn có biết Sơn Tây là ai hay không? Và chắc chắn một điều các bạn có biết Hùng Lân là ai hay không? Hả? Mà bây giờ là được làm tể tướng với thái sư rồi đó hả? Ghê vậy? Phải biết mình đang sai về cái gì, ăn no cứ thích làm chuyện ngu sửng. Mày ăn cơm với muối, mày nói chuyện trên núi, nói chuyện không có rõ ràng cụ thể gì trơn trời, đúng không? Thí dụ mày nói chung chung như vậy á, thí dụ như giờ tao nói á, ngày xưa cha mẹ mày làm nhà không đúng tư thế, đẻ ra nghiệt xúc, chịu không? Đúng không? Đâu có nói vậy được. Nói là phải chỉ ra cụ thể là vấn đề nào, không gian nào, thời gian nào, như vậy nó mới được. Nghĩa Trang Biên Hòa nhưng ở Bình Dương em, làng Sa Pa, Biên Hòa ở Đồng Nai, lái thiêu với Bình Dương. Ông này ông miền Bắc, ông nói chuyện lung tung. Nghĩa Trang Biên Hòa ở Bình Dương nha. À, làm sao? À, hiểu rồi, tức là ý em nói đó, cái Nghĩa Trang tên là Biên Hòa nhưng mà ở Bình Dương hả? Hài cho ba. Tôi không đành mấy Nghĩa Trang này nữa ông nội ơi. Nghĩa Trang Biên Hòa nằm ở Bình Dương em ơi, đây là Nghĩa Trang Bình An. Nhức đầu ta. Chỗ nó hơi bị khó hiểu nghe. Nghĩa Trang Biên Hòa nằm ở Bình Dương. Chắc Nghĩa Trang tên là Biên Hòa. À dạ. Có khi nào mấy ông hải ngoại bắt tay nhau, chửi nhau, đòi kiếm nhau, tạo drama, bắt chước hot boy xăm trổ? Có thể lắm chứ em. Sơn Tây tuổi gì với ngu kỹ? Ủa hôm nay anh Sơn Tây còn xuất hiện nữa hả? Anh tưởng đâu ảnh lo làm rồi. Ngày xưa địa phận ấy thuộc Đồng Nai, chắc sau này cắt về Bình Dương. À vậy hả? Ăn sao bị mấy đứa phản động bên Cali nói xấu về phòng gym riết vậy? Hay bọn ghen ăn tức ở? Bây giờ mình nói bạn nghe nha. Bây giờ phản động mã Cali nó sủa chết trời cũng chả liên quan gì tới ai cả. Bà mẹ nó phòng gym kiếm tiền của dân Việt Nam mà đâu có kiếm tiền mấy con Cali đâu bà. Nên mày nói chuyện mày lắp não giùm tao một cái. Má mày không lắp não tao sợ cái độ ngu của mày quá, đúng không? Còn bây giờ là nói làm ăn là nói về doanh số, mà nói về lợi nhuận, chứ không phải nói về chó nào sủa. Trời đất ơi, chó sủa trăng thì kệ nó, ai mà khe ông nội. Bởi vậy mẹ cạo móng đứt ngu à. Tối ngày mấy thằng cạo móng, mấy con cạo móng mà cứ nói chuyện về cái người làm chủ lần sau ba. Nó khổ gì đâu á mấy em. Anh cũng tâm tư với cái con khùng này dữ lắm luôn á. Trời đất ơi, ngại ghê á. Trẻ trâu Việt Nam sủa không ăn thua gì hết trơn á. Mày lôi ra phản động Cali sủa về phòng gym của Duy Nguyễn. Quá sợ quá. Thằng đó ngu xúc phạm người đối diện. Buồn buồn vô nghe anh Di tròn mấy con nhỏ bển vui nhiên.
Bon liền thôi mày, tao thấy nó tội nghiệp lắm rồi. Bon nữa nó ác. Sủa thì ghen tức thôi nơi, nhưng mà tao hài ở chỗ phản động Cali sủa. Tự nhiên phòng game tao nhớ cái location nó nằm ở Hồ Chí Minh xí đì mà ta, thành phố mang tên người mà tự nhiên phản động Cali sủa. Mày chỉ cho tao một chỗ có liên quan đi. Duy nhỏ hơn mình mà nói chuyện mất dạy, vậy là không biết trên dưới. Cái mẹ mày trước trời, tao với mày bà con gì. Cái thằng này nó hài. Bây giờ á, thí dụ như tao nói đó, tao chơi với ông cố nội mày cũng được vậy, đúng không? Mày dựa vào cái gì mà mày nói mày lớn hơn tao đó? Bây giờ miền Tây mình xưng mày tao cho nó ngọt nha. Đó, đưa cho tao coi cái ID mày. Nếu mà mày bên Mỹ mà đưa tao coi cái ID, còn nếu mày ở Việt Nam mà đưa tao coi cái căn cước công dân rồi ẵn sao nha. Đúng không mấy em? Đi làm việc á là phải đưa giấy tờ, không có giấy tờ thì biến, đúng không? Nhiều khi xui xui á, không có giấy tờ người ta còn đập vô mỏ nữa chứ, đúng không các bạn? Đúng không? Không có thài vãi. Ngại quá mấy em. Dạo này sao không ra clip pizza nữa anh, chưa quay em. Trời ơi, Trần Hiếu biết rồi xong cứ kể tội Việt Nam Cộng Hòa hoài vậy em. Ông ba mà tôi cho ông lên đường luôn nha. Ủa, mệt quá. Dân gì? Dân Mỹ nói dân cử gốc Việt rũng đoạn phe nhóm gia đình trị. Ủa, dân cử gốc Việt? Dân cử gốc Việt có một hai đứa nhầm nhò hay gì ba? Thiểu số mà khé gì? Phòng game Cali chỉnh 5 sao quá anh, sao thấy nó quảng cáo vậy? Ai biết? Tao có vô bây giờ đâu tao biết. Ôi sợ quá, nó kêu Mr. Sơn Tây lật đổ gì. Ồ em cũng sợ lắm rồi. Nãy giờ em sợ em rung cập cập không thấy hả? Nãy giờ em rung nè. Chào em Di tủ sách, lâu quá mới gặp anh. Anh có ghét mấy đứa nịnh xếp để được lên chức không anh? Nó nịnh kệ mẹ nó không phạm pháp thôi chứ mắc gì ghét nó mày. Chừng nào nó nịnh xếp mà nó dập mày vậy thì mày ghét được. Còn nó nịnh xếp mà nó không liên quan gì tới mày hết thôi ok nha. Thí dụ như nó mua cho sếp chai rượu XO, nó mua cho mày bao thuốc lá thì nó chơi vậy là đẹp rồi. Giận nói gì? Chắc nhờ tới anh Sơn Tây lật đổ mày quá gì. Ồ lật đi ba. Tao nói thiệt chứ mày, tao nói cho mày nghe vậy nè. Mày kêu ông Sơn Tây lật đổ, tao nói thiệt ông Sơn Tây không có đủ cân lượng. Đúng không? Thứ nhất ông Sơn Tây lùn tè, thứ hai ông Sơn Tây ốm nhách. Mày muốn tao một tay hay là một ngón? Mày thấy tao tao đẩy ngực 140 kg để clip lại cho cháu nội coi chưa? Mày kêu cái người nào lật cũng phải có chút xíu thời gian, chút xíu thịt, chút xíu chứ mày. Mày nói như vậy á, không phải là mày đề cao ông Sơn Tây mà mày đang sỉ nhục ông Sơn Tây. Đúng không? Mày đang sỉ nhục ông Sơn Tây đó. Nên tao nghi ngờ mày là cái thứ gì, chắc mày là bị ông Sơn Tây lóc rồi. Nên vô đây bôi tro trát trấu vô cái mặt dòng họ anh Sơn Tây. Đúng không? Anh Sơn Tây là người vắng mặt. Thì mày đừng có đem ổng ra mày sỉ nhục như vậy chứ thằng quỷ. Đúng không mấy bạn? Hợp lý không? À, bây giờ là Duy Nguyễn nói thiệt chứ bạn á. Sức mạnh nhiêu biết rồi, tập tạ nhiêu biết rồi. Muốn lật Duy Nguyễn á con chuột phải bự. Nó mới đùa. Vô để một cái một lỡ tay nữa bây giờ. Đúng không em? Nói chuyện ăn ngu thiệt. Are you gì? Adira or Finnish Superman Store? Yes, ok.
Do you have money? Anh Di hay ghê chửi cả đôi. Trời đất ơi, tao là thâm lắm mẹ ơi. Sơn tay mập chứ đâu có ốm. Bậy, ông sơn tay ốm nhỏ xíu con à ba ơi. Mày không thấy ông ngồi chiếc mẹt rộng rinh nè. Xe mẹt tao biết mà. Tao ngồi chiếc mẹt tao khum đầu chết cha. Nên anh sơn tay ốm nhỏ con mà. Nó chỉ có cái ông bự con là cái ông gì, ông John McFly gì đó, ông đó thì ông bự con đó, ông đó thôi, còn mấy người kia nhỏ nhỏ, nhỏ không. Mày nói vậy là sỉ nhục sơn tây rồi, ông biết được mà là mày là chết mày đấy. Tao khổ mày quá, tao đang binh ông sơn tây đúng không, có mày mới sỉ nhục ổng á. Đúng không? Mày mà tôn trọng ổng, mày đâu có đi đem ông đó ra mà đòi găng với tao. Mày khùng hả mày? Một người sáu mấy, 60 tuổi sắp ngáp rồi. Mẹ đòi găng với thằng tập tạ. Mày ác với ổng vừa thôi con ơi. Tao nghi là mày là như là đối thủ cạnh tranh cái trong neo ơ nè. Đó. Mày bị ổng làm gì rồi giờ mày thù ổng mà mày đâm ra mày mày đưa ổng vô chỗ chết. Đúng không các bạn? Cái đó là chết, không giỡn được. Đúng không? Duy hay, trời đất ơi, mấy cái hàng thất học này em vờn cái một anh ơi. Nó yếu quá. Neo ơ không mà mệt gì đâu á. Lo yêu nghề đi ba. Ba vô đây ba sân si với đời nữa. Chắc vừa rồi mới bị sơn tây đuổi. Anh sơn tây anh đâu mướn người đâu ba. Anh sơn tây anh không có mướn người. Mày không hiểu anh rồi. Anh sơn tây là stand alone nha. Không có mướn người đâu. Lúc trước tao là kẻ thù của ổng nhưng giờ là bạn nhé, đợi ổng vào xem rồi tao đâu thì mày tát anh sơn tây vô đi. Để tao hỏi ổng là bạn hay ổng là bạn mày hay là kẻ thù, chuyện nhỏ dám tát không? Đó. Mày tát đi, tao cho mày cái nhẫn nè. Nhẫn nhiều quá đeo chặt tay, tát vô lẹ. Tao hỏi một câu thôi. Mệt ghê. Đau sồn sồn vô. Thiết tình là bà con đó, rất là thôi luôn. Anh Duy tập tạ phải không? Không, anh tập gym em. Ông sơn tây ông làm cái gì đâu mà tụi này nó thù ghê, ai biết. Đó, tự nhiên sơn tây của già khú đế rồi bắt đeo găng lên vô võ đài làm sao. Chào em, anh rất thích nghe anh đam bọn CCCD, vô ngồi nghe đi anh. Anh like 3 tiếng 30 phút hả, cho 4 tiếng hết giờ đi ngủ luôn nghe. Thằng này bạn trai ông sơn tây rồi à, vậy hả? Sơn tây ngủ giờ này chưa dậy, hỏi cái gì? Trưa gặp ở tiệm nail, đi tao khôn với mày luôn Di. Trời ơi, sơn tây ngủ giờ này chưa dậy. Tiệm nail hả? Gặp ở tiệm nail nào vậy? Cho cái địa chỉ tiệm nail đi. Tiệm nail đó mấy ghế, làm bộ móng nhiêu tiền? Khách hàng chủ yếu là Mỹ trắng, Mỹ đen hay là mỹ màu, có bo không? Chiếc dách ngàn còn không anh Di bán nè. Thôi uống thuốc. Uống thuốc để tiêu diệt mấy con HP cái mấy.
viên. Bây giờ mới biết sơn tây làm neo thì cái thằng đó nó nói đó. Từ anh biết thằng Sơn Tây từ lúc nó live ở Cali, anh đón nó là thằng Ba Sọc. Là cái vụ nào? Phỏng vấn ông gì hả? Hay là vụ nào anh? Nói nữa nó mét Hùng Lân giờ. Thôi Hùng Lân thì không dám chơi đâu nha mày. Anh Hùng Lân tao sợ anh lắm. Ồ, anh live stream nào cũng share cho anh hết á. Hầu như là ngày nào cũng có. Không biết mấy bạn sao chứ. Anh không biết sao tắt được tính năng đó nữa. Anh nhớ đâu kết bạn đâu trời. Mà share tin nhắn các bạn. Kỳ bạn ngộ ghê á. Tự nhiên livestream mở ngày nào á cũng share tin nhắn á. Đó không biết sao bỏ luôn. Ừ, phỏng vấn thằng khốn đó. À, cái ông già mà mời ra team nó nói vài câu tức chửi quá trời đúng không? Ông dành thời gian cho chuyện khác, đâu phải như mày ngồi live với trẩu đâu. Bây giờ tóm lại sao, mày có mét ổng hay không? Mày ngồi mày vòng vòng hoài tao chóng mặt thấy mẹ. Móa muốn im cũng không được. Anh vô nhận thằng bạn của anh kìa. Thằng đó nó nói ngày trước nó là kẻ thù của anh đó, không á giờ nó là bạn của anh đó. Đó anh vô anh xác nhận anh có quen nó không? Nãy giờ nó nói ngày nào cũng gặp anh ở tiệm nail rồi nó nói anh gì cạo nail gì đó. Em mới hỏi nó nail tiệm ở đâu tên gì nó chưa trả lời. Thì lâu lâu gặp thằng đúng hài luôn. Chắc thằng này hay vào nhà ông Sơn Tây nhặt gà chết. Ông Sơn Tây đâu có làm gà đâu mày. Hay ship burnout của ông Sơn Tây. Trời đất cơ mày coi thường anh Sơn Tây quá. Ở bên Mỹ là người ta sử dụng dịch vụ chuyển phát là gì SUPS ba ơi. Mẹ mướn mấy thằng ất ơ làm chó gì. Đúng không thằng chủ nhà tưởng thằng trộm chó súng nó bắn thấy mẹ nữa. Trời đất cơ tụi bay không có hiểu gì về cuộc sống bên Mỹ. Tụi bay làm như bên Mỹ là rừng rú. Bên Mỹ là shipper nó chuyên nghiệp mấy em. Ta kêu là delivery đồ đó đồ ăn đồ cũng vậy nữa. Không? Phi đất nó làm rồi SUPS này nọ rồi UPS này nọ đi DHL đồ đúng không chứ ai đâu mướn men ức ơ tự nhiên chạy xe nhà người ta gõ cọc 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 chục thùng hàng nó bắn cho bể sọ không có đồng phục gì trơn ai biết ai đúng không em. Tại vì bên Mỹ á là thằng nào nó cầm súng hết á ông mới gõ cửa mở nhà mở cửa nó bắn sao ông mới khùng khùng ngáo đá nó bắn hoài gì. Em thấy tội mấy người ở Mỹ. Không muốn theo Ba Sọc cũng phải theo. Hở tí là tẩy chay biểu tình. Thì đúng rồi mẹ ơi. Má dân làm ăn ở bển khổ thế mẹ luôn chứ. Tôi làm ăn thôi. Má dính vô mấy khùng chính trị ám cả đời. Gần giờ cạo rồi tặng cho Di bài thơ cái đi làm nhé. Thôi cạo đi cạo mẹ cho rồi đi mẹ ơi. Mày ngồi đây mày cạo mày đặt sổ nho nữa. Mà mày có nho thì mày đâu có làm nghề cạo nail. Đúng không? Tao mệt mày quá à. Nghe mày nói mày quen với ông Sơn Tây là thấy mày xạo rồi. Ông mang Sơn Tây ông đi mẹt. Ông cần gì chơi với mấy đứa cạo nail mà ngu như mày. Đúng không? Tại vì tao đi mẹt tao biết. Tao có đi mẹt tao chơi cạo nail. Tao phải chơi cỡ bạn nhiên nói chuyện. Còn phải biết đạo, biết lý, biết tình, biết người, biết Phật, biết Chúa. Ai đâu chơi với mày mày. Nên ông Sơn Tây cũng vậy thôi. Nên mày vô khống trọng là cái chắc rồi. Mày xạo xạo. Đúng không mấy em?
Logic của anh hợp lý không? Sơn tay không cạo nail 20 năm rồi. Nó thấy không? Anh Sơn tay nói anh Sơn tay không có cạo nail mà mày nói không cạo nail. Má xạo quý quen. Bác Sơn tay quen bà kia không ạ? Không có quen đâu mày ơi. Thằng đó nó xạo xạo. Anh có biết kẻ phản bội Hoàng Văn Huân không? Là ai em? Hoàng Văn Huân là ai? Sơn Tây đi xe mượn, nhà đi thuê. Anh thua nó nổ hơn bom hạt nhân. Là sao? Ý của anh nói là anh Sơn Tây đi xe mượn ở nhà thuê hả? Cái đó thì tài sản của anh Sơn Tây em không biết mà em cũng quan tâm. Chiếc xe rồng từ từ lăn bánh chở Di vào nghĩa địa Bình Tân. Trời đất ơi, tưởng đồng sao mẹ thơ cấp của tao đó hả? Thôi đi má, đi cạo móng rồi đó, đi cạo móng đi. Ngu được có đủ. Tưởng đâu thơ sao ba, má thơ cấp của tao. Trời ơi. Hình như cha mẹ mà đẻ ra mất mẹ dây thần kinh nhục rồi hay sao á. Nghĩ sao nó còn mặt mũi nó giết hai câu thơ đó nữa. Đúng không? Người ta đam chiếc xe lam, mẹ đam chiếc xe rồng. Là thấy ngu rồi. Đúng không? Có tiền tao mới đi xe rồng, nghèo như mày cuốn chiếu chết mẹ. Bởi vậy thua thằng này luôn á em. Ngu mà ngu toàn diện dưới trời. Ngu đa lĩnh vực luôn. Hầu như lĩnh vực nào cũng thấy ngu hết. Hết vô ghen về hả? Chứ anh từ từ em. Anh lóc thằng Lai đi. Tao đâu biết nào Lai đâu lóc. Quan tâm chi mấy thằng chiếu dưới em ơi, kệ nó đi. Tao không xem like mày nữa, nhưng tao sẽ kêu gọi anh em Việt Kiều vào đam mày nhé. Tao nói với mày rồi, vẫn một câu thơ đã cũ. Duy sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo khắp xương da. Người gia nhân bến đợi dưới cây già, tình du khách thuyền qua không buộc chặt. Ngại quá. Tinh trùng ba nó bị đứt đuôi. À, tinh trùng ba nó bị đứt đuôi, ý mà nói là tinh trùng khác đẩy tinh trùng của ba nó vô hả? Chứ đứt đuôi sao bơi ba? Đúng không? Tinh trùng mà đứt đuôi là không có thụ thai được đâu nha. Cái này là chắc tinh trùng này có sự trợ giúp rồi. Đó. Vậy là tinh trùng của thằng khác đẩy tinh trùng ba nó tới được cái đích cần đến phải không? Nó quạch tẹt ra mẹ vậy đi. Mày nói nho quá sao nó hiểu? Đúng không? Chỉ có anh Duy Nguyễn mới hiểu thôi, tại Duy Nguyễn có ăn có học mới hiểu được. Phải mày nói, phải ý em vậy không? Hay là ý khác? Ý khác thì giải thích chứ vậy, ok đi. Em thấy thanh niên Việt Nam lười lao động rồi quay ra chửi chế độ. Ủa kệ nó, tụi nó cũng chả có được làm được gì mày ơi. Cạo nail riết chán tay về Việt Nam cạo đầu mày luôn. Ghê vãi. Có tiền về không? Mà không mày muốn về tao cho mày về luôn. Mày có tiền về tao mua vé cho. Đó. Tao nói thiệt luôn á. Có đội viện trợ vào chưa Duy? Đội viện trợ là gì? Có thằng ất ơ đó thôi chứ đội viện trợ nào đâu anh. Anh canh thằng Huy Nguyễn nó comment một cái cho lên đường anh, nó tội gì em? Đâu Huy Nguyễn lên biểu cơ mày. Mày comment gì mà có người kiện kìa. Phó Chủ tịch Quốc hội Hoàng Văn Hoang đó anh. Ôi, cái chuyện thời bác Lê Duẩn là xưa lắc xưa lơ, ai quan tâm mày. Khi nào súp bên SVG về dùng anh Duy làm sao? Thì em bỏ tiền ra mua dùng thôi. Nó kêu gọi viện trợ mà chưa thấy à? Chưa. Có ông Sơn Tây đang ngủ mà nó réo hồn mà ổng quá trời, ổng vô ổng comment 2-3 câu. À thằng Huy Nguyễn đúng không? Ồ, nó không dám lú lên đâu em ơi.
Nè bây giờ anh nói cho em nghe nha. Bây giờ muốn lóc mấy thằng nè, đã vô đây anh chỉ cho lóc. Bảo đảm bây giờ tao lùa tao lóc một chục thằng. Nè coi anh vlog nè. Cái like hồi chiều. Cái like hồi trưa của anh. Mấy em coi anh lóc nè. Ok. Đây. Lít vô. Xe máy Tắt đi để nó bớt ồn. Ra là lóc từng đứa hết. Đây không bốn thằng thả mặt giận, có bốn thằng thôi nè, cho bạn coi nè, bốn thằng thả mặt giận đúng không? Một là thằng Quỳnh Tấn Phát, ủa lộn, thằng Tấn Phát lên đường thế thôi, lộc một đứa, thằng Trẩu Tre thứ hai là thằng Quỳnh Thiện Ngon lên đường nè, nó có cái xin kết bạn nè mấy bạn, thấy không? Thằng này nó xin kết bạn với mình nè đúng không? Đó, bạn thấy cái nút add friend không, vô vô account nó có nút add friend, nó xin kết bạn nè, mày thả mặt giận hả con, lên đường thế thôi, không nói nhiều, không dài dòng, không mất thời gian. Rồi tiếp tục thằng Nguyễn Que nè, lên đường mặt giận nè, lên đường. Muốn coi danh sách lóc không, muốn coi danh sách lóc không, cho coi. Rồi thằng Đức Tính lên đường, còn ai nữa không? Đó là cái like hồi trưa, bây giờ mình truy qua cái like tối hôm qua kiếm tiếp. Bây giờ trên đây nó ế hàng quá thì phải bổ sung mấy em. Cái like hôm qua, trời ơi, có một thằng thả mặt giận thôi, thằng ai đồng chí Du Phan này thả mặt giận nha. Ông Du Phan là cái ông có like duy nhiều nha, ông này cờ đỏ hay gì nè, ông thả mặt giận không? Thôi chỗ quen biết tha. Kiếm tiếp. Cái này này không có ai thả mặt giận hết. Có danh sách lóc không? Gì? Tao chỉ cho auto 2 giây lóc 15 người auto phẫn nộ. Thì mày cứ cho đi, tao đang kiếm danh sách lóc mà. Mày cho thoải mái, đối với tao á là tao á là danh sách lóc dài nhất Việt Nam là đẳng cấp. Thế thôi, cái mẹ mày, mày cạo néo mày đâu, mày cạo đi mày ơi. Mấy cái tật cứ cạo néo mà cứ đú với đời. Chả có cái chó gì mà đú với người ta cả. Đúng chưa? Mà nói gì cho nó tròn. Mệt quá. Ủa coi danh sách lóc coi chỗ nào ta? Coi đây. Locking. Đây. Không cách nào xuất cái file địch bọt luôn ta. Má chứ kéo phải gãy tay chết luôn á. Sao điện thoại không có chỗ nào coi cái file địch bọt á. Nè trên đây có mấy thằng bạn quen nè mấy bạn. Nè trên đây nè nha. Cho coi là có mấy thằng bạn quen nha. Từ. Cái điện thoại ra đó. Có mấy thằng mà chữ tên cũng thân thương đó. Bây giờ mình kéo nằm mỗi tay thôi nha mày. Không đó, đây là lóc nha. Rồi kéo đi. Kéo nằm mỗi tay hết thôi nha, tôi cũng mỗi tay lắm. Gái cũng cả đống này chứ không ít đâu. Nó đang lót, lúc mà nó giật giật nó đang lót á. Má mỏi tay quá. Chờ chút nghỉ mệt, chúc bạn mỏi tay quá. Đó. Chờ chút nghỉ mệt, chúc mỏi tay quá. Rồi kéo tiếp đây.
iPhone đó mắc không anh? Lúc anh mua là 34 triệu em. Quay không kịp danh luôn rồi không? Mở tay quá, nghỉ chút đi. Chết mẹ, văng ngoài luôn rồi. Gọi đủ ao mẹ nó Facebook luôn. Sạc lốc 1k chứ anh. Ui mẹ, 1k là tuổi gì mẹ ơi? 1k mà chưa ra giang hồ đó đúng không? Thánh lốc mà mày nói 1k ăn thua cái gì? Mới văng mẹ ra ngoài luôn. Em đừng lóc mấy thằng ba sọc để nó nói chuyện cho vui. Thì thằng nào nói chuyện vui thì mới để, chứ thằng nào nói chuyện ngu cho lên đường, chứ ai rảnh đâu mà ngu chung với nó anh. Đúng không? Hợp lý không anh? Bigo nhìn hiền ghê, hiền gì em? Ông chặn hết thì ai đam hả ông? Nhầm nhò gì trời đất ơi, đâu phải muốn đam, đâu phải Di Nguyễn, đâu có gì gọi là, đâu phải bạn muốn được Di Nguyễn đam là dễ đâu mà. Trời đất ơi. Bây giờ ví dụ như bạn không chơi với mình không chơi với bạn, thì cái nào quan trọng? Đúng không? Có thiệt bạn cái nào quan trọng? Vậy thôi. Đúng không mấy em? Mình phải biết mình nằm ở cái level nào, mình nằm ở cái vị trí nào chứ trời. Mày tạo ác mày cũng mệt vậy. Anh Duy ơi, ở Hạ Long mới dịch vụ ngắm bằng trực thăng kìa. Thì bởi lúc anh đi thì chưa có, anh về là nó mới có em. Hình như chắc nghe góp ý của anh đó, nên phải cải thiện dịch vụ hay sao á. Nên bây giờ Hạ Long nó mới có dịch vụ trực thăng nha. Anh để vậy đam cho nó hiểu, nhiều khi nó bị dắt mũi. Trời đất ơi, bây giờ anh nói em nghe nha. Thí dụ như bản thân nó mất dạy, thì nó dắt mũi cũng kệ mẹ nó. Thì sau này nó lỡ có hoàn lương thì nó cũng mất dạy thôi, chứ khác nhau cái gì đâu trời. Không có khác nhau gì cả, đúng không? Nếu mà một người phản động chân chính đó, thì người ta khác. Nó chứ còn mấy cái thằng sồn sồn này gì đây? Chào Duy nhé, cho mình làm quen nha. Nói chung á thì Duy không có ngại làm quen, nhưng mà Duy còn thiếu một lý do nha. Hiểu không mấy em? Mình đẳng cấp thì mình chơi với cái hàng nào nó cũng phải ok một chút đó, chứ còn mấy cái hàng dạt mà cái hàng mẹ sức họng gãy gọng thì chơi làm cái gì ông nội, hiểu không? Em chưa hiểu ba sọc là sao, anh giải thích giùm em. Mày coi livestream của tao 1 tháng rồi mà mày chưa hiểu ba sọc là sao, thì tao cho mày hiểu chiếc xe lam nha. Khi Việt Hưng đi, 100 người đưa tiễn. Khi Việt Hưng về, kiệu 8 người khiêng. Chiếc xe lam từ từ lăn bánh, chở Việt Hưng vào nghĩa địa bình yên. Bon. Tao cho mày nói lời sau cùng. Nói lời sau cùng đi em. Trôn anh Như Nguyễn không có sống được đâu nha. Anh nói trước rồi đó. Phản động chân chính ở Việt Nam hết rồi anh ơi. Ok vậy. Mình ở Úc chào giám đốc BBT nha.
ở Úc thì chưa phải là lý do nha. Đó thì bây giờ thí dụ như bạn muốn làm quen với mình cũng được nữa, nhưng mà mình hỏi là cái lợi nhuận trong cái mối quan hệ này là cái gì, đúng không? Là tiền hay là tình? Đó, tất cả mọi lợi nhuận nó quy về hai cái này thôi. Đó, cái lý do mình cần là như vậy đó bạn. Bạn cũng biết mình là giám đốc mà, giám đốc phải làm business, ok, đúng không? Business là nói về lợi nhuận. Thì lợi nhuận trong cái thương vụ này là gì? Là tiền hay là tình? Không hiểu ba sọc cũng bị lóc nữa hả? Duy ác vãi. Không phải nha anh. Trời đất ơi, nó nói chuyện vậy là nó troll em, đúng không? Nó troll em chứ anh, đúng không? Không có cái thằng ngu là nó coi live stream em 3 tháng, một tháng trời, mà thậm chí ngày nào cũng coi, đúng chưa? Đó, ngày nào cũng coi. Mà hả? Mà bây giờ nó nói là nó không biết ba sọc. Cái gì? Thu Trang là nick fake rồi. Fake thì kệ mẹ fake, đúng không? Cái vấn đề nó là cái gì anh? Ủa lộn, mày phải ăn tao. Cái vấn đề là cái gì mày? Tao thì có chiêu là tao chỉ chó tao bắn mèo, hiểu không? Đó, thì có thể là tao mượn một cái gì đó để tao nói về một câu chuyện nào đó. Đó, thí dụ như á, Duy Nguyễn tỏ rõ quan điểm lợi lợi nhuận trong cái thương vụ này là cái gì, thì riêng cái con Thu Trang hay Thu Không Trang thì không cần biết, nhưng mà những người khác, đó, những người khác người ta ngồi người ta coi live stream này á, biết a thì ra Duy Nguyễn quan điểm vậy, ok, nhắn tin gửi hình làm liền, đúng không? Nên mấy em cái tối ngày mấy em vội vàng quá. Biết Duy đã lâu, hè về tập phòng THOL của Duy. Cái đó là gì? Quan hệ khách hàng và dịch vụ. Thì cái đó không cần làm quen nha. Bạn cứ vô đây bạn ói tiền ra đi, là tự nhiên dịch vụ của là full service nha. Hợp lý không mấy em? Hình như anh me thằng đó nhiều lần rồi, đúng rồi đó em. Ủa mà nãy anh cho nó nói lời sau cùng, nó nói cái gì vậy em? 1 triệu một tháng đủ dành cho game không anh? Đủ em. Học phí của phòng anh là 1 triệu một tháng nha. Vô đây đóng 1 triệu tập luôn em. Ói tiền mua PT luôn nha. Mua mày luôn hả? Mua mày luôn hả? Bữa nay vô hợp đồng rồi má méo vẫn có sếp đi ăn nha con. Hôm nay thằng này nó vô cái hợp đồng 28 triệu tiền BT đó em. Thằng Trần Bảo Nam nè. Cũng là từ từ là cái thằng coi live stream tao, làm fan tao rồi giờ vô làm nhân viên luôn. Sáng nay trời mưa do giông gió bão bùng, nó ngồi nó cạp, được cái hợp đồng 28 triệu tiền PT. À. Xong nó về nó im ru luôn. Nó không bao sếp được đi cà phê nào hết. Mày phải hiểu rằng sếp tạo cho mày môi trường thì mày mới có khách chứ mày. Đúng không mấy em? 1 triệu hả Di, có BT kèm không? Có BT kèm 28 triệu đó. Không nghe nói sao? Hồi nãy cái thằng kia nó mới trúng hợp đồng 28 triệu tiền BT đó. Tiền 1 triệu là do tập, tiền 28 triệu là người kèm. Anh có thích, anh có đồng tình giải tán Facebook không anh? Giải tán thì giải tán, tao đâu có sao đâu trời. Em chỉ đủ tiền tập chỗ anh Lý Đức thôi chứ không có tiền ở chỗ anh. Chỗ anh Lý Đức cũng được em nha. Chỗ anh Lý Đức cũng chả sao cả. Đó, em tập chỗ Lý Đức em vẫn nói chuyện với anh bình thường. Em tập ở chỗ Đức em vẫn là fan của anh bình thường. No problem. Đó, tại vì anh với Lý Đức có cái quan hệ tốt nha. Muốn tăng cân uống gì anh? Uống mát. Đích thân, Duy đích thân làm PT thì mới phải làm quen. Thì em nói rõ ràng rồi, làm quen với em lợi nhuận là gì? Một tiền hai tình hết thôi, đúng không? Chứ còn em không có làm mấy chuyện không công anh ơi. Mệt lắm, làm công công thì ta kêu là làm từ thiện. Mà làm từ thiện thì nó ra mẹ nó, mình nói đại mình làm từ thiện luôn. Đừng có dài dòng chóng mặt, mệt lắm. Em bây giờ em già đời rồi, cuộc sống này ngoài tiền ra không còn gì thú vị hết đó. Em trải hết rồi, thú vị gì nữa. 1m6 làm PT được không anh?
1m6 làm PT được, với điều kiện em bào tiền về cho anh được. Khi mà em bào tiền về cho anh á, thì em có giá trị ở lại. Mà anh là quan hệ mà tiền tiền mà mấy em, nên anh hay quen mấy bộ tên tiên đó. Nhất con hồi kỳ có nhỏ tên Tiên Tiên, trời đất ơi yêu quá trời yêu luôn. Bà chị hồi nãy là chị của mình, sao Di Đam bả dậy thông cảm giùm, bả bị thần kinh nhẹ đó. Không nhẹ đâu, thần kinh nặng rồi. Thần kinh đó không có nhẹ nha. Vận tốc trái đất quay nhanh bao nhiêu Nguyễn Trung. Á đù, anh đi học bổ túc lịch vật lý hay gì anh chơi xanh. Thì anh vô anh hỏi ông kia vận tốc trái đất quay là nhiêu hết hồn ông nội. Rồi quá. Ông Trung ông đọc được cái comment này chắc ông cũng bật ngửa rồi. Anh Trung mới trả lời kìa, có cần thiết trả lời ba que không? Có bán đề can không anh? Không em. Đề can ở chỗ tiệm xe nó mới bán, mấy chỗ mà dán đồ chạy xe đó. Tự nhiên vô gặp Duy Nguyễn, họ có bán đề can không, sao trả lời trời. Gì? Bả kêu tôi vào xem like, nhưng tôi thấy Duy nói chuyện rất thân thiện và vui. Có gì đâu phải như bả. Hồi nãy thì mày mới nói là mày fan tao lá lâu, mà bây giờ mày nói bả vào coi like. Mà bà đó thì tao mới biết. Má túm lại làm sao trời. Sao dạo này tao gặp vong nhiều quá. Ông nội ơi, bà Yến ơi, bà lặn đâu rồi? Bà ra đây tôi biểu coi. Ủa mà mấy em biết bà Yến giờ bắt đầu không em? Tự nhiên cái ngày mà bà Yến bà lặn đi cái một vong nó dần quá trời luôn. Bây giờ anh đi đâu anh giải vong bây giờ? Hả? Mấy giờ mới ngủ với anh? Thích ngủ chừng nào thì ngủ em ơi. Bà đi chùa khác rồi anh hả? Chùa nào vậy? Anh tới anh thỉnh bà về liền luôn á. Trần Huyền Trang giờ chưa ngủ. Trang ngủ trễ lắm. Chắc hai đứa đó là một anh ơi. 10 đứa là một anh đâu quan tâm đâu em. Đúng không? Em không thấy nhìn cái mặt anh nó tỉnh nè. Cái mặt anh nó tỉnh đó, tiếng Anh nó kêu là no feeling đó. Đó. Còn nếu mà dân quýnh bi da thì kêu là cái mặt nó đơ đó. Hiểu không? Tức là những cái chuyện nào mà đối với anh không quan trọng đó, thì anh không cần phải lưu ý, mình cũng cần phải quan tâm á. Anh cứ lướt mà đi thôi. Bà Yến đang ở một nhánh nhỏ đang xây dựng lại. Tin chính xác nhé. Mới mua thêm chiếc mẹt hả? Đâu có đâu, hai chiếc y nguyên. Mua cái gì ba? Chùa Ba Đồng hả? Hình như có cái chùa nào tên là chùa Ba Động luôn á. Anh có mấy chi nhánh BBT vậy ba em? Thấy chiếc màu đen, còn chiếc màu trắng nữa. Hai chiếc. Bà kiếm tiền nhiều hơn anh nhỉ? Một ngày bà kiếm mấy trăm chai. Bà đó thì giàu rồi, ai dám chơi với bà mày. Mình lụm bạc cắt không bà, bà lụm bạc sĩ. Anh xài hai chiếc mẹt là thích mua hay có lý do anh? Có lý do em. Tại vì dịch vụ mẹt ở Việt Nam này á, mỗi lần mà xách vô gara mà gọi là bảo hành với bảo dưỡng như là bảo hiểm á, nó tốn từ 3 ngày cho tới 7 ngày em. Mà trong vòng 3 ngày tới 7 ngày đó anh méo có xe đi, anh cảm thấy khó chịu lắm. Thôi anh mua thêm chiếc nữa. Đó. Để chiếc này mà có lỡ vô gara thì còn chiếc kia mà đi. Hiểu không? Đó, ý anh là vậy đó. Rồi sau này nhân viên của anh á, nó ngồi nó thích nó lái. Ô mày thích thì mày cứ lái. Anh giao chìa khóa con mẹt đen cho tụi nó luôn. Anh đi chơi bằng con mẹt trắng. Đúng không? Anh đi Tây Nguyên á. Anh đi Tây Nguyên với đi Nha Trang á. Một tháng trời. Ủa lộn. 10 ngày bằng mẹt trắng ở nhà thì nhân viên anh vẫn sử dụng con mẹt đen để đi công việc.
nó không có bị gián đoạn, em hiểu không? Đó, mà bây giờ mình làm ăn với người ta thì mình phải đi Mercedes đó, mình mới không còn phải nói nhiều. Còn em đi taxi em giải thích nhiều mệt lắm em ơi, làm ăn mà. BBT Hiệp Thành xây chừng nào xong vậy Duy? Thôi mệt quá bà ơi, bà tập cái nào bà tập cũng được hết. Hiệp Thành á, bà có tiền bà đi taxi qua hay không? Nó giờ báo giá luôn nè, bây giờ á, từ sân bay Tân Sơn Nhất á, qua Hiệp Thành là phải 300.000 đó. Còn từ mà BBT Bình Tân á, mà đi qua Hiệp Thành đó là phải 400.000. Bà có tiền đi không mà bà hỏi nhiều vậy? Đúng không em? Mà chừng nào mà đi tập gym á, mà bỏ tiền taxi cả đi cả về gần 1 triệu một ngày á, thì nói thiệt anh Duy Nguyễn mày nể luôn á. Đúng không em? Anh Duy nói cái gì nó có cái lý của anh. Anh nói cái gì cũng là có cái tình của anh cả. Anh không bao giờ mà anh gọi là anh chèn ép người nào hết. Nó nhưng mà mấy cái chuyện mộng du á, thì cũng cần phải bàn. Đúng không? Bà này nãy bà nói bà về Việt Nam bà tập gym. Thì bà tập ở Bình Tân là được rồi. Đúng còn chi qua bên Hiệp Thành chi cho nó tốn tiền vậy. Rồi tiền đâu mua vé máy bay. Hiểu không? Sao không có tiền chưa gì mà Duy đã khinh tôi rồi. Nói chung á, thì bây giờ á, cái chuyện mà khinh người á, thì bạn đừng trách người ta. Đúng không? Người ta có quyền khinh hay không khinh thì thôi kệ mẹ người ta đi. Đó. Còn nếu á, bạn cảm thấy á, người ta khinh bạn á, mà bạn phục á, thì bạn lấy tiền bạn chọi chết mẹ nó, là bảo đảm nó không dám khinh nữa. Hiểu không? Nên mấy cái việc đó đó, nó không cần phải nói nhiều mà không cần phải tâm thư mà đạo lý. Hiểu mấy bạn? Đúng chưa? Đạo lý nó phải đúng chỗ đúng nơi, chứ đừng có phải cái gì cũng mở mồm ra đạo lý. Mà thường đó, mấy thằng mấy con nó nói chuyện đạo lý thì nó sống như ABC. Anh Duy cho em hỏi, Đan Nguyên về Việt Nam ca được phép không anh? Mày hỏi nhà nước đó chứ sao mày hỏi tao? Tao quyền gì mà hỏi? Sắp hết giờ like rồi nhé em. Lâu lắm mới like được 4 tiếng. Sắp hết giờ like rồi. Tương lai phát triển BBT phủ sóng cả nước không anh Duy? Nói chung thì cái mộng xưng hùng thì ai mà chả có. Nhưng mà vấn đề năng lực nằm ở tới đâu? Anh có dự định xây BBT Tân Bình không anh? Chắc cũng có đấy. Nó đi tàu thủy thì về Hiệp Thành gần hơn Bình Tân không anh? Nếu mà đi tàu thủy thì đi vô mấy rạch nhỏ về rạch Bình Điền á, Bình Điền thì Bình Tân gần hơn. Còn nếu mà gọi là đi mà qua Hiệp Thành á, thì phải đi qua An Phú Đông. Đó, đi qua An Phú Đông. Mà An Phú Đông thì nó về Hiệp Thành thì nó xa hơn từ bên cầu Bình Điền mà về Bình Tân. Hiểu không? Thôi hết bà nó giờ like rồi nha. Ngày nào Duy cũng sỉ nhục Việt Kiều cạo neo. Tôi sỉ nhục Việt Kiều cạo neo hồi nào ông nội? Tôi la cạo neo thì lo mẹ nó cạo neo đi. Đừng có đú với đời. Tôi khuyên mà. Thôi bà hết giờ like rồi nha. Không nói